Triệu Quốc Đống gọi điện tới văn phòng có một nhân viên nghe, không biết đó có phải thư ký phó thủ tướng không? Hắn đoán không phải, chắc là vị thư ký thông qua nhân viên này liên lạc với mình. Chỉ gặp lãnh đạo mà đã phải qua vài bước, Triệu Quốc Đống thấy bình thường, dù sao chỉ cần gặp được lãnh đạo là đủ rồi. Đến nơi, Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương, dù sao nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào. Mời anh chờ một chút. Nhân viên công tác đưa Triệu Quốc Đống đến phòng khách, Triệu Quốc Đống thầm hạ quyết tâm, cũng cố lấy lại bình tĩnh. Hắn chưa phải chưa từng gặp lãnh đạo Trung ương mà, thậm chí còn nói chuyện khá dài. Anh là đồng chí Triệu Quốc Đống. Một người đàn ông trung niên đi vào và hỏi. Vâng. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên. Ừ, còn rất trẻ. Mời anh đi bên này, Phó Thủ tướng đang đợi anh. Người đàn ông gật đầu hài lòng. Không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào mà dù rất bận vẫn muốn gặp người trẻ tuổi này. Chẳng qua tuổi này làm bí thư thị ủy cũng hiếm thấy. Vào phòng bên, Triệu Quốc Đống nhìn quanh thì thấy Tô Giác Hoa đang ngồi trên ghế đọc sách. Tô Giác Hoa bỏ sách xuống rồi nói. Tiểu Triệu ngồi đi, chúng ta đã vài năm không gặp thì phải. Thật không ngờ năm trước thị xã có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất lại là Ninh Lăng nơi cậu làm bí thư thị ủy. Điều này làm tôi cũng thấy tự hào. Phó Thủ tướng cười chê rồi. Tôi chẳng qua là gặp phải vận may mà thôi. Ninh Lăng còn quá nhiều chênh lệch với các thành phố khu vực Duyên Hải, còn cần phải vùi đầu phát triển 10 năm, 20 năm nữa mới có thể bằng được bọn họ. Triệu Quốc Đống cố làm mình đừng khẩn trương. Hắn không biết sao mình lại như vậy. Dù nói chuyện với Lục Kiến Bang thì hắn cũng không đến mức đó. Ồ, Tiểu Triệu, cậu quá khiêm tốn rồi. Theo tôi biết mảng kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng 2 năm qua mới phát triển, nhất là một loạt các công ty sản xuất chất đa tinh thể silicon tiến vào Ninh Lăng, đó không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Hơn nữa tập đoàn Fukuda cũng đầu tư vào Ninh Lăng, thời gian trước tôi sang Nhật có đến trụ sở của tập đoàn này và hỏi bọn họ. Chủ tịch tập đoàn bọn họ nói sau khi khảo sát nhiều phương diện cuối cùng xác định Ninh Lăng. Nói thế nào nhỉ, tốt chính là tốt. Quyển 15, chương 38. Tô Giác Hoa nhìn tới làm Triệu Quốc Đống cảm thấy áp lực rất lớn, rất muốn tránh khỏi ánh nhìn nhưng hắn phát hiện là rất khó khăn. Tô Giác Hoa nhiều năm ở vị trí cao khiến cho mọi cử chỉ, ánh mắt đều mang theo uy thế, làm cho hắn vô thức khuất phục dưới ánh mắt đối phương. Triệu Quốc Đống hơi nhún vai giống như tháo bớt áp lực đối phương gây ra cho mình. Hắn cảm thấy mình tốt hơn một chút nên mới bình tĩnh lại được. Ngài nói đúng, các công ty đó chọn Ninh Lăng là có lý của bọn họ. Ví dụ như cung ứng điện, nước dồi dào, chính sách giúp đỡ và các ngành liên quan của Ninh Lăng cũng có chút ưu thế. Hơn nữa thị ủy ban Ninh Lăng coi phát triển ngành năng lượng mới chính là sản nghiệp trụ cột của thị xã, vì thế bọn họ mới có thể chọn Ninh Lăng. Còn tập đoàn Fukuda chọn Ninh Lăng là do chú trọng đến điều kiện giao thông của Ninh Lăng. Đương nhiên trong đó có cả hoàn cảnh đầu tư ẩm thị ủy, UN Ninh Lăng xây dựng. Tô Giác Hoa cười cười không nói. Khi Liễu Đạo Nguyên gọi điện cho y cũng hỏi đối phương ý đồ thật của tên Triệu Quốc Đống là gì. Liễu Đạo Nguyên do dự một chút rồi nói đối phương muốn gặp y chính là muốn phản ánh tình hình thực tế của Ninh Lăng, nói về chính sách của Trung ương ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Ninh Lăng, hy vọng có sự đối xử khác. Nói thật đây không phải chuyện gì lớn. Chuyện Liễu Đạo Nguyên nói thì Tô Giác Hoa đâu phải chỉ gặp một hai lần, năm nào chẳng có vài việc. Nhưng lần này khi cả nước áp dụng chính sách khống chế mà Liễu Đạo Nguyên lại mở miệng đúng là làm cho Tô Giác Hoa có chút ngạc nhiên. Liễu Đạo Nguyên là người biết chừng mực, nếu Liễu Đạo Nguyên nói thì Tô Giác Hoa cũng phải suy nghĩ đôi chút. Chẳng qua bây giờ trong cơn gió lốc y cũng cần xem xét lợi hại, xem Triệu Quốc Đống này mang tới gì cho mình, và muốn đạt được gì. Xu thế phát triển năm nay của Ninh Lăng như thế nào? Một khu vực nông nghiệp truyền thống nếu muốn phát triển thành thành phố công nghiệp thì không phải chỉ dựa vào một hạng mục là được. Tô Giác Hoa thuận miệng hỏi. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, đây chính là cơ hội. Đối phương xem ra không biết ý đồ thật của hắn, Liễu Đạo Nguyên có lẽ cũng không rõ mục đích của hắn. Xu thế phát triển năm nay của Ninh Lăng cũng được, kéo dài từ năm trước. Nhưng tôi thấy cơ sở để Ninh Lăng tiến thêm là có vấn đề. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Phó Thủ tướng Tô, ngài cũng từng công tác ở An Nguyên vài năm, cũng không xa lạ gì với Ninh Lăng. Ninh Lăng vốn yếu về sản xuất công nghiệp, sản nghiệp thứ ba càng không cần phải nói. Cơ sở vật chất chính là chướng ngại lớn nhất của Ninh Lăng. Mấy năm gần đây khi cảng Ninh Lăng mở rộng thêm cùng với đường sắt Tây Liễu khai thông sẽ khiến tình hình tốt đẹp hơn. Đồng thời năm nay cao tốc An Tương cùng đường sắt An Tương cũng thông xe càng cải thiện hệ thống giao thông của Ninh Lăng. Nhưng mới chỉ ở nội thành Ninh Lăng mà thôi.
Tô Giác Hoa nhấp ngụm trà ra hiệu đối phương nói tiếp. Triệu Quốc Đống vừa nói như vậy, Tô Giác Hoa mơ hồ đoán được ý đồ tới đây của đối phương là gì. Xem ra Triệu Quốc Đống này rất có dã tâm, một lòng muốn Ninh Lăng thay đổi diện mạo. Chẳng qua đây là chuyện tốt, ít nhất còn tốt hơn đám người chỉ ngồi chờ bên trên có chính sách và làm theo. Việc xây dựng ở nội thành Ninh Lăng đang tiến triển nhanh, phát triển kinh tế cũng khá nhanh. Nhưng 7 huyện nông nghiệp của Ninh Lăng lại phát triển khá chậm, chỉ riêng nội thành phát triển sẽ khó có thể giải quyết được sức lao động dư thừa ở nông thôn, điều này cần thúc đẩy kinh tế các huyện phát triển. Trong hoàn cảnh này, các huyện của Ninh Lăng muốn phát triển thì theo tôi thấy có thể dựa vào phát triển kinh tế tư nhân. Ngay bây giờ Ninh Lăng đang cố gắng tạo dựng hoàn cảnh có lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, làm cho kinh tế tư nhân hưởng thụ các chính sách như các công ty liên doanh và công ty nhà nước. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đối với các huyện mà nói thì có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân. Ví dụ như quan niệm, xây dựng cơ sở vật chất và thể chế. Quan niệm và thể chế chỉ có thể giải quyết từng bước một, nhưng tôi hy vọng Ninh Lăng có thể đi trước trong việc xây dựng cơ sở vật chất. Tô Giác Hoa nghe ra vấn đề. Xây dựng cơ sở vật chất, xem ra đối phương chỉ là cảm thấy việc này bị chính sách của Trung ương ảnh hưởng. Nhưng việc cải tạo hệ thống giao thông các quận, huyện hình như không cần tìm tới mình mà. Điều này làm Tô Giác Hoa có chút khó hiểu. Phó Thủ tướng Tô, tôi hy vọng đảng ủy, ủy ban khóa này sẽ phá vỡ chướng ngại về cơ sở vật chất của toàn Ninh Lăng, làm cho hai cánh của Ninh Lăng được cởi bỏ sợi dây trói buộc. Hiện nay Ninh Lăng đưa vào không ít hạng mục lớn, một nhóm lớn các công ty tiến vào. Trong đó có không ít là các công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Nó khiến cho Ninh Lăng có nhiều nhân tài về khoa học kỹ thuật, nhưng như vậy cũng cần Ninh Lăng chúng tôi cung cấp đầy đủ nơi ở, các điểm vui chơi, giải trí cho bọn họ, cũng yêu cầu càng lúc càng cao đối với việc xây dựng cơ sở vật chất của Ninh Lăng. Vì thế Ninh Lăng chúng tôi hy vọng có thể quy hoạch xây dựng một sân bay dân dụng cấp 4D ở quận Đông Giang. Đây mới là mục đích chính của hắn sao? Tô Giác Hoa cười cười một tiếng. Triệu Quốc Đống cũng biết ý im miệng, hắn biết Tô Giác Hoa nhất định sẽ đặt câu hỏi. Tiểu Triệu, cậu cảm thấy hiện nay Ninh Lăng đã đến lúc cần xây dựng sân bay dân dụng sao? Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức kể lại vắn tắt ưu thế về vị trí địa lý của Ninh Lăng, cùng với tư tưởng phát triển Ninh Lăng ra một lần. Hắn chú ý thấy Tô Giác Hoa có chút hứng thú với việc Ninh Lăng xác định sẽ xây dựng làm thành phố trung tâm của khu vực An Tương, phát triển các ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường. Vật liệu xây dựng mới, du lịch làm ngành chủ đạo. Tiểu Triệu, xem ra thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có tư tưởng khá hợp lý về việc định vị tương lai của Ninh Lăng. Ngành hàng không của nước ta vẫn còn lạc hậu, đồng thời các sân bay dân dụng ở khu vực đất liền cũng có nhiều khó khăn. Vấn đề tài chính và kinh doanh cũng có không ít vấn đề. Tôi tin nếu thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đã cẩn thận cân nhắc và đưa ra quyết định thì đương nhiên là đã hiểu rõ vấn đề này. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Khống chế vĩ mô không phải là áp đặt, phải có từng trường hợp cụ thể và đặc biệt. Đây đúng là điều Triệu Quốc Đống muốn nghe. Chẳng qua Tô Giác Hoa chỉ nói qua qua như vậy cũng làm hắn không nắm chắc mục đích hôm nay tới đây của mình có thành công hay không. Tô Giác Hoa không phải người dẻo miệng, nhưng y lại khống chế đề tài cuộc nói chuyện rất giỏi, có thể xảo diệu dẫn dắt tiết tấu đề tài theo ý mình. Y cũng có chút hứng thú với cách làm của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, hỏi không ít vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương không thể nào nói rõ kết quả việc mình cần, có thể nói đến mức này đã là không dễ. Vì thế hắn đơn giản theo đề tài của đối phương mà phát huy, nói ra những luận điểm của mình về nền kinh tế hiện nay. Cuối cùng hắn vẫn có thể nói hết quan điểm trong lòng, về phần có được lãnh đạo tiếp nhận hay không thì Triệu Quốc Đống không suy nghĩ nhiều. Ở cấp bậc của Tô Giác Hoa thì y đương nhiên có quan điểm của mình. Hắn cũng không mong mình có thể được Tô Giác Hoa tán thành bao nhiêu. Có thể để đối phương suy nghĩ về quan điểm của mình là đủ rồi. Triệu Quốc Đống ra khỏi phòng Tô Giác Hoa mới phát hiện mình rất thoải mái, áo sau lưng đã ướt vì mồ hôi. Việc cần làm hắn đã làm, trên đường về, hắn không khỏi suy nghĩ về biểu hiện hôm nay của mình. Hắn đánh giá mình được 8,5 điểm, coi như là thành công. Vừa không bị khí thế đối phương hoàn toàn áp chế, cũng thích hợp tỏ sự kính trọng đối phương, càng quan trọng hơn là nói rõ quan điểm của mình. Hắn tin Phó Thủ tướng Tô cũng có thể hiểu được mục đích đến đây hôm nay của hắn. Quyển 15, chương 39. Triệu Quốc Đống phát hiện tâm trạng mình rất thoải mái, thậm chí có vẻ là buông bỏ hết mọi thứ, không cần quan tâm gì nữa. Hắn đã làm, đã nói, còn đạt kết quả như thế nào đã không còn quan trọng. Điều này làm hắn có chút giật mình, thậm chí không ngừng nhắc mình tuyệt đối không được như vậy.
Tô Giác Hoa còn chưa chắc qua được cửa hay không cơ mà. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có cảm giác đó chính là Tô Giác Hoa có suy nghĩ của mình về chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương. Hắn nói nhiều, Tô Giác Hoa chỉ nghe, không thấy đối phương tỏ vẻ gì, thậm chí đặt câu hỏi cũng chỉ là chất vấn mà thôi. Nhưng y lại cổ vũ Triệu Quốc Đống thoải mái thể hiện, Triệu Quốc Đống rất khó nắm bắt được suy nghĩ thật của đối phương. Đương nhiên đó là điều rất bình thường, hắn biết được suy nghĩ của lãnh đạo Trung ương thì hắn thành thiên tài rồi. Có lẽ Tô Giác Hoa là phó thủ tướng sẽ không để ý chuyện nhỏ ở Ninh Lăng, y chú ý toàn cuộc là chính. Nhưng toàn cuộc cũng do vô số chi tiết như Ninh Lăng cấu thành, nhu cầu của Ninh Lăng không chỉ đại biểu cho bản thân Ninh Lăng, thậm chí tỉnh An Nguyên, thậm chí nó còn đại biểu cho xu thế mới. Tóm lại chuyện đã làm hết, lúc này Triệu Quốc Đống rất nhàn nhã. Khi Lam Đại tới, Triệu Quốc Đống đã bắt đầu có vẻ hơi say. Sớm như vậy mà Triệu Quốc Đống lại một mình đến quán ba uống rượu là điều Lam Đại không ngờ. Hắn gặp khó khăn ư? Không phải chứ, hắn không phải mới được lên trường Đảng Trung ương học sao? Hay vấn đề tình cảm? Hình như không phải, Lam Đại biết rõ cuộc sống tình cảm của hắn rất phong phú. Chiếc rèm cửa dày luôn làm người ta cảm thấy an toàn. Lam Đại cứ như vậy canh Triệu Quốc Đống. Hắn vẫn tỉnh táo nhưng Lam Đại cảm thấy đối phương như cố ý muốn say để thả lỏng mình. Chứ nhìn hắn không giống bị kích thích. Trong mắt Triệu Quốc Đống thì hình ảnh Lam Đại bắt đầu mơ hồ, có lẽ do trời tối phát huy tác dụng. Một chiếc áo dài màu xanh che mông, bên trong là một chiếc áo len màu đen cao cổ, chiếc thắt lưng khá to làm tôn vòng eo và cặp mông. Cô búi tóc lên, hơi dựa vào, đôi mắt cô lờ mờ cùng màu môi hơi đậm càng tôn lên trên bộ mặt trắng, mỗi một chi tiết đều làm người ta thấy quyến rũ. Đây có lẽ là một mỹ nữ mà mọi người đều phải công nhận chứ. Ít nhất hắn cảm thấy khi Lam Đại xuất hiện ở cửa thì tất cả mọi người đều nhìn cô. Theo bước đi thướt tha của cô, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất ở góc này thì các ánh mắt mới thu về. Lam Đại không thể nghi ngờ là một cô gái biết cách ăn mặc nhất trong số những người phụ nữ Triệu Quốc Đống quen. Cô mặc cùng lắm chỉ là các đồ có nhãn hiệu tầm trung nhưng luôn biết cách phối hợp tốt, tạo ra cảm giác khác lạ, làm cho người ta cảm thấy các đồ đó như được mặc định may sẵn cho cô. Triệu Quốc Đống biết rõ mình đang làm gì. Hắn chỉ muốn một mình uống rượu, nói chuyện, không cần gì khác, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lam Đại không quá được chào đón, đây là điều Triệu Quốc Đống biết. Dù là mấy cô cổ tiểu Âu cũng có định ý với Lam Đại. Triệu Quốc Đống cũng rất thích cô gái đầy lý trí này. Kinh nghiệm sống của từng người quyết định các cô không có khả năng là cùng một loại người, có lối suy nghĩ và lý tưởng riêng, anh không thể ép họ giống nhau được. Theo men rượu, Triệu Quốc Đống nói ra các suy nghĩ của mình. Thậm chí cả việc hôm nay hắn đi gặp Phó Thủ tướng. Triệu Quốc Đống cũng không biết sao mình lại chọn nói chuyện với Lam Đại, nhưng trực giác nói cho hắn biết cô là người đáng tin. Lam Đại nghe rất chăm chú. Triệu Quốc Đống hơi có men say theo cô thấy lại rất đáng yêu. Người đàn ông luôn bình tĩnh và khí phách đã không thấy, mà thay vào đó là một người trẻ tuổi thích có người tâm sự. Ngay cả Lam Đại cũng không biết sao mình lại muốn hắn dựa vào mình mà ngủ. Tại sao em không nói gì? Từng chén rượu một đổ vào miệng, Triệu Quốc Đống thích cảm giác này, thích thì uống, không ai ép buộc. Nghe anh nói cũng tốt mà, em thích nghe anh nói. Lam Đại khẽ cười nói. Anh nói làm em thấy thích như vậy sao? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Lam Đại. Rất thích, anh nói rất sinh động, em như thấy mình có thể thấy rõ từng chút một vậy. Lam Đại dùng từ rất tốt làm cho Triệu Quốc Đống không khỏi nở nụ cười. Lam Đại. Em đây là đang phá vỡ cái nhìn của anh về em đó. Không tốt sao, là đánh giá tốt hay xấu đi thế? Lam Đại thản nhiên nói. Khó nói. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nghe anh lẩm bẩm mãi rồi, cũng tới lúc em nói anh nghe. Em, có gì để nói chứ, cuộc sống mỗi ngày vẫn thế. Lam Đại lắc đầu. Rất chán sao? Triệu Quốc Đống nhìn cô. Không, không thể nói như vậy. Nhưng cuộc sống không thể luôn có cảm giác kích thích, chúng ta phải học cách thích ứng mà. Lam Đại nhấp một ngụm rượu rồi bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, ngón tay khẽ gõ gõ trên chén rượu như đang suy nghĩ gì đó. Lúc về đến trường Triệu Quốc Đống vẫn rất tỉnh, rượu ở quán còn chưa đủ sức quật ngã hắn. Chẳng qua Lam Đại vẫn rất lo lắng nên cứ đòi đưa hắn đến cổng trường. Hắn cũng không từ chối. Xe taxi đến cổng trường, theo xe rời đi. Lam Đại mới lưu luyến biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy sự kích thích, chúng ta phải học cách thích ứng với nó.
Câu này như đánh vào một dây thần kinh của Triệu Quốc Đống, làm hắn trở nên trầm ngâm. Anh không thể hy vọng thế giới chuyển động quanh anh không thể lấy suy nghĩ của mình yêu cầu người khác. Giống như Ninh Lăng không thể bởi vì thực tế mà muốn khiên chiến với chính sách chung của quốc gia. Ngay cả Tô Giác Hoa có không chấp nhận quan điểm của hắn cũng là bình thường. Mọi người đứng ở góc độ khác nhau sẽ suy nghĩ khác nhau. Có lẽ Ninh Lăng thật sự rất cần mấy hạng mục này, nhưng một khi mở lỗ hổng cho Ninh Lăng, vậy nơi khác đòi thì sao? Nghĩ như vậy, Triệu Quốc Đống lại có chút lo lắng cho tương lai của sân bay Đông Trại. Gác lại cũng tốt, coi như hắn đã hết sức, có thể khởi động hạng mục trung tâm xử lý nước thải đô thị, khởi động công trình cải tạo quốc lộ đến các huyện cũng là đủ rồi. Còn về phần sân bay Đông Trại thì phải xem số mệnh. Ngô Nguyên Tể sắp đi ngủ mới thấy Triệu Quốc Đống về. Y còn có thể ngửi ra mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương. Ngô Nguyên Tể có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thằng này lên Bắc Kinh mà cũng dám. Mỗi Ninh người đều có bí ẩn của mình, Ngô Nguyên Tể không muốn tìm tòi làm gì. Y chỉ là thấy Triệu Quốc Đống có vẻ rất tùy ý, ra ngoài nhiều cũng không phải hiện tượng tốt. Chẳng qua y thấy ánh mắt Triệu Quốc Đống lại rất tỉnh táo thì biết mình suy nghĩ nhiều. Tên này không hề say, xem ra cũng chỉ là đi đến quán bar hoặc là có thời gian thân mật với một người phụ nữ nào đó. Quyển 15, chương 40. Tô Giác Hoa bỏ máy xuống và ngồi suy nghĩ. Cuộc nói chuyện hôm nay khá thú vị, cậu thanh niên ngày xưa ở sở giao thông sau 8-9 năm đã trưởng thành. Những lời nói của Triệu Quốc Đống không có gì là lạ. Trong nước có nhiều dư luận trái chiều nhau, Triệu Quốc Đống này cũng không phải là nghĩ ra cái gì mới. Nhưng có một điểm mà Tô Giác Hoa đánh giá cao Triệu Quốc Đống, đó chính là hắn đề cập chỗ dựa cho sự phát triển của Ninh Lăng không phải là thu hút các hạng mục lớn vào, mà là tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi cho các công ty tư nhân phát triển. Bọn họ hy vọng có thể dùng một hoàn cảnh phức tạp tốt đẹp để hấp dẫn các công ty công nghệ cao tiến vào, cũng hấp dẫn các công ty vừa và nhỏ tiến vào để tăng cường sự phát triển của Ninh Lăng. Ánh mắt và tầm nhìn này không phải ai cũng có thể thấy, không đơn giản. Về phần Liễu Đạo Nguyên nói đến nguyên nhân chủ yếu mà Triệu Quốc Đống muốn tới gặp mình, theo Tô Giác Hoa thấy đó là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Một phó thủ tướng nếu như một hạng mục cụ thể trong phạm vi phụ trách quản lý của mình mà không thể làm chủ đúng là nực cười. Y chủ yếu là muốn xem Ủy ban tỉnh An Nguyên có thể dùng cách thích hợp để xác thực hạng mục này không mà thôi. Triệu Quốc Đống này là người nhiệt huyết vì công việc, điều này làm Tô Giác Hoa có chút cảm động. Y đã lâu không có cảm xúc đó. Có lẽ do công tác ở vị trí cao nhiều năm, hoặc là gặp nhiều sóng gió nên y thường đứng ở góc độ khác mà cân nhắc vấn đề. Tô Giác Hoa có thể cảm nhận rõ Triệu Quốc Đống vứt hết gánh nặng tâm lý mà nói hết quan điểm thật của mình. Đây là sự giải thoát về tâm lý, rất phi diệu. Tô Giác Hoa tin vào năng lực quan sát của mình. Ở vị trí bí thư thị ủy đã có được tâm lý như vậy, chỉ riêng điểm này đã làm Tô Giác Hoa đánh giá Triệu Quốc Đống khá cao. Tương lai của Trung Quốc cần những cán bộ kiên định phấn đấu vì lý tưởng, cần quan chức có ánh mắt và sự tự tin, càng cần cán bộ lấy lợi ích nhân dân làm chủ. Mà điểm cuối cùng từ góc độ nào đó còn vượt qua hai yêu cầu đầu tiên. Không có điểm cuối cùng thì hai vế đầu chỉ là hư vô. Vì thế Tô Giác Hoa cũng gọi điện cho Liễu Đạo Nguyên, hỏi một chút. Tô Giác Hoa có thể cảm nhận được Liễu Đạo Nguyên có chút lo lắng thay cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không biết được những thứ diễn ra sau khi hắn đi. Hắn chỉ biết điều cần nói đã nói, Tô Giác Hoa không thể hiện gì ngoài mặt, thậm chí không hề có một câu nào tỏ ý đồng tình. Cuộc sống ở trường đảng vẫn tiếp tục, lịch học khá dày nhưng làm Triệu Quốc Đống tiếp thu được không ít kiến thức. Theo tiếp xúc, Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Xuyên cũng dần có quan hệ thân với Triệu Quốc Đống, hơn nữa Chu Đăng Cao cũng liên lạc nhiều hơn với Triệu Quốc Đống, thường xuyên ngồi ăn với nhau, tạo thành bốn người nói chuyện nhiều nhất, nói chuyện khá vui vẻ, hình thành một vòng tròn nhỏ khá mật thiết. Ngô Nguyên Tể hào sảng, Tôn Hiểu Xuyên bình thản, Chu Đăng Cao khá nhã nhặn, mặc dù tính cách mọi người không giống nhau nhưng Triệu Quốc Đống thích nói chuyện với bọn họ. Theo hắn thấy ba người mỗi người một vẻ, đều có chỗ đáng để hắn học tập. Triệu Quốc Đống nhìn Chu Đăng Cao ngồi đối diện đang bình tĩnh ăn cơm. Chu Đăng Cao không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều có trọng lượng. Ngô Nguyên Tể thường xuyên đánh giá Chu Đăng Cao đã nói là chúng, ý chính là Chu Đăng Cao nói chuyện nhất định có đạo lý. Hơn nữa luôn có thể nhìn ra kết quả. Lão Chu, tối có định làm gì không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tối có hai người bạn ở trong tỉnh tới, muốn ngồi một chút, mấy vị có hứng thú ngồi cùng không? Chu Đăng Cao nói. Ồ, lão Chu, tôi nhớ anh rất phản cảm cấp dưới đến thăm mình mà, sao hôm nay lại nhận lời ngồi với bọn họ thế?
Ngô Nguyên Tể cười nói. Không phải cấp dưới, mà là lãnh đạo một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của thành phố. Bọn họ lên Bắc Kinh làm việc nên tới thăm tôi từ chối không được nên đành phải đi. Chu Đăng Cao cười nói. Không có hứng thú, tôi ở nhà đọc truyện. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi cũng không có hứng, tối đi bơi một chút. Quốc Đống, hay chúng ta cùng đi. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Lão Tôn, cùng đi chứ. Hắc hắc, tối nay tôi có cuộc hẹn rồi. Mấy vị lãnh đạo đảng ủy tập đoàn tới thăm tôi phải cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo mà. Tôn Hiểu Xuyên xua tay nói. Bơi thì tôi không phải đối thủ của hai người, chỉ riêng thể lực của hai người, tôi đoán trong số học viên khóa này chắc không ai bằng. Quốc Đống, xem ra chỉ có tôi và cậu đi rồi. Chứ bơi một mình cũng chán, hồ bơi to như vậy mà chỉ có hai người làm công tác cứu hộ, có hai người cùng bơi và nói chuyện cũng tốt. Hôm nay chúng ta phải đấu một chút, tôi không tin không lần nào thắng cậu. Đấu nữa anh cũng không có hy vọng đâu, tôi có thể bơi vượt trường giang đó. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nếu so về cử tạ thì tôi còn có thể thua anh. Quốc Đống, cậu có phải muốn ăn đòn không? Dám lấy khuyết điểm của tôi ra mà nói chuyện. Ngô Nguyên Tể người đo con, không to. Tôi chỉ là lùn một chút chứ có gì. Đó là bố mẹ ban cho, biết sao được. Tôn Hiểu Xuyên và Chu Đăng Cao rời đi, chỉ còn lại hai người Triệu Quốc Đống, Ngô Nguyên Tể đi bộ trong trường. Không biết lão Chu còn có thể học hết kỳ không? Ngô Nguyên Tể nói một câu không đầu không đuôi làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Sao, y điều động công tác? Ừ, hình như là vậy, nghe nói sau Tết ban tổ chức cán bộ trung ương đã khảo sát, có lẽ chắc cũng xong rồi. Ngô Nguyên Tể nhìn về xa xa, lạnh nhạt nói. Đi đâu? Triệu Quốc Đống thấy Ngô Nguyên Tể có tin tức rất linh thông, xem ra y cũng có quan hệ với trên tỉnh. Có thể là tới Điền Nam chúng tôi, không xác định. Chỉ là lão Chu lần này lên được một bước không nhỏ. Ngô Nguyên Tể cười nói. Đến Điền Nam làm lãnh đạo của tôi dù sao cũng từng là bạn học nên chắc được nhờ chút rồi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, bảo sao Liễu Đạo Nguyên nói khá hàm hồ trong điện thoại, thậm chí là kiêng kỵ, có lẽ sợ tiếng đồn quá lớn sẽ ảnh hưởng đến việc khảo sát Chu Đăng Cao. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy Ngô Nguyên Tể hình như không quá chú ý việc Ngô Nguyên Tể lên chức, hơn nữa là đến Điền Nam làm hắn có chút kỳ quái. Lão Ngô, tôi thấy anh cũng không chậm nhơn bao nhiêu thì phải. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương. Nhìn Triệu Quốc Đống, Ngô Nguyên Tể rất quyết đoán lắc đầu. Đừng nghe lời đồn, chuyện của tôi chưa thấy tăm hơi gì. Tôi tới Hồng Sơn mới 2 năm, không tới lượt tôi. Ngô Nguyên Tể mặc dù rất quả quyết phủ nhận nhưng lại làm cho tim Triệu Quốc Đống đập mạnh. Lời của Ngô Nguyên Tể chứng tỏ y có hy vọng, chỉ là bây giờ chưa có khả năng mà thôi. Chu Đăng Cao đến từ Kiềm Nam. Ngô Nguyên Tể đến từ Điền Nam, đều là có lời đồn ra, điều này có nghĩa gì? Lại nghĩ tới việc khi mình lên Bắc Kinh học, Hàn Độ mấy lần dặn hắn chịu khó học tập, nâng cao năng lực. Lời nói này có nhiều hàm nghĩa, hắn lúc đầu còn hưng phấn vì được lên Bắc Kinh học nên không quá để ý. Bây giờ xem ra lời của trưởng ban Hàn chính là cất giấu ý đồ. Quyển 15, chương 41. Trong lòng tuy có chút hưng phấn nhưng Triệu Quốc Đống biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Vừa nãy hắn hỏi chẳng qua chỉ là xác minh một chút mà thôi, ngay cả Ngô Nguyên Tể cũng không nhìn ra nửa điểm hư thật. Bơi cũng là cách rèn luyện nghị lực và thể lực, bơi 1-2000 mét, Ngô Nguyên Tể thở hổn hển, mà Triệu Quốc Đống vẫn rất nhàn nhã. Ưu thế về tuổi cùng tập luyện nhiều năm càng khiến hai người thêm chênh lệch. Chẳng qua Ngô Nguyên Tể bơi ếch khá giỏi. Nằm nghiêng người bên cạnh thành bể, Triệu Quốc Đống từ từ hít thở. Bơi liên tục gần 5000 mét làm hắn cũng thấm mệt. Ồ, Bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống đang ngâm mình trong nước đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên mở mắt ra. Hai người phụ nữ đang khoác khăn tắm đi tới, một người trong đó cách hắn chưa đầy 10 mét vui mừng kêu lên. Ồ, An Nhiên. Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ nhưng lập tức có phản ứng. Trường đảng cũng có một khóa tập huấn một tháng cho cán bộ cấp phó giám đốc sở. Bí thư Triệu, thật sự là ngài. Không ngờ có thể gặp ngài ở hồ bơi. An Nhiên có chút vui vẻ. Mặc dù hai người một thấp một cao, một người đứng trên bờ, người dưới hồ bơi nhưng có thể gặp ở đây đúng là làm hai người vui vẻ. An Nhiên, chúng ta như thế này khó nói chuyện, là chị xuống hay tôi lên? Triệu Quốc Đống thấy bên cạnh An Nhiên còn có một người phụ nữ hơn An Nhiên vài tuổi. Người phụ nữ này cũng rất biết ý nên nói. An Nhiên, hay là chị đi bơi trước một chút, em nói chuyện với bạn đi.
An Nhiên gật đầu rồi xuống nước, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì gặp người quen ở đây. Triệu Quốc Đống bây giờ đã biết An Nhiên có quan hệ họ hàng với phó chủ nhiệm, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Liêm. An Nhiên đã vào thường vụ Hoài Khánh, Hồ Liêm lui ra nên tỉnh ủy cũng cho chút mặt mũi. Hơn nữa với lý lịch của An Nhiên thì lên chức cũng là hợp lý. An Nhiên, có phải lên học lớp phát triển xã hội và công trình dân sinh không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tỉnh ta có nhiều người đi học không? Cũng không nhiều lắm, chỉ có 4 thị xã. Ninh Lăng lại không có ai. An Nhiên cười nói. Bí thư Triệu, có cảm thấy khác không khi tham gia khóa tập huấn này? An Nhiên, đâu là đang đào khổ tôi hả? Triệu Quốc Đống cười nói. Quan hệ giữa hắn và An Nhiên khá tốt hồi còn ở Hoài Khánh. An Nhiên là người nóng nảy nhưng lại tốt, không hẹp hòi, cũng khá đơn thuần. Theo Triệu Quốc Đống thấy tính của cô không thích hợp theo chính trị. Hi hi, đào khổ ngài. Bí thư Triệu, ngài đến đây nhưng bí thư Đàm lại không được đi, ngài không biết là bí thư Đàm chúng tôi mặt mày khó coi như thế nào đâu. An Nhiên là người nghĩ gì nói đó nên mới có thể nói ra như vậy. Ha ha, cái này phải là bí thư Đàm không thể sang An Đô làm nên mới không vui, đâu phải nguyên nhân do tôi chứ. Hàng năm trường đảng tổ chức mấy đợt tập huấn, bí thư Đàm muốn tham gia thì lúc nào chẳng đi được. Triệu Quốc Đống cười nói. An Nhiên, tôi thấy chị đây là cố ý chia rẽ tôi và bí thư Đàm. Bí thư Triệu, chột dạ à. Làn da bánh mật của An Nhiên ở trong nước trông càng thêm mạnh khỏe. An Nhiên mặc dù hơi đen một chút nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy thích người phụ nữ này. Chột dạ, nói thật là bí thư Đàm và bí thư Long, Vĩnh Lương lúc ấy có tranh chấp, nhưng cuối cùng người khác được lợi. Trung ương phái người tới khiến mọi người phí công. Bí thư Đàm tâm trạng không vui là bình thường, chẳng qua y có nghĩ là đến đây là quyết định của Trung ương, không phải là y thua trên tay ai. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nhưng tôi nghe nói danh sách tham gia học lần này cạnh tranh rất kịch liệt. Bí thư Đàm cũng rất muốn tham gia, đáng tiếc không thể. An Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống như muốn biết tâm trạng thật của hắn. Vậy ư, sao tôi không thấy nhỉ? Hình như cũng như các đợt tập huấn trước đây mà. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Có lẽ bí thư Đàm hy vọng thông qua đợt tập huấn này để đề cao năng lực của mình. Tôi nghĩ tỉnh ủy lúc thích hợp nhất định sẽ cho y thỏa mãn. An Nhiên cười cười không nói. Triệu Quốc Đống đã không còn là người có tính cách trông bốc đồng như hồi còn làm thị trưởng Hoài Khánh. Bây giờ hắn là thanh kiếm sắc giấu trong vỏ. Hai người liền đổi đề tài sang công việc của mình. Bạn An Nhiên xuống bơi thì An Nhiên mới chào Triệu Quốc Đống và sang bên kia. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, Đàm Lập Phong rất hứng thú với đợt tập huấn này sao? Trước đây sao mình không nghe thấy nhỉ? Có lẽ y cảm thấy không thể lên làm thị trưởng An Đô nên đi đường vòng, lên Bắc Kinh học rồi về để được đề bạt cũng không chừng. Chỉ là Đàm Lập Phong tại sao lại chú trọng cơ hội này đến như vậy? Một lần tập huấn thật sự quan trọng với một bí thư thị ủy như vậy sao? Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Bản thân đợt tập huấn chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đúng là không quá mẫn cảm ở phương diện này. Nhưng hôm nay hắn đã hiểu ra đôi chút, có lẽ mình cần suy nghĩ lại. Hàn Đông nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì cô đang ở nhà Hàn Độ xem TV. Hàn Độ chưa về, chỉ có vợ ở nhà. Cô vừa nói chuyện vừa xem TV. Vợ Hàn Độ ở nhà một mình nên khá cô đơn, Hàn Đông lúc rảnh liền đến đây chơi. Triệu Quốc Đống gọi tới làm Hàn Đông rất vui mừng. Chẳng qua cô biết Triệu Quốc Đống đang lên Bắc Kinh học, mọi hành động của đối phương thì cô đều chú ý. Triệu Quốc Đống cũng không khách sáo mà nói thẳng nghi vấn của mình với Hàn Đông. Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm Hàn Đông vừa thấy tức vừa thấy vui vẻ. Tức vì đối phương không nói gì nhiều với mình, trực tiếp đi vào chủ đề. Vui vì hắn có thể dùng thái độ này với cô, hắn đây là tin vào cô. Anh cũng chỉ quan tâm việc này sao? Hàn Đông tức giận nói. Triệu Quốc Đống nghe xong liền biết nguyên nhân Hàn Đông tức nên vội vàng nói. Anh cũng quan tâm tới em mà, nhưng em ở An Đô nên không gặp được. Thời tiết An Đô thay đổi như thế nào anh cũng không biết, nếu không lúc nào em lên Bắc Kinh thì anh sẽ cùng em đi chơi. Hừ, nghĩ người ta là nhà quê ra thành phố nên cần anh dẫn đi chơi sao? Hàn Đông mặc dù cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố cứng miệng. Hắc hắc, sao, đi dạo quanh quanh thôi mà. Nhưng em cũng phải lên Bắc Kinh thì ta mới có thể đi, chứ chẳng lẽ chúng ta gọi điện nói đi khắp thế giới sao? Triệu Quốc Đống luôn có thể tìm được lời nói thích hợp khiến Hàn Đông cười. Quả nhiên Hàn Đông ở bên kia nghe hắn nói liền nở nụ cười. Quốc Đống,
anh không cần suy nghĩ nhiều. Em hỏi nhị thúc rồi, chú nói lần tập huấn này đúng là khác trước một chút. Theo ý của ban tổ chức cán bộ trung ương thì chủ yếu tiến hành nâng cao năng lực cho các cán bộ dự bị, vì thế khi chọn người cẩn thận. Nhị thúc mặc dù không nói rõ nhưng em có thể cảm nhận được ý của thúc, người học xong rất có thể đi lên vị trí cao hơn. Mặc dù không phải tuyệt đối nhưng chỉ cần qua lớp học này coi như chính thức lọt vào danh sách khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương. Quyển 15, chương 42. Dù không đến mức cả đêm không ngủ nhưng không thể không nói tin tức nhận được hôm nay đã làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Từ ngữ cán bộ dự bị chính là nói nếu như xác định một vị trí nào đó thì những người này được ưu tiên đầu tiên. Nó cũng là cái nhìn của lãnh đạo chủ yếu đối với anh. Đương nhiên ở tỉnh An Nguyên cũng có nghĩa là bốn người ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung cùng với Hàn Độ. Triệu Quốc Đống tin Tần Hạo Nghiên cùng Miêu Trấn Trung không quá thích hắn. Thậm chí hắn cũng nghe một vài dư luận nói chỉ giỏi lấy lòng lãnh đạo chủ yếu, thích tạo dư luận, độc đáo, chuyên quyền, không có cái nhìn đại cuộc. Triệu Quốc Đống cũng vì thế mà suy nghĩ qua cách làm của mình, nhưng cuối cùng không chấp nhận quan điểm này. Hắn cảm thấy chỉ cần mình thấy thích hợp là sẽ làm, sẽ không vì dư luận mà dừng bước. Làm Triệu Quốc Đống vui mừng chính là công việc của mình đã được Bí thư tỉnh ủy ứng Đông Lưu tán thành. Điều này là rất quan trọng. Bởi vì hắn biết hiện ở nền chính trị Trung Quốc thì công việc của một người muốn tất cả lãnh đạo đánh giá cao là không thể, nhưng anh phải làm được lãnh đạo chủ yếu tán thành, đó là quan trọng nhất. Nhất là cái nhìn của Bí thư tỉnh ủy đối với công việc của anh ở trình độ rất lớn quyết định công việc của anh làm tốt hay không. Cũng may quan điểm của hắn và ứng Đông Lưu khá gần nhau, điểm này làm Triệu Quốc Đống chiếm không ít cơ hội. Sân khấu Ninh Lăng chính là cơ hội tốt để hắn biểu diễn. Do Ninh Lăng trọng điểm phát triển ngành bảo vệ môi trường cũng khiến cho hắn tạo được quan hệ tốt với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Dương Kính Quang quan tâm đến ngành này. Là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y mặc dù không là lãnh đạo chủ yếu nhưng kinh nghiệm và vị trí của y khiến y hay tiếp xúc với bí thư ứng, có sức giúp đỡ lớn cho Triệu Quốc Đống. Hơn nữa hắn còn có quan hệ mật thiết với Nhâm Vi Phong cùng Hàn Độ, trong tỉnh ủy hắn đã có 4 phiếu chắc chắn. Trong đó còn một phiếu của bí thư tỉnh ủy ứng Đông Lưu là rất quan trọng, phiếu này sẽ quyết định đến các thường vụ trung lập bỏ cho ai. Khi Triệu Quốc Đống tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà thì mọi chuyện như về với thực tại. Chu Đăng Cao muốn đến Điền Nam làm phó chủ tịch tỉnh cũng tốt, Ngô Nguyên Tể tính trước hướng đi của mình cũng tốt, nó không quan hệ mấy đến hắn. Triệu Quốc Đống tạm thời không biết mình có gặp cơ hội gì không. Mặc dù Hàn Đông đã nói ra vài điều, chẳng qua đó là chuyện tốt đẹp nhất. Bây giờ hắn cần làm gì thì vẫn nên làm cái đó, không nên suy nghĩ quá xa vời. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Trung Dược Quân thì hắn đang ngồi trong quán cà phê nói chuyện với Lưu Kiều về việc tập đoàn đầu tư Trung Hoa hợp tác với Ninh Lăng xây dựng hạng mục sân bay Đông Trại. Mặc dù hắn không chắc chắn, thậm chí Lưu Kiều cũng hỏi hắn ở tình hình hiện tại có chắc chắn năm nay Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ thông qua hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại không? Triệu Quốc Đống vẫn dám vỗ ngực đảm bảo. Trung Dược Quân đưa đến tin tức làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Hai hôm trước Tô Giác Hoa tham gia một hội nghị phát triển của khu vực Trung Tây đã đưa ra quan điểm đó là hiện nay quốc gia mặc dù dùng chính sách khống chế nền kinh tế, nhưng chính sách đối với các ngành nghề mới có giá trị cao sẽ không thay đổi, còn cổ vũ phát triển, nhất là cổ vũ các công ty tư nhân. Cơ sở vật chất của khu vực Trung Tây khá lạc hậu, nó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực. Quốc gia và chính quyền địa phương cũng cần căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra các biện pháp giúp đỡ, đồng thời cổ vũ các tài tiến vào ngành xây dựng cơ sở vật chất này. Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm nhận ra hàm nghĩa trong bài phát biểu của Tô Giác Hoa, đó là tín hiệu đáng mừng. Hai hôm sau, Hội nghị Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại, hạng mục trung tâm xử lý nước thải, hạng mục xây dựng đường quốc lộ trong toàn thị xã Ninh Lăng, sau đó cũng trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt. Lưu Kiều thấy Triệu Quốc Đống vui vẻ liền đoán ra được đôi chút. Cô nói, Ủy ban tỉnh An Nguyên đã thông qua. Vâng, vừa thông qua, em đang giục thị xã nắm bắt thời gian cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh trình đơn lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng cần nhờ chị giúp một chút. Triệu Quốc Đống quen cách gọi của Lưu Nhược Đồng khi gọi Lưu Kiều. Còn lúc không có thành viên gia đình nào khác hắn gọi thẳng tên cô. Lưu Kiều cũng thích cách gọi này. Ừ, bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì tập đoàn chỉ cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Đương nhiên không thể tác động đến quyết định, chỉ có thể làm bọn họ tăng nhanh trình tự. Lưu Kiều cười nói. Chủ yếu vẫn là dựa vào chú. Cái này em biết,
đây vốn là việc của em mà. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói, ở tỉnh bắt được tín hiệu do Tô Giác Hoa phát ra nên phê duyệt, hắn tin ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cũng như vậy. Nhưng hạng mục sân bay Đông Trại với vốn đầu tư trên 1 tỷ thì nhất định phải được trình lên quốc vụ viện. Có lời này của chú thì chị cũng yên tâm, bây giờ chị nghĩ chúng ta có thể bàn đến kế hoạch góp cổ phần rồi chứ. Lưu Kiều là nhà kinh doanh chính cống, mặc dù có lúc thoạt nhìn cô xuất phát từ việc giúp Triệu Quốc Đống, nhưng cô cũng mong đạt được nhiều cơ hội cho tập đoàn. Tạo mối quan hệ cá nhân tốt với hắn không chỉ dựa vào quan hệ họ hàng. Tên Triệu Quốc Đống này mặc dù vào quan trọng nhưng còn có sự nhạy bén trong kinh doanh. Đương nhiên có thể rồi, chẳng qua không phải chị và em nói chuyện, mà là do nhân viên chuyên môn hai bên nói chuyện mới đúng. Em cũng không quen với việc chuyên môn, thậm chí có thể nói là xa lạ. Em cũng không nhúng tay vào việc không quen, hình như chị cũng thế thì phải. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Lưu Kiều nở nụ cười. Quốc Đống, nếu quan chức địa phương đều được như chú thì chị nghĩ quốc gia chúng tôi sẽ tránh được nhiều việc vô vị. Tính khả thi của hạng mục sân bay Đông Trại, Ninh Lăng cũng đã mời hai công ty chuyên môn đánh giá, mà lần này về cơ chế cổ đông Ninh Lăng lại mời một tổ chức trung gian tư vấn, xem ra chú không đủ tin tưởng tập đoàn đầu tư Trung Hoa bọn chị rồi, hay là cảm thấy con người chị quá tính toán. Không phải như vậy, hạng mục khổng lồ như vậy thì em nghĩ nên cẩn thận vẫn hơn, coi như là sự trách nhiệm của thị ủy. Ủy ban Ninh Lăng với người dân nộp thuế, đồng thời cũng là một cách tốt để giao cho nhà đầu tư chiến lược bên chị mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ở điểm này em thà cẩn thận một chút, cho nên em hy vọng có thể có nhà đầu tư chiến lược khác tiến vào. Lưu Kiều nhíu mày nói. Còn có nhà đầu tư khác, bọn họ cũng thấy hứng thú với sân bay Đông Trại. Chú đây là muốn thử bên chị hay là muốn bên chị đầu tư thêm? Không phải vậy. Trong mắt chị nếu hạng mục sân bay Đông Trại chỉ có thua lỗ thì tập đoàn đầu tư Trung Hoa sẽ chấp nhận đầu tư sao? Hơn nữa Ninh Lăng còn đảm bảo về khoản tiền lãi tối thiểu cho tập đoàn đầu tư Trung Hoa, như vậy chị dám nói hạng mục này có sức hấp dẫn không? Chẳng lẽ tập đoàn đầu tư Trung Hoa là làm từ thiện cho Ninh Lăng sao? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói, từ góc độ thị trường mà nói thì chỉ đặt cược hết vào một cửa là không thích hợp. Lưu Kiều nghe vậy không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Trước đó ban lãnh đạo của tập đoàn đầu tư Trung Hoa vẫn còn nghi ngờ về sân bay Đông Trại Ninh Lăng, căn cứ các tài liệu thu thập được thì sân bay chi nhánh có thể duy trì được việc kinh doanh có lãi là quá hiếm, trừ một vài thành phố mạnh về du lịch ra thì trên cơ bản đều phải bù lỗ. Vì thế tập đoàn cũng không quá ủng hộ hạng mục này. Nhưng do năm ngoái Ninh Lăng phát triển rất nhanh, hơn nữa xung quanh phạm vi trên 300 km quanh Ninh Lăng không có sân bay nào. Đồng thời Ninh Lăng đang đẩy mạnh phát triển ngành du lịch khiến cho tập đoàn đồng ý việc quan sát hạng mục này, nếu chứng minh được sân bay Đông Trại sẽ kinh doanh có lãi thì mới chấp nhận đầu tư. Quyển 15, chương 43. Lưu Kiều vẫn chú ý tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng 3 tháng đầu năm. Căn cứ các tài liệu thu được thì tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng tiếp tục dẫn đầu cả nước, tốc độ 3 tháng đầu năm lần lượt là 140.128.162%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc nhanh, mà đầu tư tài sản cố định cũng không hề giảm, nhất là ngành du lịch có thể nói là phát triển nóng. Số liệu cho thấy du khách đến Ninh Lăng, nhất là du khách từ ngoại tỉnh và người nước ngoài tăng mạnh. Theo dự đoán ngành du lịch của Ninh Lăng có tương lai rất khả quan. Các ngành liên quan đến du lịch như ẩm thực, phục vụ du lịch, vận chuyển, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đều được tăng cường đầu tư. Mà nó lại khiến ngành du lịch của Ninh Lăng phát triển thêm, có thể nói đó là một vòng tròn. Chính quyền địa phương tăng cường đầu tư vào các danh lam thắng cảnh, nhất là việc cải tạo nội thành cũ Tây Giang tiến triển nhanh chóng. Đồng thời Ninh Lăng sắp tới còn tổ chức lễ hội văn hóa càng làm cho lượng du khách đến tăng nhiều. Mấy điểm du lịch khác của Ninh Lăng như Thổ Thành, Hoa Lâm, Vân Lĩnh đều được đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng. Theo phán đoán của Lưu Kiều thì sau 5 đến 10 năm tới, ngành du lịch của Ninh Lăng rất có thể phát triển thậm chí vượt qua khu Trương Gia, tỉnh Tương, khu Cửu Trại Câu, tỉnh Xuyên hoặc là khu Lệ Giang, tỉnh Điền. Mà ngành du lịch phát triển hưng vượng sẽ mang tới lưu lượng du khách đông, nhất là du khách ngoại tỉnh và người nước ngoài sẽ chọn máy bay làm phương tiện chủ yếu. Bởi vì như vậy cô cũng khá tự tin thuyết phục ban lãnh đạo tập đoàn. Ngoài ra hai vị đồng nghiệp khác cũng đánh giá cao hạng mục này. Nhưng bây giờ, Quốc Đống, chú làm vậy có phải hơi quá không? Lưu Kiều bình tĩnh nói. Lưu Kiều, lời này không được. Ninh Lăng và tập đoàn đầu tư Trung Hoa còn chưa chính thức ký hợp đồng mà, sao chị nói như vậy?
hơn nữa hạng mục lớn như sân bay Đông Trại sẽ mang tới áp lực không nhỏ đối với tài chính Ninh Lăng. Sự mạo hiểm của nó là lớn đối với cả tập đoàn đầu tư Trung Hoa và Ủy ban Ninh Lăng. Nếu có thể có thêm một hai nhà chia sẻ sự mạo hiểm thì em nghĩ cũng phù hợp với tư tưởng đầu tư của tập đoàn đầu tư Trung Hoa mà. Triệu Quốc Đống nói làm Lưu Kiều không biết nói gì, nhưng cô vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cô đang muốn biết đối phương có phải giả vờ nói như vậy không? Vậy Ninh Lăng ít nhất cũng nên sớm thông báo cho tập đoàn đầu tư Trung Hoa một tiếng chứ. Bây giờ không phải đã thông báo với chị sao? Tới bây giờ còn không biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia bao giờ sẽ phê duyệt, Ninh Lăng nếu tạo ra tranh chấp không phải có phải quá buồn cười không? Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Lưu Kiều, nếu như tập đoàn đầu tư Trung Hoa thật sự hy vọng chiếm cổ phần lớn hơn một chút thì em cảm thấy không vấn đề gì. Sân bay Đông Trại có lẽ sẽ không được xếp vào sân bay mà nhà nước khống chế cổ phần. Em cũng đã trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Hàng, Tôn Hiểu Xuyên, y nói quy định, đầu tư hàng không dân dụng, mặc dù chưa chính thức xuất bản nhưng nội dung cơ bản đã được xác định, phạm vi hạn chế cũng linh hoạt hơn, vì thế chị không nên lo lắng chuyện này. Lưu Kiều khẽ hừ một tiếng, Tập đoàn đầu tư Trung Hoa đương nhiên sẽ không hy vọng nắm cổ phần khống chế, đây không phải cách làm quen thuộc của tập đoàn. Cô chỉ có chút khó chịu là Triệu Quốc Đống này vừa mới động phòng đã ném bà mối đi ngay được. Hắn làm việc còn giỏi hơn cả nhà kinh doanh. Được rồi Lưu Kiều, đừng tính toán việc này. Chúng ta còn cần bắt tay hợp tác để qua cửa ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mà. Chờ qua cửa này chúng ta bàn việc cụ thể cũng không muộn mà. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Kiều như vậy không khỏi lắc đầu. Trưởng ban qua, sau khi chị lên Bắc Kinh thì đây là lần thứ hai tôi ăn cơm cùng chị. Bây giờ không mấy khi chị về An Nguyên, có thời gian thì đến thăm Ninh Lăng chúng tôi một chút. Chị không phải vẫn muốn đến thăm khu dân cư Tây Giang sao? Lễ hội một phần năm này là cơ hội tốt nhất, chị cũng nên về Nguyên Quán mới đúng. Triệu Quốc Đống cười hì hì cầm chén rượu lên nói. Ngồi bên cạnh hắn là Lỗ Năng và Phù Quyên. Ngồi bên cạnh Qua Tĩnh là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, Cổ Thanh Bình cùng trợ lý Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Quốc gia Uông Diệu Dương và một vị phó chánh văn phòng. Quốc Đống, thời gian tôi về An Nguyên cũng không ít mà, tháng 11 năm ngoái tôi cũng về An Đô. Chẳng qua nếu nói tới các thị xã thì hơi ít, cậu có phải là phê bình tác phong quan liêu của tôi không thế? Qua Tĩnh cười nói. Trưởng ban Qua, ngài đây không phải là hại tôi ư. Trước mặt ngài tôi đâu dám làm càn như vậy, cũng không phải hy vọng ngài có thể tới Ninh Lăng xem một chút, thuận tiện thúc đẩy ngành điện ảnh Ninh Lăng phát triển. Triệu Quốc Đống nói mặc dù tỏ vẻ kinh sợ nhưng giọng điệu lại khá tùy tiện. Uông Diệu Dương ở bên cạnh cẩn thận nhận ra điểm này. Xe ra tên Triệu Quốc Đống này có quan hệ khá tốt với trưởng ban Qua. Trưởng ban Qua từ tỉnh An Nguyên đi lên là điều mọi người đều biết. Bình thường Qua Tĩnh trông khá lạnh nhạt, chỉ có Uông Diệu Dương quan hệ khá tốt với Qua Tĩnh thì mới biết được vị phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Quốc gia này là người ngoài lạnh trong nóng. Đây là lần đầu tiên Uông Diệu Dương thấy Qua Tĩnh sảng khoái uống rượu do cấp dưới mời như vậy, nó phá vỡ cảm tưởng của y. Điều này đủ để nói rõ trưởng ban Qua hài lòng với bí thư thị ủy Ninh Lăng như thế nào. Quốc Đống, cậu cũng là bí thư thị ủy rồi, không nên động tí là như vậy được không? Ninh Lăng năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, ngay cả mấy lãnh đạo tỉnh Tô quê tôi khi lên tổng cục làm việc cũng hỏi tôi là tỉnh An Nguyên có một Ninh Lăng, điều này làm tôi cũng thấy có chút vinh dự. Bây giờ cậu lại chạy tới trước mặt tôi khóc nghèo, không phải cố ý nói tôi là gì. Qua Tĩnh cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Ồ, trưởng ban Qua, ngài nói như vậy đúng làm tôi xấu hổ. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ninh Lăng có thể phát triển như vậy cũng là nhờ ngài lúc ở An Nguyên quan tâm. Thành viên bộ máy Ninh Lăng chúng tôi đều có thể cảm nhận rõ điều này, cho nên ngài càng nên về Ninh Lăng một chuyến. Uông Diệu Dương đúng là phục độ mặt dày của tên Triệu Quốc Đống này. Dù Qua Tĩnh có chế nhạo, phê bình hắn như thế nào, hắn vẫn có thể cười cười. Chẳng qua y cũng nhìn ra được Qua Tĩnh rất quan tâm đến tên Triệu Quốc Đống này. Đối phương còn trẻ như vậy mà đã làm được chức bí thư thị ủy đúng là không đơn giản. Bữa ăn này là do Lỗ Năng cùng Phù Quyên lên các cấp bộ đưa thiếp mời. Mặc dù trước đó cũng đã gửi thiếp mời đến lãnh đạo các bộ, nhưng lần này chính thức lấy danh nghĩa tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên để mời, coi như là đủ lễ phép. Về phần lãnh đạo nào đến tham gia thì đó là việc của bọn họ. Bữa ăn kết thúc, mọi người đi xuống sảnh chuẩn bị ra về. Những người khác đã đi ra, chỉ còn Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống đứng một chỗ nói chuyện.
Bữa ăn này cũng làm cho Lỗ Năng và Phù Quyên nhận thức rõ về năng lực của Triệu Quốc Đống. Mặc dù bọn họ cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống có quan hệ rất tốt với hai vị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng hôm nay có thể mời được Qua Tĩnh ra không nói, còn có thể mời Qua Tĩnh uống hết các chén rượu, bản lĩnh này chỉ sợ toàn tỉnh cũng không có một bí thư thị ủy nào có thể làm được. Cái gì là bản lĩnh, năng lực? Đây chính là bản lĩnh, năng lực. Anh có thể mời đến một lãnh đạo cấp chính bộ tới, có thể thân thiết như vậy, đó là năng lực. Lại nhìn Qua Tĩnh rất quan tâm tới Ninh Lăng, bảo sao chương trình lễ hội văn hóa ở Ninh Lăng lại được đưa lên đài truyền hình quốc gia. Lỗ Năng càng cảm thấy đi theo Triệu Quốc Đống là lựa chọn đúng đắn. Quyển 15, chương 414. Quốc Đống, cơ hội học ở trường đảng là không dễ, cậu có suy nghĩ gì không? Qua Tĩnh nhìn mấy người đang đứng chờ ở cửa rồi nói. Ha ha, trưởng ban Qua, suy nghĩ thì rất nhiều. Ngài cũng biết tôi tới Ninh Lăng chưa lâu, cũng làm ra chút thành tích nhưng lãnh đạo thấy như thế nào cũng khó nói. Trước mặt Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống cũng không giấu gì. Bởi vì hắn có thể đi đến ngày hôm nay ngoài Thái Chánh Dương ra thì cũng bao gồm cả sự quan tâm, ủng hộ của Qua Tĩnh dành cho hắn. Nhất là việc hắn đến Hoài Khánh và Ninh Lăng chính là nhờ Qua Tĩnh hết sức ủng hộ. Ừ, cậu tới Ninh Lăng chưa lâu nhưng cậu làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng được vài năm rồi còn gì. Tôi nhớ cũng gần bốn năm. Hơn nữa cậu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã tạo thành tích huy hoàng như vậy, ngay cả tôi ở Bắc Kinh cũng nghe không ít lời khen với Ninh Lăng. Tôi tin điểm này ứng Đông Lưu hoặc lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương cũng không thể không thấy. Qua Tĩnh nói làm Triệu Quốc Đống nhạy cảm nhận ra chị ta hôm nay có gì cần nói với mình nên gật đầu lắng nghe câu tiếp theo của đối phương. Tôi nghe nói bên ban tổ chức cán bộ trung ương có hướng đi mới, chủ yếu nhằm vào mấy tỉnh có kinh tế tương đối phát triển một chút. Ngoài ra cũng muốn chọn vài bí thư thị ủy của thị xã có kinh tế phát đạt ở các tỉnh tiến vào thường vụ. Kinh tế tỉnh An Nguyên năm ngoái mặc dù tăng tốc chậm một chút nhưng dù sao cũng nằm ở nhóm trên. Tôi đoán tỉnh An Nguyên sẽ nằm trong phạm vi này. Qua Tĩnh nói làm tim Triệu Quốc Đống đập mạnh, nhưng hắn rất nhanh khống chế tâm trạng của mình. Năm ngoái GDP của Ninh Lăng còn kém so với Vĩnh Lương và Hoài Khánh. Nếu chỉ nói về GDP thì không tới lượt Ninh Lăng. Hơn nữa về lý lịch thì hắn còn kém so với Long Ứng Hoa. Mà đề bạt cán bộ lại theo kiểu lý lịch nhiều xếp trước. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng và không cam lòng của Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh cười nói. Sao Quốc Đống, không mấy khi thấy vẻ không tự tin của cậu như thế này? Là cảm thấy không đủ tự tin hay là không cam lòng? Ha ha, trưởng ban, có cả hai. Tôi cũng không trách được ai khác, ai bảo tôi tới Ninh Lăng chậm một chút. Cho tôi đến sớm 2 năm thì không biết ai thắng ai thua. Chỉ tiếc cơ hội không đợi người. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc, lúc này muốn cố gắng cũng khó khăn. Hơn nữa ý của Qua Tĩnh là rất rõ ràng. Ban tổ chức cán bộ trung ương chính là nhằm vào các khu vực có kinh tế phát triển ở trong tỉnh. Nếu đợi thêm 1-2 năm nữa thì hắn còn có thực lực cạnh tranh chứ bây giờ. Quốc Đống, theo tôi biết cậu không có tính này mà, cậu thích cố gắng. Lần này ban tổ chức cán bộ trung ương mặc dù thực hiện ý đồ của trung ương là rất rõ ràng, nhưng theo tôi thấy khái niệm một khu vực có kinh tế phát triển là khá rộng. Thế nào là khu vực có kinh tế phát triển, nó là đang phát triển hay có tiềm lực phát triển mạnh? Ngoài ra nếu phân tích từ chữ kinh tế phát triển thì cũng có nhiều đường mà. Là dựa vào các ngành gây ô nhiễm môi trường để sinh ra GDP cao, hay là các ngành công nghệ cao và bảo vệ môi trường để khiến kinh tế phát triển? Qua Tĩnh nói đã đánh trúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Qua Tĩnh chỉ là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, cô nếu là phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương thì tốt quá. Trưởng ban, nghe lời ngài làm tôi sáng tỏ hơn nhiều. Ngài nói đúng, phải liều mới có phần thắng mà, nếu không liều thì nhất định sẽ thất bại. Mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên, Qua Tĩnh thấy thế không khỏi thầm gật đầu. Chỉ cần Triệu Quốc Đống vận dụng mọi lực lượng thì tạo kỳ tích không phải không thể. Ừ. Quốc Đống, tôi thích tính cách này của cậu. Không cố nhất định sẽ thua, cố còn có cơ hội. Hơn nữa tôi thấy khả năng thành công là không nhỏ. Tính của ứng Đông Lưu thì tôi cũng hiểu khá rõ, một khi nhận định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tôi biết y có ấn tượng tốt đối với cậu, cậu cần phải củng cố điều này. Ngày 1 tháng 5 năm nay Ninh Lăng không phải tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây sao, đó là cơ hội. Ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ đưa ra ý kiến tổng quan. Còn quyết định chọn ai để cử lên là do tỉnh ủy. Đương nhiên ở chuyện này không ai chịu nhường ai, trở mặt là bình thường. Tần Hạo Nghiên cũng tốt, Miêu Trấn Trung cũng tốt, tôi đoán bọn họ có lựa chọn của mình, nhưng chỗ Hàn Độ thì cậu phải nắm chắc.
Có y là người chủ động ủng hộ cậu, hy vọng của cậu mới tăng lên. Nhưng cậu có khuyết điểm là lý lịch, làm như thế nào tận dụng sở trường, tránh sở đoản thì tôi thấy cậu còn cần làm nhiều công việc. Triệu Quốc Đống biết người ủng hộ có không ít, nhưng người phản cảm cũng không ít. Hắn không hy vọng người phản cảm thay đổi thái độ với mình. Ở việc này mấy người kia sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho hắn, cùng với việc phí tâm tư với mấy người này còn không bằng tranh thủ phiếu của mấy vị thường vụ trung lập. Mãi cho đến khi về trường, Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ tới việc này. Tin mà Qua Tĩnh nói ra rất quan trọng, đây có lẽ mới là ý đồ của ban tổ chức cán bộ trung ương. Qua Tĩnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vài năm nên có quan hệ, có thể nói chưa có mấy người ở tỉnh biết tin này. Nhưng hắn cũng biết việc này giấu không được bao lâu. Lỗ Năng cùng Phù Quyên có rất nhiều bộ phải đi gửi thiếp mời. Mà liên quan đến việc này cũng không được sơ sót, nếu không chỉ sai lầm nhỏ sẽ mang tới tai họa rất lớn. Các công tác chuẩn bị của Ninh Lăng về cơ bản đã xong, tỉnh cũng rất chú trọng lễ hội văn hóa này. Điều này khiến địa vị của Ninh Lăng được nâng lên. Qua Tĩnh cũng đã nói lễ hội văn hóa lần này chính là cơ hội để Trung ương chú ý tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống biết nếu mình không nhân cơ hội này để làm bàn đạp thì chính là quá ngu ngốc. Mà từ góc độ nào đó mà nói thì lễ hội văn hóa này có thể thành công viên mãn, đạt được mục đích hay không cũng ảnh hưởng một phần tới ấn tượng của lãnh đạo đối với hắn. Vì thế hắn chuyên môn gọi Lỗ Năng cùng Phù Quyên đến để hỏi rõ công tác chuẩn bị và dặn dò một số điều. Hai người báo cáo rất cẩn thận, từ việc chuẩn bị của các quận, huyện đến nội dung các hành động, trọng điểm thể hiện hai điểm đó là tài nguyên du lịch phong phú của Ninh Lăng và hoàn cảnh du lịch tốt đẹp. Cổ vũ du khách đến Ninh Lăng du lịch và đến Ninh Lăng đầu tư phát triển tài nguyên du lịch. Mà điểm khác chính là thể hiện lịch sử văn hóa lâu đời của Ninh Lăng, nhất là khu dân cư Tây Giang với truyền thống dân tộc sâu sắc, đồng thời cũng thể hiện lịch sử văn hóa ở cổ thành, thổ thành. Triệu Quốc Đống nhắc hai người phải chú ý kết hợp tư tưởng tinh thần của Trung ương trong thời gian gần đây, chú trọng tính đa dạng và phong phú của lịch sử văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa dân tộc thiểu số cũng là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa dân tộc Trung Quốc. Làm như thế nào vừa khai thác và bảo tồn tài sản quý giá này cho đời sau cũng là một cách thể hiện tốt. Nếu lễ hội văn hóa này có thể khiến Trung ương xác định luôn tổ chức hàng năm ở Ninh Lăng, đó là đánh giá cao nhất dành cho công tác văn hóa của Ninh Lăng. Lỗ Năng có thể nói rất phục suy nghĩ này của Triệu Quốc Đống. Vị bí thư thị ủy này mặc dù lên Bắc Kinh học nhưng vẫn chú ý sát tình hình Ninh Lăng. Quyển 15, chương 45. Lỗ Năng là một Ninh người rất tinh tế. Từ khi còn là cục trưởng cười cười thông tin, y đã được coi là người giọt nước không rơi, nói rõ y rất cẩn thận, làm việc chu đáo. Triệu Quốc Đống cảm thấy sở trường của Lỗ Năng không chỉ có như vậy. Đầu óc nhanh nhạy, tâm tư linh động, nhiều điều hắn chỉ hơi ám chỉ là đối phương hiểu ngay, còn có thể xử lý thảo đáng. Bản lĩnh đó không có nhiều người làm được, đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống cố sức đưa Lỗ Năng lên làm trưởng ban tuyên giáo thị ủy Ninh Lăng. Sự thật chứng minh hắn chọn không sai. Ngành văn hóa, du lịch của Ninh Lăng phát triển cực nhanh không thể không có công của Lỗ Năng. Triệu Quốc Đống có thể yên tâm lên Bắc Kinh học, không quá lo lắng đến việc này cũng là thể hiện niềm tin vào Lỗ Năng. Có hai việc lớn mà Triệu Quốc Đống vẫn chú ý. Một là hạng mục sân bay Ninh Lăng, nhưng khi Tô Giác Hoa phát ra tín hiệu rõ ràng thì hắn tin hạng mục sẽ được thông qua. Phần khác là lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây, nhất là ở tình hình hiện nay thì về công về tư hắn không thể không chú trọng. Qua Tĩnh cũng đã nói đây là cơ hội trời ban cho hắn. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này củng cố hình tượng của hắn trong mắt lãnh đạo tỉnh, khiến cho một số lãnh đạo vốn không ác cảm với hắn đánh giá cao hắn, có lẽ sẽ là trụ cột để hắn đi bước tiếp theo. Triệu Quốc Đống nằm trên giường suy nghĩ đến 12 vị thường vụ thị ủy. Nếu đây là một cuộc chiến thì đó chính là cuộc chiến không biết trước kết quả. Hắn có thể tưởng tượng được người sẽ tham gia tranh đoạt mới mình là Long Ứng Hoa và Đàm Lập Phong. Cả hai người đó đều sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ. Chi bộ đảng lớp 2 chuẩn bị tiến hành cuộc trao đổi, yêu cầu các tổ đảng tiến hành giao lưu, sau đó chọn ra hai đại biểu xuất sắc của tổ tham gia đấu với các tổ khác. Đây cũng là một hành động khá quan trọng của trường đảng. Giáo viên chủ nhiệm và thành viên liên lạc đến từ ban tổ chức cán bộ trung ương cũng khá chú trọng, yêu cầu cần phải chọn ra được tuyển thủ xuất sắc nhất. Đây là hoạt động nhất định diễn ra trong từng đợt tập huấn ở trường. Cũng là hình thức tốt nhất để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Các vị học viên chuẩn bị khá chăm chú. Triệu Quốc Đống cũng như vậy. Theo yêu cầu của chi bộ thì từng học viên phải thể hiện được sở trường tốt nhất của mình, nói ra suy nghĩ làm như thế nào để nâng cao năng lực. Các vị học viên hơi lớn tuổi hơn chút đều đóng cửa suy nghĩ, cắn bút,
viết viết vào sổ. Người còn trẻ bật máy tính xách tay lên gõ gõ, đánh đánh. Mọi người đều cần kết hợp thực tế công việc của mình nên cũng phải lên mạng tìm tin tức một chút. Từ xa Triệu Quốc Đống đã thấy Kiu Kiu cùng Triệu Nhã Lan, và giáo viên chủ nhiệm lớp 3 đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau. Kiu Kiu đang cười rất tươi làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Kiu Kiu là học sinh lớp 3 mà sao lại nói chuyện vui vẻ với Triệu Nhã Lan như vậy? Tiểu Triệu, lại đây chúc mừng đồng chí đăng cao một chút, đồng chí sắp rời khỏi trường. Triệu Nhã Lan thấy Triệu Quốc Đống liền gọi. Ồ, lão Chu, nhanh như vậy sao? Không phải cuối tháng ư? Triệu Quốc Đống nói. Khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương đã kết thúc, tin Kiu Kiu điều sang Điền Nam đã truyền ở trong trường. Triệu Quốc Đống còn gọi tới hỏi Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương cũng xác thực tin này. Đây là cán bộ đầu tiên của khóa đi vào cấp phó tỉnh, bảo sao không làm mọi người hâm mộ. Ừ, tôi còn phải về Kiềm Dương bàn giao công việc, sợ rằng mất vài hôm, sau đó sang cư. Kiu Kiu đã chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch tỉnh cư, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ thông qua hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh để bầu làm phó chủ tịch tỉnh. Từ thị trưởng Kiềm Dương bước lên cấp cán bộ phó tỉnh đúng là làm Kiu Kiu rất vui vẻ. Phùng Minh Khải trước khi Kiu Kiu lên Bắc Kinh học đã được bổ nhiệm làm thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Bắc Minh, Kiềm Dương, bắt đầu cuộc sống làm quan của y. Đây coi như một bố trí tốt, quận Bắc Minh là quận có kinh tế phát triển của thành phố Kiềm Dương. Ha ha, chúc mừng, sau này tôi tới Côn Châu cũng có điểm đặt chân. Triệu Quốc Đống cười nói. Chờ anh hết bận thì chúng tôi sẽ cùng tới Côn Châu, anh phải mời khách đó. Kiu Kiu cười cười lắc đầu không nói. Hai vị giáo viên chủ nhiệm nói chuyện vài câu rồi đi. Chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Kiu Kiu. Quốc Đống, hết kỳ học mà rảnh thì tới Côn Châu chơi. Bí thư Thái cũng là lão lãnh đạo của cậu mà, chẳng lẽ cậu không tới thăm bí thư Thái sao? Kiu Kiu có thể đi đến bước này chính là nhờ Liễu Đạo Nguyên cực lực tiến cử, qua đó có thể thấy quan hệ mật thiết giữa hai người. Vì thế Kiu Kiu biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương cũng không lạ. Ừ, nhất định là tới, về phần Thái ca thì rất bận, tôi muốn tìm cũng thường xuyên không thấy người, gặp chỉ có thể ăn bữa cơm, nói chuyện vài tiếng mà thôi. Nếu muốn như trước đây là không thể, đợt Tết tôi cũng tới Côn Châu và Kiềm Dương, Thái ca và Liễu ca đều rất bận, không có thời gian riêng. Tôi lại thấy bọn họ quá chú trọng công việc, quên cuộc sống của mình. Có lẽ bọn họ đi đến được bước này cũng phải hy sinh gì đó. Kiu Kiu không khỏi có chút giật mình. Liễu Đạo Nguyên đã sớm nói chuyện với y về Triệu Quốc Đống. Nói Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng suy nghĩ không phải ai cũng có thể so sánh. Đó là khí độ và năng lực vượt quá độ tuổi, thậm chí vượt quá cấp bậc của hắn. Hắn sau vài năm công tác đã giỏi khống chế cục diện. Liễu Đạo Nguyên cũng dặn Kiu Kiu nên tạo quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Bí thư Thái đã tiến hành cải cách mạnh các công ty nhà nước ở cư, không ít công ty có lại sức sống, được giới doanh nghiệp đánh giá tốt. Tôi lần này tới cư mà rất lo, chưa từng công tác với bí thư Thái nên không biết tác phong làm việc như thế nào. Kiu Kiu nói rất rõ, đây là muốn từ Triệu Quốc Đống mà biết tác phong làm việc của Thái Chánh Dương. Ha ha, anh đừng quá để ý điều này. Thái ca và Liễu ca mặc dù có tác phong làm việc không giống nhau nhưng đều thích người kiên định trong công việc. Tôi thật ra thấy anh có tính cách khá hợp với Thái ca. Tính cách táo bạo của tôi hay bị Thái ca phê bình. Kiu Kiu nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống, không nói gì. Có đôi khi thường xuyên bị lãnh đạo phê bình cũng là một cảnh giới, nói rõ lãnh đạo thường xuyên quan tâm chú ý đến anh. Quyển 15, chương 4-16. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Thoáng cái Triệu Quốc Đống đã ở trường đảng tháng rưỡi, thời tiết dần ấm lên. Triệu Quốc Đống vẫn chú ý động tĩnh bên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Tập đoàn Trung Hoa có quan hệ rộng, thời gian dài tiến hành đầu tư ở Trung Quốc, hơn nữa ban lãnh đạo đều là con cháu các gia tộc lớn hoặc là tinh anh giới kinh doanh ở Hong Kong, vì thế bọn họ cũng có sức ảnh hưởng trong ngành kinh tế Trung Quốc. Bọn họ và Triệu Quốc Đống có thể cùng phát động quan hệ khiến ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nhanh chóng tiến hành các thủ tục thẩm tra hạng mục sân bay Ninh Lăng. Thị xã cũng bắt đầu tiếp xúc nhiều với tập đoàn này. Tập đoàn Trung Hoa hiện nay có thể nói đánh giá cao về tính khả thi và khả năng kinh doanh của sân bay Đông Trại, nên muốn số cổ phần tăng lên hơn nhiều so với trước đây. Ngày 18 tháng 4, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tổ chức hội nghị ban chủ nhiệm về nguyên tắc thông qua phương án hạng mục sân bay Đông Trại, Ninh Lăng, cũng chính thức trình lên Quốc vụ viện nghiên cứu. Điều này có nghĩa sân bay Ninh Lăng đi xong hết trình tự, chỉ còn cửa cuối cùng là được Quốc vụ viện phê duyệt.
cùng lúc đó cũng còn cần bên quân ủy trung ương phê chuẩn. Nhưng có thể nói chỉ cần thông qua ở quốc vụ viện thì bên quân ủy trung ương sẽ không có vấn đề gì mấy. Tin tức này làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Trên thực tế Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có quyết định chính là do quốc vụ viện đã có ý kiến, chỉ là do hạng mục này có vốn đầu tư quá lớn nên cần được quốc vụ viện phê chuẩn mà thôi. Gần đây các tờ báo lớn như Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Kinh tế, Nhật báo Quang Minh đều lục tục đưa tin năm nay Trung ương sẽ đưa ra chính sách khống chế vĩ mô với nền kinh tế, đồng thời cũng có các tranh luận khác nhau. Một vài ý kiến chủ trương phải dừng các công ty gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng cao, chứ không thể chỉ dựa vào sự giám sát. Nhất là đối với ngành gây ô nhiễm càng phải khống chế thật chặt, các công ty không có biện pháp bảo vệ môi trường tốt phải bị đóng cửa, hoặc hợp lại đến khi đạt được tiêu chuẩn quốc gia. Còn có ý kiến yêu cầu khi chính quyền địa phương chấp hành chính sách phải có sự đối đãi khác nhau. Ví dụ như các công ty tư nhân thuộc phạm vi bị khống chế liền lập tức bị khống chế ngay, còn công ty nhà nước vẫn còn nhở nhơ ở đó. Triệu Quốc Đống cầm tờ báo khẽ thở dài một tiếng. Chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương nếu được đưa ra thì không ai dám nằm ngoài cơn bão này. Triệu Quốc Đống không biết việc mình gặp và nói ra quan điểm của mình với Tô Giác Hoa có thể có tác dụng chút nào về chính sách quốc gia hay không. Mặc dù là hạng mục sân bay Ninh Lăng được thông qua nhưng sự khống chế kinh tế vẫn có thành kiến không hề nhỏ. Các tập đoàn thép khổng lồ của nhà nước như Bảo Cương, Võ Cương, Mã Cương vẫn sống rất dễ chịu, các hạng mục được trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều được thông qua, không hề vì chính sách khống chế của quốc gia mà ảnh hưởng. Điều đó khiến không ít tờ báo trong nước phê bình, cho rằng ngành hành chính đối đãi với công ty nhà nước, công ty liên doanh và công ty tư nhân là quá khác nhau, làm người ta không thể giải thích nổi. Công ty tư nhân không ngừng bị chèn ép, còn công ty nhà nước, công ty liên doanh lại được đãi ngộ rất tốt. Nó cũng khiến cho các chuyên gia kinh tế phê phán mạnh mẽ. Theo Triệu Quốc Đống thấy thực ra chính quyền địa phương và các tập đoàn khổng lồ nhà nước đều đang đấu với chính sách của quốc gia. Làm như thế nào hạn chế hiện tượng này cần có thủ đoạn cứng rắn. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng liên tục gửi vài bài viết lên các tờ như Nhật báo Kinh tế, Nhật báo Tài chính về vấn đề này. Mẹ kiếp! Cơn bão này thổi tới nhanh thật đó. Phòng Tử Toàn đầy tức giận nói. Đám ngân hàng thay đổi quá nhanh, tuần trước còn nói không vấn đề gì, sang tuần này ra vẻ không thể làm gì, nói xin lỗi nhưng không dám cho vay tiếp. Sao, ảnh hưởng đến hạng mục của ông ư? Triệu Quốc Đống quấy cốc cà phê, đây là cốc uống cà phê trắng như ngọc này do Đức Sơn mang về từ châu Âu, nghe nói khá đắt. Triệu Quốc Đống đưa cho Cù Vận Bạch, mà Cù Vận Bạch lại đặt ở đây. Trụ sở chính của tập đoàn Thiên Phu tại Bắc Kinh. Đây là nơi dành riêng tiếp khách quý của Thiên Phu nên cũng không vấn đề gì. Nhất định là có chút ảnh hưởng, cũng may tôi đã sớm chuẩn bị tư tưởng nên có biện pháp ứng phó, nhưng trong lòng đúng là khó chịu. Mỗi một đồng đều có tác dụng của nó mà. Phòng Tử Toàn là người không quá chú ý trong sinh hoạt, uống cà phê như uống nước lọc, chỉ cần độ ấm vừa phải là uống một hơi cạn sạch. Y gần như không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ đứng xa xa nhìn mình. Triệu Quốc Đống có thể thấy một cô gái xinh đẹp không nhìn được cười quay đầu ra sau che miệng, có lẽ là lần đầu thấy có vị khách đến đây lại như vậy. Tập đoàn Foxtec tiến triển thế nào rồi? Triệu Quốc Đống hỏi. Cũng được, may là làm nhanh, đàm phán coi như xong, tài chính của các công ty thép trong nước cũng đã chuyển sang, tôi cùng mấy đại biểu còn sang Úc để ký kết hợp đồng. Foxtec có thể nói rất hài lòng với các nhà đầu tư chiến lược phía Trung Quốc. Có thể nói giá cổ phiếu của Foxtec tăng dần lên khi có phía Trung Quốc tham gia vào, đến khi Trung Quốc có chính sách khống chế thì mới giảm xuống đôi chút. Phòng Tử Toàn có chút buồn bực nói. Chỉ riêng chính sách lần này đã làm giá trị cổ phiếu của mấy công ty mất hơn 1 triệu USD Úc. Ông quan tâm chút tiền đó sao? Tôi nghĩ không phải. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Năm qua quốc gia đưa ra chính sách khống chế vĩ mô không chỉ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất trong nước, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới các nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Tôi thật ra cảm thấy ông có thể nhân cơ hội này tiến mạnh vào thị trường Australia cùng Đông Nam Á, chứ đợi khi chính sách của trong nước kết thúc rồi mới tiến hành có lẽ sẽ bỏ lỡ thời cơ. Tôi cũng định như vậy. Nếu có thể tôi muốn tập đoàn nhanh chóng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong, như vậy có thể có thêm con đường gom góp tài chính, đương nhiên nó cần quá trình. Chẳng qua tôi thấy có thể bắt đầu tiến hành các công việc từ lúc này. Ừ, ông nghĩ như vậy là tốt, thành công ty công chúng có lợi cho quản lý, lên thị trường chứng khoán cũng coi như thêm một cái mạng. Chẳng qua công ty khai thác tài nguyên ở Trung Quốc không có nhiều công ty chủ động lên thị trường chứng khoán,
vì không muốn chia sẻ lợi nhuận cho công chúng. Triệu Quốc Đống không bất ngờ khi Phòng Tử Toàn có suy nghĩ này. Quyển 15, chương 47. Phòng Tử Toàn cũng không bất ngờ với lời khen của Triệu Quốc Đống. Mặc dù năng lượng quốc toàn vẫn là do Triệu gia khống chế cổ phần, nhưng Triệu gia tập trung chính không phải là năng lượng quốc toàn. Bọn họ đầu tư vào năng lượng quốc toàn chủ yếu là ủng hộ Phòng Tử Toàn gây dựng sự nghiệp, thứ hai là Triệu Quốc Đống đã vượt qua cảnh giới tiền bạc. Phòng Tử Toàn có thể cảm thấy tiền đối với Triệu Quốc Đống mà nói chỉ là trò chơi con số, hắn thích hưởng thụ thành công trong sự nghiệp chứ không phải bên kinh doanh. Vì thế năng lượng quốc toàn có thể lên thị trường chứng khoán hay không đối với Triệu Quốc Đống mà nói là không vấn đề gì. Mà Triệu Quốc Đống đồng ý cũng có nghĩa là Triệu gia đồng ý. Nói xong việc này làm Phòng Tử Toàn yên tâm không ít. Mặc dù sớm biết Triệu Quốc Đống sẽ đồng ý, nhưng hắn không đưa ra bất cứ điều gì cũng làm Phòng Tử Toàn rất vui vẻ. Tiếng giày thanh thúy vang lên, một người phụ nữ xuất hiện phía sau Triệu Quốc Đống. Phòng Tử Toàn có thể nhận ra sự vui mừng của người phụ nữ đó. Bộ đồ hợp người làm tôn thêm vẻ cao quý của Cù Vận Bạch, mái tóc được làm cẩn thận khiến Cù Vận Bạch nhìn qua mới hơn 30, bộ ngực đầy đặn mặc dù có áo ngực nhưng vẫn làm người ta thấy nó to, điều này làm Cù Vận Bạch có chút buồn bực. Các chỗ khác không thay đổi chỉ có mỗi ngực là to lên từ khi có con. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Phòng Tử Toàn thay đổi, cũng nghe ra tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Hắn quay đầu lại gật đầu chào Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch do dự một chút nhưng vẫn đi tới. Phòng Tử Toàn thấy hai người này có vẻ rất thân mật, y thầm đoán đây là một người phụ nữ nào đó phía sau Triệu Quốc Đống. Chỉ là người phụ nữ này hình như lớn tuổi hơn Triệu Quốc Đống một chút, đồng thời cũng quen quen như đã gặp ở đâu. Tử Toàn, đây là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu, Cù Vận Bạch. Vận Bạch, đây là Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn, Phòng Tử Toàn, là anh em tốt của em. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, Tập đoàn muốn tiếp khách ở đây sao? Cù Vận Bạch. Phòng Tử Toàn rất nhanh nhớ ra đó là tên của chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Ồ, xem ra hai kẻ này là tình nhân từ lâu. Chân tướng của Tập đoàn Thiên Phu thì Phòng Tử Toàn cũng biết đôi chút. Triệu Quốc Đống có quan hệ không bình thường với Chủ tịch Tập đoàn Thiên Phu, Dương Thiên Bồi. Phòng Tử Toàn đến Thiên Phu có lẽ là do nhân tố này. Chẳng qua người phụ nữ này cũng có bản lĩnh nên mới đứng được ở vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ừ. Tập đoàn muốn tổ chức một hội nghị với nhiều nhân viên nên chọn ở đây. Cù Vận Bạch nở nụ cười. Triệu Quốc Đống nếu gọi trực tiếp tên cô trước mặt người ngoài, đó chính là người kia tuyệt đối có thể tin. Phòng Tử Toàn này xem ra có quan hệ không bình thường với người yêu mình. Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn mặc dù cô không quen nhưng cũng nghe nói đó là tập đoàn dân doanh khổng lồ trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh than. Không ngờ chủ tịch lại còn trẻ như vậy. Ồ, hay là tối đi ăn cùng nhau? Triệu Quốc Đống nói, không được, bên tập đoàn còn có việc, có lẽ phải muộn mới xong. Em tự đi đi. Cù Vận Bạch lắc đầu nói sau đó chào hai người rồi rời đi. Quốc Đống, ông đừng giấu tôi, Cù Vận Bạch này nhất định có quan hệ gì đó với ông. Ông phải chú ý đó, đừng để bị người ta túm được nhược điểm. Phòng Tử Toàn nhìn Cù Vận Bạch và thầm nói đúng là người phụ nữ quyến rũ, bảo sao có thể mê hoặc Triệu Quốc Đống. Tên Triệu Quốc Đống này gì cũng không vấn đề. Chỉ có mỗi vấn đề phụ nữ là không ổn. Triệu Quốc Đống chỉ cười cười không nói, không trả lời. Vấn đề cuộc sống cá nhân hắn biết mình không thể mạnh miệng. Phòng Tử Toàn lên Bắc Kinh để bàn một vụ làm ăn. Tốc độ phát triển của Năng lượng Quốc Toàn rất nhanh nhưng xu thế mở rộng không giảm nên cần nhiều tài chính. Nhất là các hạng mục khai thác than ở Indonesia cùng Australia đều đã ký kết hợp đồng, vì thế Phòng Tử Toàn hy vọng có thể thông qua Ngân hàng Phát triển Quốc tế ủng hộ về tài chính. Mà Ngân hàng Phát triển Nội Mông và tỉnh Tấn đều bị chính sách khống chế của Trung ương ảnh hưởng nên tạm thời trì hoãn khoản vay này. Nhưng Năng lượng Quốc Toàn lại hy vọng nhân cơ hội này mở rộng nghiệp vụ, giảm giá thành mua sản phẩm. Vì thế Phòng Tử Toàn lên Bắc Kinh hy vọng Triệu Quốc Đống dẫn mình tới gặp Lôi Hướng Đông. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi cho Lôi Hướng Đông. Lôi Hướng Đông thật ra ủng hộ các công ty tư nhân ra nước ngoài, tỏ vẻ có thể quan tâm một chút, nhưng do chính sách của Trung ương vẫn có tranh luận nên cần phải nghiên cứu. Triệu Quốc Đống từ văn phòng Trương Nhược Cốc đi ra liền thấy người khá quen. Hắn vô thức dừng lại nhìn cho kỹ nhưng người kia đã rẽ. Hắn muốn đuổi theo nhưng lại thấy không thích hợp. Phía bên kia là văn phòng của Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Lăng Chính Dược. Triệu Quốc Đống cũng không quá quen vị Phó trưởng Ban Thường trực này. Nhưng hắn biết y có quyền lên tiếng khá lớn ở Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương,
hơn nữa do tính cách khá cứng rắn nên nhiều chuyện xử lý khá bá đạo. Nếu là người kia mà xuất hiện ở đây lúc này đúng là hơi lạ. Triệu Quốc Đống lên xe vẫn có chút buồn bực, mình có phải quá nhạy cảm không? Nhìn bóng lưng giống giống đã nghi thần nghi quỷ, mà dù là người kia cũng có sao chứ? Y đến chơi như mình cũng được mà, mình tới được, y không tới đây được sao? Nhưng băn khoăn đó cứ chiếm lấy đầu hắn, làm hắn thấy có vấn đề. Triệu Quốc Đống đoán không sai, người hắn nhận ra chính là Long Ứng Hoa. Y lên xe rồi nói. Đi đi, Bí Thư Long, bây giờ chúng ta đi đâu? Thư ký cẩn thận nói. Về khảo sát, Long Ứng Hoa thản nhiên nói. Vâng, thư ký không thấy lãnh đạo của mình có biểu hiện gì trên mặt, nhiều năm làm lãnh đạo khiến y luôn giữ được bình tĩnh. Cậu gọi cho cục trưởng Lăng, hỏi y có rảnh không, nói tôi ở Bắc Kinh muốn ngồi với y một chút. Long Ứng Hoa nói xong lại lắc đầu nói. Thôi, để tôi gọi. Thư ký vội vàng lấy máy, ấn số, xác định bên kia có chuông mới đưa cho lãnh đạo. Cục trưởng Lăng, tôi Long Ứng Hoa đây, tôi lên Bắc Kinh. Sao, đang bận à, ha ha, thời tiết đang đẹp nên muốn xem anh có rảnh không, đã lâu không gặp anh. Ngồi một chút chứ. Long Ứng Hoa cười nói. Được, anh nói địa điểm, tôi bố trí, tôi không quá quen ở Bắc Kinh, chẳng qua cũng có mấy người bạn. Đâu cũng được ư, ha ha, ở Bắc Kinh có nhiều nơi như vậy mà. Anh nói là được, câu lạc bộ Mỹ Châu được không? Hay là câu lạc bộ Trung Hoa? Long Ứng Hoa lúc này không quá khách khí, có đôi khi chỉ là nắm bắt cơ hội là có thể khiến cá chép vượt long môn. Câu lạc bộ Trường An, được, mai thế nào? Được, tôi đợi điện thoại của anh. Long Ứng Hoa thực ra thích đến câu lạc bộ Mỹ Châu hơn, nhưng y biết mình bây giờ phải nhờ người ta, đối phương muốn gì cũng phải làm theo. Bỏ máy xuống, Long Ứng Hoa lấy một quyển sổ điện thoại ra, tìm số rồi gọi. Lão Vương, anh bố trí giúp tôi, ừ, câu lạc bộ Trường An. Khách không thích mấy câu lạc bộ kia, ừ, tôi biết, vất vả rồi. Quyển 15, chương 48. Long Ứng Hoa bỏ máy xuống rồi phất tay, thư ký biết ý cất điện thoại di động rồi ra hiệu lái xe chạy tiếp. Mặc dù câu lạc bộ Trường An cần phải có thẻ mới vào được, nhưng lão Vương kia nhất định lo xong. Long Ứng Hoa biết người này có bản lĩnh, là công ty tư nhân lớn nhất Vĩnh Lương, tập đoàn Vĩnh Hoa sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu. Đương nhiên bây giờ do chính sách khống chế của Trung ương nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, chẳng qua để vào được câu lạc bộ Trường An kia thì quá đơn giản. Long Ứng Hoa cũng không có ấn tượng tốt mấy với Lăng Tiêu, nhưng sau khi y biết tên này có quan hệ với Lăng Chính Dược, y liền lặng lẽ che giấu quan điểm của mình vào trong lòng, dần tạo thành quan hệ tốt với đối phương. Y không rõ người như Lăng Tiêu sao lại thích mấy nơi sang trọng, xa hoa làm gì. Dù là mỗi lần mình lên Bắc Kinh, hay đối phương tới Ando đều yêu cầu tới câu lạc bộ chói mắt nhất, giống như thế mới thể hiện được thân phận của y vậy. Điều này làm Long Ứng Hoa không quá quen, theo y thấy nó không có ý nghĩa gì cả, nhưng y không thể không đi cùng Lăng Tiêu vì mục đích của mình. Cạnh tranh rất mạnh, điểm này y biết rõ, nó thậm chí còn cạnh tranh kịch liệt hơn so với chức thị trưởng thành phố Ando. Long Ứng Hoa biết rõ ưu khuyết điểm của mình, hiện nay kinh tế Vĩnh Lương đứng thứ 2 toàn tỉnh, cách vị trí thứ 3 khá xa. Hơn nữa thu nhập bình quân của Vĩnh Lương cũng cao hơn bình quân chung của tỉnh. Nhưng Long Ứng Hoa biết khuyết điểm của mình, từ ngày bắt đầu để Vĩnh Lương xây dựng sản nghiệp trụ cột là vật liệu xây dựng, vấn đề môi trường của Vĩnh Lương càng lúc càng nghiêm trọng. Nó luôn là nỗi đau đầu của thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương. Long Ứng Hoa cũng không thoát khỏi ác mộng này, nhất là bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu lại rất chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường càng làm Long Ứng Hoa tiến vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề môi trường thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, mà muốn phát triển lại không thể chú ý được tới vấn đề môi trường. Cho nên y mới muốn nhanh chóng thoát khỏi vị trí bí thư thị ủy Vĩnh Lương. Long Ứng Hoa biết mình ở Vĩnh Lương càng lâu, như vậy vấn đề môi trường càng lúc càng gây ảnh hưởng lớn. Nếu nó phát tác thì mình đâu thể thuận lợi rời đi. Mà nếu có thể nắm bắt cơ hội lần này rồi nghĩ biện pháp rời khỏi tỉnh An Nguyên cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhân lúc vấn đề hoàn cảnh của Vĩnh Lương còn chưa hoàn toàn bộc phát mà rời đi, đây là suy nghĩ của Long Ứng Hoa. Nhưng y gặp phải khiêu chiến không hề nhỏ, ngoài Đàm Lập Phong ra thì y còn gặp thêm một người hàng xóm khó chơi. Từ tốc độ tăng trưởng quý một năm nay giữa Vĩnh Lương và Ninh Lăng có thể thấy tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng vượt xa Vĩnh Lương. Mấy ngành sắt thép, vật liệu xây dựng của Vĩnh Lương bị chính sách khống chế vĩ mô ảnh hưởng lớn, nhưng mấy ngành bảo vệ môi trường, năng lượng mới,
vật liệu mới của Ninh Lăng không bị ảnh hưởng mấy. Mà sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng cũng tăng mạnh, mặc dù tổng GDP của Vĩnh Lương vẫn hơn NNL nhưng theo tốc độ tăng trưởng này thì chỉ vài năm nữa Ninh Lăng sẽ vượt qua Vĩnh Lương. Nói cách khác nếu năm nay mình không thể đi ra thì không còn cơ hội nữa. Dù là Hoài Khánh hay Ninh Lăng thì sang năm hay năm nữa rất có thể đuổi kịp Vĩnh Lương. Long Ứng Hoa không chấp nhận việc này nên muốn dùng hết tài nguyên, các mối quan hệ của mình. Thật sự muốn đi sao? Triệu Quốc Đống đành lái xe chạy trên đường Trường An, Quế Toàn Hữu và Hoắc Vân Đạt không ngừng líu lo, chỉ có Ngụy Hiểu Lam là cười cười không nói nhìn hai người kia, xảo trá Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, chúng tôi vất vả từ ngàn dặm lên Bắc Kinh, ngưỡng mộ phong cảnh thủ đô. Ngài không thể chỉ mang chúng tôi đi ăn vịt nướng chứ, sau đó đưa chúng tôi sang Di Hòa Viên là đuổi về. Quế Toàn Hữu cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh đã gần 2 tháng, người ở Ninh Lăng có không ít lên thăm hắn. Mặc dù Triệu Quốc Đống khi đi đã nói không muốn ai lên, nhưng người ta muốn tới là ý tốt, hắn sao có thể không tiếp. Một tháng đầu ít hơn, nhưng bắt đầu từ tháng 4 người đứng đầu các quận, huyện, ban ngành đều lấy lý do lên Bắc Kinh có việc mà tới. Dù sao người khác đi được, mình không đi sẽ làm lãnh đạo có cái nhìn, đây là suy nghĩ chung của cấp dưới. Thực ra câu lạc bộ Trường An bây giờ đã không còn là câu lạc bộ số 1 của Bắc Kinh, ví dụ như Triệu Quốc Đống còn chưa nói xong đã bị Quế Toàn Hữu chặn ngang. Được rồi bí thư Triệu, ngài đừng nhìn quanh như thế. Nếu ngài có thể mang chúng tôi tới câu lạc bộ Trường An kiến thức đôi chút, có lẽ chúng tôi sẽ thấy nó không được như mình mong đợi. Nhưng bây giờ chưa đi mà, nên cũng nhất định muốn đi. Hiểu Lam, Vân Đạt, hai người thấy có đúng không? Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt đều gật đầu đồng ý. Triệu Quốc Đống thấy thế chỉ biết im lặng không nói. Câu lạc bộ Trường An thì theo Triệu Quốc Đống biết cả Đức Sơn và mình đều có thẻ hội viên. Mà tập đoàn Thương Lãng cũng có thẻ. Chẳng qua hắn còn giữ thẻ do bên Thương Lãng đưa không cũng không nhớ. Hắn chỉ có thể gọi điện cho Đức Sơn bảo y liên lạc giúp mình. Mấy người, nhà quê, Quế Toàn Hữu lên Bắc Kinh, hắn phải đưa đi các nơi ăn đặc sản, đến Di Hòa Viên, bọn họ liền cười nhạo vì Toàn đưa đến mấy nơi bình dân. Hắn đành phải nói ra xem ba người có tới câu lạc bộ Trường An không. Vậy mà bị ba người quấn chặt bắt phải đến đó. Cũng may Đức Sơn không xa lạ gì với câu lạc bộ Trường An. Mặc dù Đức Sơn bây giờ đã không còn thích Trường An nữa, y thích câu lạc bộ có sắc thái nhẹ nhàng như câu lạc bộ Mỹ Châu, đồng thời còn thêm một câu lạc bộ Ung Phúc tụ tập nhiều giới nghệ sĩ. Nhưng thời gian này Đức Sơn ở bên Thượng Hải nhiều hơn, không có mấy khi ở lại Bắc Kinh. Thẻ hội viên 100.000 đối với Đức Sơn mà nói là con số quá nhỏ. Xe Audi mà Triệu Quốc Đống mượn đỗ ở bãi đỗ xe trông quá bình thường, đương nhiên xe tuyệt đối không thể tượng trưng thân phận cho khách vào câu lạc bộ Trường An. Rất nhiều hội viên thích đi tàu điện ngầm hoặc đi xe đạp tới. Vào câu lạc bộ, ba người Trường An phát hiện nhân viên lễ tân có vẻ rất quen Triệu Quốc Đống. Một quản lý còn có thể gọi ra họ của Triệu Quốc Đống, ân cần hỏi vì sao Triệu Quốc Đống đã có một thời gian không tới đây. Lên tầng 9 uống một chén, ngồi, ở đó là nơi giao lưu, trao đổi. Các anh có thể cảm nhận một chút. Triệu Quốc Đống nói. Nghe nói nơi đây tập trung tinh anh của giới thương mại toàn Trung Quốc. Hoắc Vân Đạt có chút hứng thú nhìn quanh. Ba người bọn họ đều xa lạ với nơi này, cũng chưa có cơ hội đến nơi như thế này. Ha ha, người có thế lực thường ít xuất hiện ở đây lại là người mong kẻ có thế lực đến. Hơn nữa đối với những người này mà nói thì những người tinh anh có thế lực nhất không có nhiều ý nghĩa với bọn họ. Giá trị thường là khi bọn họ gặp người tương tự mình, mà đây hoàn toàn có thể có cơ hội hợp tác. Quyển 15, chương 49. Thang máy lên tầng 9, đập vào mặt là không khí nho nhã khiến người ta si mê. Mặc dù Triệu Quốc Đống không thích nơi này nhưng hắn phải thừa nhận câu lạc bộ Trường An này gần như là số 1 ở Bắc Kinh. Nhân viên phục vụ luôn làm cho khách cảm thấy như ở nhà, được phục vụ chu đáo, dù anh chỉ đơn thuần tới đọc sách hoặc uống chén trà đều nhận được nụ cười của nhân viên phục vụ. Ở đây có lẽ gặp 1-2 tỷ phú xuất hiện trên báo, hoặc là đạt được cơ hội để việc kinh doanh của mình tăng mạnh. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu lắc đầu ngồi xuống. Mặc dù hoàn cảnh ở đây khá tao nhã nhưng lại kém thần bí như bọn họ nghĩ. Chuyện đó không phải không có, nhưng tôi đoán chỉ là do các nhà viết tiểu thuyết nghĩ ra. Nếu một công ty hoặc một nhà kinh doanh mà làm việc bằng cảm tính như vậy thì không biết công ty của y đấp phá sản bao lần rồi. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Tôi chỉ có thể nói đây là một sân khấu cho anh có cơ hội gặp người anh muốn gặp,
còn chuyện khác phải do chính anh cố gắng. Vậy mà bên ngoài luôn đưa tin giống như cứ tiến vào đây là đại biểu cho thân phận nào đó, tiền tài sẽ lao vào người. Xem ra đều là ảo tưởng của mấy người nhàm chán. Hoắc Vân Đạt lắc đầu nói. Không hoàn toàn như vậy. Tôi không phải nói đây là một sân khấu sao, tìm được người hợp ý mới coi là cơ hội. Nhưng không có sân khấu này thì anh sẽ mất đi khả năng tìm cơ hội. Mỗi tháng câu lạc bộ Trường An này đều có vài hành động như tọa đàm, diễn đàn, biểu diễn và một ít tiệc rượu. Ở đây có lẽ anh sẽ tìm được cơ hội. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, nếu như tổ chức hoạt động thu hút đầu tư ở đây một lần có phải sẽ tăng danh tiếng và sức ảnh hưởng của Ninh Lăng chúng ta không? Hoặc là có thể hấp dẫn thêm nhiều nhà đầu tư có chất lượng. Ngụy Hiểu Lam nói. Ồ, ý này rất sáng tạo nhưng tôi thấy thu hút đầu tư cần phải có đối tượng xác định, mù quáng thả lưới chỉ là giai đoạn ban đầu. Tôi thấy Thổ Thành đã qua giai đoạn này rồi mà. Triệu Quốc Đống nhìn Ngụy Hiểu Lam rồi lạnh nhạt nói. Quý một Thổ Thành có tốc độ tăng trưởng đi trước Tây Giang và Hoa Lâm, chỉ kém mỗi khu khai phát và Đông Giang. Bí thư Triệu, đó là do năm trước Thổ Thành phát triển kém hơn. Không có gì đáng nhắc tới. Ừ, chị Ngụy nói đúng, Đông Giang chúng tôi cũng là như vậy. Về GDP còn không thể so sánh với mấy ông anh đi trước. Hoắc Vân Đạt hùa theo. Chẳng qua bí thư Triệu, cơn gió lốc khống chế năm nay thì chắc có mỗi Ninh Lăng chúng ta là khác biệt. Đúng thế, Ninh Lăng gần như là khác biệt. Bên Hoài Khánh chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may các hạng mục thu hút đầu tư của Quy Ninh không nằm trong phạm vi khống chế, quy mô đầu tư cũng không lớn. Nhưng mấy hạng mục ở khu khai phát Hoài Khánh đều bị ảnh hưởng. Thị trường bất động sản trở nên khó khăn, vì thế bí thư Đàm và thị trưởng phó đều ăn ngủ không ngon. Quế Toàn Hữu thở dài nói. Cơn gió lốc này không biết tới khi nào mới kết thúc đây. Nó khiến tất cả các ngành sản xuất đều phải thắt lưng buộc bụng, nhất là mấy ngành liên quan tới bất động sản càng như vậy. Bí thư Triệu, việc xây dựng khu Giang Đông có bị ảnh hưởng không? Không thể không có ảnh hưởng. Chủ yếu là làm như thế nào tiêu trừ ảnh hưởng đó, tránh cho nó tạo ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Tôi cảm thấy tài chính các cấp cần phải phát huy tác dụng giảm sóc, không chỉ có hỗ trợ công ty nhà nước mà cả công ty tư nhân, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Đương nhiên điều kiện chính là các ngành phù hợp với chính sách. Còn ngành bất động sản thì tôi thấy không cần thiết, nó vốn không phải ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật gì, chỉ do tài chính và chính sách kết hợp, khống chế một chút cũng làm cho người ta tỉnh táo lại. Quan điểm của Triệu Quốc Đống làm Quế Toàn Hữu có chút bất ngờ. Y không ngờ bí thư Triệu lại ủng hộ chính sách khống chế vĩ mô này. Nhưng đối phương đề cập đến việc hỗ trợ các công ty tư nhân vượt qua cửa ải khó khăn thì đúng là khá mới mẻ. Đưa ra chính sách ưu đãi cũng tốt, giảm thuế cũng tốt đều là cách nói có từ trước, nhưng áp dụng cho công ty tư nhân vẫn còn quá ít. Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt thực ra không xa lạ với quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Trong mấy hội nghị Triệu Quốc Đống đều đã đưa ra vấn đề này. Hắn cho rằng Trung Quốc mặc dù đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, cũng hy vọng thu hút đầu tư nước ngoài nhưng lại thiếu giúp đỡ các công ty tư nhân địa phương, thậm chí còn có chính sách phân biệt tạo nhiều hạn chế. Hoàn cảnh khu đọc sách này khá thích hợp để ba người nói chuyện, cũng hợp với người đến bàn việc làm ăn. Bí thư Triệu, chẳng lẽ nơi này chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hình như không phù hợp với danh tiếng của nó thì phải. Quế Toàn Hữu có chút thất vọng nhìn xung quanh, mặc dù cũng có người khác nhưng không hề giống như y nghĩ là các nhân vật nổi tiếng sẽ tới đây nhiều. Đây chỉ là một nơi đọc sách nên nhiều người không thích nơi này. Chẳng qua ở đây có nhiều chỗ khác giải trí như có nơi tập thể hình, sân tennis, bể bơi. Triệu Quốc Đống nhìn Quế Toàn Hữu và cười nói. Anh muốn thấy ai, Lý Gia Thành hay Bill Gates, hoặc là Thành Long? Bí thư Triệu, ngài cũng biết chúng tôi từ nông thôn lên đây để thêm kiến thức. Nếu không gặp được mấy nhân vật nổi tiếng không phải uổng chuyến đi sao? Hoắc Vân Đạt cười hì hì nói. Các nhân vật lớn sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy đâu. Ai rảnh rỗi mà chạy đến đây làm gì? Ai cũng có công việc của mình, đương nhiên nếu gặp dịp bọn họ tham gia hoạt động nào đó thì có thể. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Hình như hôm nay không có bố trí gì. Long Ứng Hoa cùng Vương Vĩnh Hoa, Lăng Tiêu Tiến vào không khỏi bị không khí ở đây làm giật mình. Mặc dù y sớm biết câu lạc bộ Trường An này vẫn được xưng đứng đầu cả nước nhưng đến bây giờ Trung Quốc không có cách nói tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Cho nên dù là Long Ứng Hoa hay Vương Vĩnh Hoa đều bị khí thế làm chấn động. Tôi đã tới đây hai lần và thấy rất được, Lão Long và Lão Vương rảnh có thể tới đây nhiều một chút. Cuộc sống mà, nên có nhiều màu sắc,
cứ vùi đầu vào công việc cũng không tốt mấy. Lăng Tiêu có vẻ rất thích nơi này. Cục trưởng Lăng nói đúng, chúng ta có đôi khi quá cổ hủ, cũng cần phải học theo thời đại. Vương Vĩnh Hoa là một người khá béo, chẳng qua béo là béo nhưng làm lãnh đạo tập đoàn tư nhân lớn nên trông y khá phong độ. Chẳng qua y có chút khó hiểu tại sao Long Ứng Hoa lại chú trọng tên Lăng Tiêu kia như vậy. Đó cũng không phải vị phó cục trưởng cục gì có thực quyền mà. Nhưng Long Ứng Hoa làm vậy nhất định có lý của nó. Vương Vĩnh Hoa đã lăn lộn nhiều năm trong thương trường nên giỏi làm theo thời thế. Chủ tịch Vương, anh càng có điều kiện hưởng thụ cuộc sống hơn tôi mà. Lão Long có lẽ còn cần chú ý ảnh hưởng vì ở địa phương dễ bị người nhận ra, nhưng trên Bắc Kinh thì không cần. Vì ở đây sẽ không ai chú ý anh là ai. Lăng Tiêu cười ha hả nói. Mỗi lần vào đây y đều thấy thoải mái. Mấy người đối diện vừa cười vừa nói đi tới, nhưng trong đó lại có một giọng mà cả Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu đều không muốn nghe. Quyển 15, chương 50. Triệu Quốc Đống tuyệt đối cũng không ngờ gặp hai người này ở đây. Trước đó Triệu Quốc Đống thấy có vẻ như Long Ứng Hoa là đến ban tổ chức cán bộ trung ương, lúc này hai người nói chuyện càng xác thực điều hắn đoán. Đồng thời lúc này Triệu Quốc Đống cũng đang nói chuyện khá vui vẻ với Tổng Giám Đốc, Tập đoàn Đông Năng, Thích Nguyên Hạo cùng Phó Tổng Giám Đốc Thôi Nhược Ngu Tập đoàn Hán Đường. Hai người bọn họ tới đây tham gia một hoạt động thương mại. Triệu Quốc Đống trước làm ở Bộ Năng lượng nên mặc dù hắn chỉ là cục trưởng nhưng cục quy hoạch và phát triển ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến các tập đoàn cấp phó bộ thuộc Bộ Năng lượng. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn có quan hệ mật thiết với Bộ trưởng Thái Chánh Dương, bây giờ Triệu Quốc Đống càng nổi bật hơn vì thế hai người này đều khá tôn trọng Triệu Quốc Đống. Thích Nguyên Hạo được điều từ tập đoàn Hán Đường sang Đông Năng làm tổng giám đốc nên có quan hệ mật thiết với tập đoàn này. Triệu Quốc Đống lúc ở Bộ Năng lượng cũng nghe nói Thôi Nhược Ngu cùng Thích Nguyên Hạo vẫn có quan hệ tốt. Gặp phải đoàn người Triệu Quốc Đống, hai người Thích Nguyên Hạo đều khá nhiệt tình. Mặc dù chỉ gặp trên lối đi nhưng cũng dừng lại nói chuyện vài câu. Hai bên vừa đi về phía phòng ăn nhật vừa nói chuyện, vậy mà lại gặp đám người Long Ứng Hoa. Ồ, Triệu Quốc Đống không chú ý ba người đang đi tới nhưng Quế Toàn Hữu liếc mắt cái là nhận ra một người. Lăng Tiêu thì y không lạ gì. Đối phương vốn làm phó bí thư Tây Giang gần năm. Mặc dù người này không có bản lĩnh mấy nhưng coi như một trong những người dám chống đối Triệu Quốc Đống. Cả Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu đều liếc cái là nhận ra Triệu Quốc Đống đang ung dung đi đằng trước. Người này làm cho Lăng Tiêu có ấn tượng rất sâu. Đối với Lăng Tiêu mà nói đây chính là nỗi sỉ nhục của y. Tên bí thư quận ủy hồi đó không những không tôn trọng y, còn đầy kiêu ngạo đẩy y ra bên bờ. Vì thế làm y không phát huy được tác dụng của một phó bí thư quận ủy tại Tây Giang. Lăng Tiêu rất muốn phản kích, thậm chí muốn được bên trên ủng hộ nhưng đổi lấy chỉ là nhục nhã. Dù y làm cách nào thì đối phương cũng luôn là kẻ nở nụ cười cuối cùng. Vì thế Lăng Tiêu không thể không sớm rời khỏi Tây Giang. Rời tỉnh An Nguyên mấy năm, Lăng Tiêu vốn tưởng có thể quên thời gian xấu hổ đó, nhưng khi mình đang vui vẻ lại gặp chuyện này. Ồ, không phải bí thư Long sao? Cục trưởng Lăng nữa chứ? Trùng hợp như vậy sao, anh đi ăn cùng bí thư Long ư? Triệu Quốc Đống lúc này cũng nhìn ra, hắn có chút tò mò không biết hai người Long Ứng Hoa, Lăng Tiêu sao lại đi cùng nhau. Đúng thế, bí thư Triệu, tôi lên Bắc Kinh có chút chuyện, thuận tiện tới thăm cục trưởng Lăng, tôi và cục trưởng Lăng là bạn nhiều năm. Đúng, anh học xong ở trường đảng chưa? Long Ứng Hoa đã lấy lại bình tĩnh. Bí thư Triệu, trường đảng là nơi tốt để rèn luyện người. Tôi thấy khí sắc của anh tốt hơn nhiều. Cảm ơn bí thư Long đã nói như vậy. Tôi vẫn lo mình không hợp với khí hậu ở đây. Nếu đúng như anh nói thì tôi cũng nên thường xuyên tới Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cục trưởng Lăng, đã có một số năm anh không về Ninh Lăng rồi thì phải. Sao, lên chức rồi quên anh em cũ sao? Ha ha, bí thư Triệu, tôi không dám. Tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ sao dám so sánh với anh là bí thư thị ủy một nơi. Tôi phải chúc mừng anh lên chức mới đúng. Lăng Tiêu cũng cố tỏ ra bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống sớm biết Lăng Tiêu là kẻ hẹp hòi, nếu y đột nhiên thay đổi mới làm cho Triệu Quốc Đống giật mình. Chẳng qua hắn tò mò sao Long Ứng Hoa lại có quan hệ với loại người này mà thôi. Ha ha, cục trưởng Lăng nói đùa rồi. Tôi chẳng qua chỉ là ở thị xã nhỏ mà thôi. Bí thư Long, cục trưởng Lăng, còn có vị này nữa, hay là chúng ta đi cùng? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, tôi thấy để hôm khác đi. Hôm nay chúng tôi cũng có bạn, vị này là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hoa, Vương Vĩnh Hoa, Lão Vương, vị này là bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh ta, Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa nói.
Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu bên mình với Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu. Đám người Quế Toàn Hữu thì Lăng Tiêu sớm biết, chẳng qua hai vị tổng giám đốc kia có quan hệ khá thân với Triệu Quốc Đống lại làm Long Ứng Hoa có chút kinh ngạc. Chẳng qua y rất nhanh nghĩ ra trước đây Triệu Quốc Đống từng làm trên bộ năng lượng một thời gian. Hai nhóm người tách ra, Long Ứng Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm. Y không thích ở những nơi như thế này gặp người quen, nó sẽ có cảm giác áp lực. Nhìn Triệu Quốc Đống có vẻ rất tự nhiên, y không khỏi thầm than dù sao từng ở Bắc Kinh một thời gian đúng là có ưu thế, ít nhất có thể nhanh chóng thích ứng với các trường hợp. Chẳng qua Long Ứng Hoa có thể nhận ra Lăng Tiêu rất căm hận Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa không khỏi có chút giật mình, Lăng Tiêu và Triệu Quốc Đống từng làm việc với nhau thì y biết, nhưng lúc ấy Triệu Quốc Đống hình như là bí thư quận ủy Tây Giang, Lăng Tiêu là cán bộ xuống rèn luyện thì sao có mâu thuẫn được. Với lòng dạ của Lăng Tiêu thì bất hòa với Triệu Quốc Đống lúc vài năm trước cũng là bình thường. Nhưng biết đâu mối quan hệ bất hảo này lại là cơ hội cho mình. Long Ứng Hoa biết mình gặp phải đối thủ chính là Triệu Quốc Đống. Hơn nữa kinh tế Ninh Lăng năm nay càng tạo khoảng cách lớn hơn nữa với các thành phố, thị xã trong tỉnh. Bí thư Ứng Đông Lưu rất yêu ái Triệu Quốc Đống. Nếu như không có sức mạnh bên ngoài can thiệp vào thì Long Ứng Hoa dám khẳng định mình và Đàm Lập Phong sẽ thua Triệu Quốc Đống trong việc tỉnh ủy đề cử ai làm thường vụ tỉnh ủy. Long Ứng Hoa thấy chuyến lên Bắc Kinh này không tệ, làm cho y dò xét ra được giữa Lăng Tiêu và Triệu Quốc Đống có mâu thuẫn. Đây chính là trời giúp mình. Triệu Quốc Đống cũng không rõ cuộc gặp này sẽ mang gì tới cho mình. Mặc dù Lăng Tiêu và Long Ứng Hoa có quan hệ mật thiết, hắn thấy có chút tò mò nhưng không quá để ý. Dù sao Lăng Tiêu đến Tây Giang nhận chức, Long Ứng Hoa vẫn chưa tới Vĩnh Lương, vẫn còn là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Có lẽ hai người có quan hệ từ đó cũng là bình thường. Chỉ là hắn không ngờ Lăng Tiêu vẫn còn hận mình vì mấy việc tranh chấp nhỏ nhặt trước đây. Hắn có chút buồn cười, xem ra người này còn không nghĩ thông. Thích Nguyên Hạo cùng Thôi Nhược Ngu cũng chào Triệu Quốc Đống rồi đi có việc. Biết Triệu Quốc Đống lên trường Đảng Trung ương học, hai người đều động tâm. Vị bí thư thị ủy này còn quá trẻ, tham gia tập huấn chính là dấu hiệu có thể lên chức, tương lai vô hạn. Hai người đều tỏ vẻ muốn Triệu Quốc Đống dành thời gian để ngồi với bọn họ, cũng hoan nghênh Triệu Quốc Đống tới tập đoàn của mình chơi. Quyển 15, chương 51. Thật sự không ngờ Long Ứng Hoa lại có quan hệ mật thiết với Lăng Tiêu như vậy. Bí thư Triệu, ngài cũng không ngờ phải không? Dù là Quế Toàn Hữu hay Hoắc Vân Đạt đều kinh ngạc vì quan hệ giữa Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu. Ngụy Hiểu Lam cũng vậy, Lăng Tiêu lúc làm việc ở Tây Giang có biểu hiện rất không tốt, về sau thậm chí không quan tâm đến công việc. Mọi người có duyên phận của mình mà, Lăng Tiêu không hợp với chúng ta, không có nghĩa y không hợp với người khác. Trình độ lý luận của người này khá cao, chẳng qua ở trên cơ quan trung ương lâu nên không quen với công tác cơ sở. Triệu Quốc Đống cũng không muốn đánh giá Lăng Tiêu làm gì. Lăng Tiêu và Vương Ích trong hội nghị thường ủy yêu cầu dừng việc cải cách các công ty nhà nước không được tăng lệnh thuần ủng hộ mà hoàn toàn thất bại. Sau cơn lũ năm 98, Lăng Tiêu càng cảm thấy mình không có sức để tạo thêm sóng gió ở Tây Giang nên chủ động rời đi. Triệu Quốc Đống chỉ biết về sau y chuyển về một cục của Bộ Nhân sự, có lẽ có lai lịch. Lúc hắn lên Bắc Kinh làm ở Bộ Năng lượng cũng nghe người nhắc tới Lăng Tiêu, nói y đã lên làm đến chức phó cục trưởng. Người này quá hẹp hòi. Không thích nghe ý kiến người khác. Lão Tiếu rất có ý kiến với y. Quế Toàn Hữu cười nói. Lúc ấy Lão Tiếu, Lão Bành và tôi về cơ bản mỗi lần gặp đều khó chịu. Về sau mọi người không mấy khi tìm y báo cáo công việc. Y chỉ biết nói này nói kia chứ không mang tính xây dựng gì cả. Mọi người làm xong rồi báo cáo cho có, y cũng thành ra vui vẻ, nhàn nhã. Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt cũng không thích gì Lăng Tiêu. Đều thấy Lăng Tiêu luôn ra vẻ. Đồng thời thiếu năng lực công tác nên ít tiếp xúc với y. Có thể nói lúc Lăng Tiêu công tác ở Tây Giang thì ngoài Vương Ích có quan hệ tốt ra, về cơ bản không có ai là quan hệ được cả. Bỏ đi, không nói việc này, mọi người đều có đường đi của mình. Y không quen với công việc ở cơ sở nhưng không có nghĩa ở cơ quan trung ương lại không làm tốt. Ít nhất người ta cũng đã là phó cục trưởng. Triệu Quốc Đống cười nói. Nào, đến thử đồ ăn Nhật Bản nổi tiếng Bắc Kinh. Người Nhật Bản có văn hóa ẩm thực khá đơn giản nhưng cũng có điểm đặc sắc của nó. Bí thư Triệu, kinh tế Vĩnh Lương năm nay bị ảnh hưởng không ít. Thời gian trước tôi có ăn cơm với bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Lương, bí thư Mã thì nghe y nói tâm trạng bí thư Long 2-3 tháng nay không tốt, trong các hội nghị hay phê phán người, khiến mọi người đều lo lắng.
có lẽ là do chính sách của Trung ương ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Vĩnh Lương. Ngụy Hiểu Lam cười nói. Chẳng qua tôi thấy hôm nay Bí Thư Long vẫn khá vui vẻ. Ha ha, hai tháng trước không vui cũng là bình thường. Bí Thư Đàm bên Hoài Khánh chúng tôi cũng vậy, đều thua trong việc tranh chức thị trưởng An Đô. Bí Thư Triệu, tôi thấy ngài có vẻ không có cảm giác này. Chẳng lẽ ngài không có hứng thú với chức thị trưởng An Đô? Ồ, tôi quên mất chuyện này. Bí Thư Triệu, Lão Quế nói đúng, chẳng lẽ ngài không nghĩ gì sao? Có phải ngài sớm biết mình sẽ lên Bắc Kinh học rồi thăng chức không? Ngụy Hiểu Lam cũng nói theo. Ha ha, nếu nói không có suy nghĩ về chức thị trưởng An Đô là nói dối, nhưng trước khi cạnh tranh cũng nên biết tự lượng sức mình. Tôi tới Ninh Lăng mới được năm rưỡi, hơn nữa vị trí thị trưởng An Đô có quá nhiều người chú ý, sợ là còn có trọng lượng hơn chức phó chủ tịch tỉnh bình thường. Tôi lúc ấy cũng đã nghĩ đừng nói là tôi, dù là Đàm Lập Phong cũng không có hy vọng. Chỉ có mỗi Long Ứng Hoa là có cơ hội nhưng hy vọng không lớn, khả năng lớn nhất là Trung ương cử cán bộ xuống. Kết quả cuối cùng chính là như vậy. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Tôi bây giờ cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn lợi dụng tốt tình hình năm nay mà phát triển kinh tế Ninh Lăng thêm nữa. Mặc dù do chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương khiến mọi nơi đều khó khăn, nhưng có thể phải đi ngược gió đạt thành tích, như thế càng có lợi hơn so với người chỉ biết đạt thành tích trong hoàn cảnh thuận lợi. Mấy người đều đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Trong dòng chảy ngược này ai có thể chống cự đi tới, ai bị dòng nước cuốn đi. Nếu anh có thể đứng vững áp lực và tiến thêm dù chỉ là bước nhỏ cũng đủ để tạo khoảng cách với đối thủ cạnh tranh. Mà bước nhỏ này về sau sẽ nhanh lên một chút, làm đối thủ không thể đuổi kịp. Ninh Lăng năm nay cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển. Cao tốc An Tương đã thông xe toàn tuyến, từ An Đô đến Trường Sa chỉ mất có 5 tiếng là tới nơi. Đồng thời nó cũng kéo gần khoảng cách giữa Ninh Lăng và An Đô lại rất nhiều. Mà đường sắt An Tương trong tháng 6 cũng chính thức thông xe, nghiệm thu các hạng mục đã kết thúc, công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong, chỉ chờ thời điểm thông xe. Hai đầu mối giao thông này đi vào hoạt động sẽ khiến hệ thống giao thông Ninh Lăng được cải thiện rất lớn. Có thể nói Ninh Lăng tập hợp cả đường cao tốc, quốc lộ, đường sắt và đường biển, là đầu mối giao thông quan trọng. Nó chẳng những tăng sức cạnh tranh cho Ninh Lăng, cũng khiến cho Ninh Lăng thành một vị trí phát triển khá khả quan cho ngành vận chuyển và các ngành liên quan. Ở tình huống như vậy nên cả Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt cũng đều có tham vọng hy vọng đạt được đột phá lớn ở Đông Giang và Thổ Thành, qua đó tăng địa vị quận, huyện mình ở Ninh Lăng. Huyện ủy Thổ Thành đã đặt mục tiêu tổng GDP năm nay vượt qua Khuê Dương để đứng thứ tư toàn thị xã. Mà Đông Giang còn có tham vọng hơn nữa là vượt qua vài bậc, đứng vào top 6 của thị xã. Lần này hai người một là lên thăm Triệu Quốc Đống, hai là báo cáo công việc, hy vọng có thể biết được suy nghĩ và yêu cầu của Triệu Quốc Đống đối với quận, huyện của mình, cũng hỏi thêm tiến triển của hạng mục sân bay Đông Trại. Sân bay này có tác dụng thúc đẩy kinh tế Đông Giang phát triển, một cảng hàng không có đôi khi mang tới cơ hội phát triển khó có thể ước định. Thái độ rõ ràng của Triệu Quốc Đống làm cho cả Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt đều yên tâm. Mặc dù đối mặt cơn gió lốc khống chế vĩ mô của Trung ương nhưng thái độ của Triệu Quốc Đống vẫn là kiên quyết phát triển kinh tế, còn cổ vũ hai người thích hợp thu hút đầu tư. Mặc dù trở lại nhà ở khu Hoa Úc nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có chút không thoải mái. Hai người Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu làm hắn phải suy nghĩ không ít. Hắn cảm thấy Long Ứng Hoa quan hệ với Lăng Tiêu không đơn giản. Dù là Long Ứng Hoa thật sự vẫn duy trì liên lạc với Lăng Tiêu nhưng lúc này đang bận. Long Ứng Hoa có thể bỏ được việc ở thị xã mà lên Bắc Kinh sao? Nghĩ đến hôm qua thấy bóng lưng khá quen ở ban tổ chức cán bộ Trung ương, Triệu Quốc Đống càng khẳng định người đi đến văn phòng Lăng Chính Dược là Long Ứng Hoa. Lăng Chính Dược, Lăng Tiêu, hai người cùng họ, chẳng lẽ có quan hệ gì? Nếu như hai người thật sự có quan hệ đặc biệt thì có thể tạo ảnh hưởng như thế nào? Điểm này hắn cần hiểu rõ vì biết người biết ta, nhưng bây giờ làm như thế nào mà biết được quan hệ của đôi bên? Việc này cũng khó xác minh. Như vậy chỉ có thể tính tới khả năng xấu nhất, Lăng Tiêu là bà con với Lăng Chính Dược, như vậy có nghĩ Long Ứng Hoa thông qua Lăng Tiêu để tạo quan hệ với Lăng Chính Dược. Mà sức ảnh hưởng của Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương là rất lớn đối với việc lần này. Nhân tố này tuyệt đối không thể bỏ qua. Quyển 15, chương 52. Triệu Quốc Đống nếu cho rằng tin của Qua Tĩnh là thật, như vậy mình có ưu thế trong lần đấu tranh này. Đương nhiên hai đối thủ chính của hắn chính là Long Ứng Hoa và Đàm Lập Phong. Ưu thế của Long Ứng Hoa chính là khuyết điểm của hắn. Nó bao gồm lý lịch và tổng GDP của Vĩnh Lương đang đứng thứ hai toàn tỉnh.
Nhưng Long Ứng Hoa cũng có khuyết điểm và Triệu Quốc Đống cũng có ưu thế. Ninh Lăng không bị cơn gió lốc khống chế ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng, nhưng Vĩnh Lương lại bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Long Ứng Hoa và Miêu Trấn Trung có quan hệ mật thiết, hơn nữa Thường vụ, Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa cùng với Đảng ủy Chính pháp Bí thư Đinh Sâm cũng có quan hệ khá gần với y, Tần Hạo Nghiên và Long Ứng Hoa vẫn là quan hệ công việc, hiện chưa thấy có gì khác thường. Còn Liêu Vĩnh Đào, Hắc Mộng Hiệp có quan hệ như thế nào với Long Ứng Hoa thì Triệu Quốc Đống không rõ. Mấy thường vụ tỉnh ủy thì Triệu Quốc Đống còn tính được, nhưng nếu có sự tham gia của cấp bộ trung ương thì không phải hiện tại hắn đoán được. Thậm chí nó có thể liên quan tới phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương, Lăng Chính Dược, sức ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ. Có lẽ chỉ một cuộc điện thoại, một ám chỉ cũng có thể ảnh hưởng đến tỉnh ủy chọn ai. Quá rắc rối, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút đau đầu. Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm nay mình đến đây ngủ là lựa chọn sai lầm. Tốt hơn hết là về trường đảng, tìm Ngô Nguyên Tể hoặc là Tôn Hiểu Xuyên nói chuyện một lúc cũng hơn là nằm mình suy nghĩ như thế này. Cơn phiền não không vây lấy Triệu Quốc Đống bao lâu, bởi vì hắn thật sự không có bao tâm trí mà suy nghĩ mấy thứ vu vơ đó. Dù sao việc ai tiến vào thường vụ tỉnh ủy là do tỉnh ủy tỉnh An Nguyên quyết định cơ mà, trung ương cũng chỉ có một phần ảnh hưởng mà thôi. Việc cần nhất của hắn bây giờ chính là lễ hội văn hóa và ấn tượng Ninh Lăng diễn ra vào ngày 1 tháng 5. Đây có thể nói là lễ hội lớn nhất lịch sử Ninh Lăng. Nó không đơn giản là lễ hội của tỉnh An Nguyên, còn liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trong khu vực Trung Tây. Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên đã xác định sẽ tới tham gia. Về phần Trung ương có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa cũng tới tham gia khiến lễ hội tăng lên về cấp độ. Vì đảm bảo hội nghị diễn ra thuận lợi, Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đề nghị Triệu Quốc Đống xin phép trường 2 ngày, Triệu Quốc Đống chiều ngày 28 tháng 4 bay về tỉnh. Như vậy hắn có thể dành 2 ngày 29 và 30 phần 4 để theo dõi sát tình hình. Theo Triệu Quốc Đống thấy có thể làm lễ hội văn hóa này diễn ra thành công tốt đẹp hay không chính là một dấu ấn chói mắt nhất để hắn tiến bộ. Sau 2 tháng, Ninh Lăng thay đổi không ít, cầu chính bắc qua Ô Giang đã sắp hoàn thành. Xây dựng bên khu Giang Đông không ngừng diễn ra, không hề bị chính sách khống chế của Trung ương ảnh hưởng. Sau khi việc xây dựng các cơ sở vật chất chung như đường, điện, nước, giá đất ở khu Giang Đông cũng tăng lên. Chính quyền tiến hành đấu giá từng lô đất với giá lần sau cao hơn lần trước. Trưởng Ban Hắc rất hứng thú với việc Ninh Lăng chúng ta đưa ra quan điểm xây dựng không khí học tập và nhân văn trong toàn thị xã. Lần trước trưởng Ban đến khảo sát Viện Bảo tàng Quân sự ở Thổ Thành đã nói chuyện với thị trưởng chung về việc này. Một đô thị có thể duy trì sự phát triển liên tục thì không chỉ nằm ở chỗ đô thị đó có cơ sở vật chất hoàn thiện như thế nào, không nằm ở chỗ các ngành nghề phát triển ra sao, mà có một điều quan trọng nhất đó chính là không khí học tập và nhân văn. Bởi vì như vậy mới có thể bồi dưỡng ra nhiều nhân tài có tố chất cao, đây là cơ sở để một đô thị duy trì phát triển liên tục. Tôi thấy quan niệm phát triển nhân tài của trưởng Ban Hắc và Bí thư Triệu đúng là có điểm giống nhau. Lỗ Năng nói làm Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Lão Lỗ, lời này của anh nhất định Bí thư Triệu thích nghe, câu sau không phải là ý chí anh hùng giống nhau ư? Ồ, Lão Trúc, có phải là không suy yếu ngành xây dựng cơ sở vật chất là anh không hài lòng phải không? Tôi chẳng qua là chuyển lại nguyên lời của trưởng Ban Hắc, cũng không có ý gì khác. Theo ý tôi lời trưởng Ban nói mặc dù có lý nhưng theo tình hình phát triển của Ninh Lăng chúng ta thì cần đầu tư lớn hơn nữa về việc xây dựng cơ sở vật chất, Ninh Lăng chúng ta không thể so sánh với các thành phố lớn như An Đô. Trùng Khánh có cơ sở vật chất đầy đủ, bồi dưỡng, không khí nhân văn và học tập dễ dàng hơn. Tôi cảm thấy lời của trưởng Ban Hắc là có tính chỉ đạo cho việc Ninh Lăng làm như thế nào xây dựng thành một đô thị duy trì tính phát triển liên tục. Ít nhất trước đây chúng ta cũng làm được vài công việc. Lỗ Năng giỏi ăn nói, Trúc Văn Khôi cũng vậy. Chẳng qua ở vấn đề này là chuyên môn của Lỗ Năng nên Trúc Văn Khôi đương nhiên kém một chút. Hừ, Lão Lỗ, lời này của anh còn có lương tâm đó. Các trung tâm văn hóa giải trí bên khu Giang Đông được đầu tư không ít. Ví dụ như cung văn hóa, trung tâm nghệ thuật thanh thiếu niên, còn có quảng trường văn nghệ, thư viện, anh mà nói thì quy hoạch đều đáp ứng. Tôi thấy đầu tư cho văn hóa bên khu Giang Đông không kém gì so với các thành phố khác. Dù là thành phố An Đô bây giờ cũng chưa chắc có được trình độ như khu Giang Đông. Trúc Văn Khôi dừng một chút rồi nói tiếp. Trưởng Ban Hắc đến xem rồi bị anh mang đi giới thiệu khoe khoang. Anh nói trưởng ban còn có thể không khen anh vài câu sao? Khen anh là anh mắc câu à? Tôi dám cá hình thành không khí nhân văn,
Học tập tuyệt đối là công việc trung tâm mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ đẩy mạnh trong năm. Thổi Ninh Lăng chúng ta lên cao chính là hy vọng Ninh Lăng chúng ta có tác dụng tiên phong, làm tấm gương thúc đẩy các thành phố, thị xã khác đi lên. Trúc Văn Khôi phân tích làm Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Mà Lỗ Năng lại á khẩu không biết nói gì đáp lại. Trúc Văn Khôi xem ra hiểu rõ ý đồ của tỉnh đến thị xã. Mọi người đều muốn đạt thành tích trong phạm vi công việc của mình, đó là điều bình thường. Hơn nữa theo Triệu Quốc Đống thấy thì Hắc Mộng Hiệp xác định Ninh Lăng là nơi thực hiện ý đồ của y, vậy là đánh giá cao Ninh Lăng. Lão Trúc, xem anh nói kìa, làm mặt lão Lỗ đỏ bừng lên, nói cũng không thể như vậy, phải cho lão Lỗ chút thể diện chứ. Nếu không suy nghĩ trong lòng cũng bị nhìn thấu hết, lão Lỗ còn làm gì nữa? Lão Lỗ, anh nói đúng không? Triệu Quốc Đống nói xong liền không nhịn được cười cười nhìn Lỗ Năng. Trúc Văn Khôi cười phá lên, Lỗ Năng lắc đầu không nói. Triệu Quốc Đống rất thích không khí nói chuyện như thế này, làm cho mọi người có thể tiếp nhận. Trúc Văn Khôi làm được, hắn làm được, Lỗ Năng cũng vui vẻ. Trúc Văn Khôi từng bước dựa vào hắn, quan niệm trong công việc trở nên nhất trí hơn, đây là điều làm đối phương vô thức dựa vào hắn. Triệu Quốc Đống thậm chí có chút đắc ý, từ góc độ nào đó cũng thể hiện năng lực của hắn. Về phần Lỗ Năng thì không cần phải nói, hắn chỉ hơi ám chỉ là đối phương hiểu ngay. Đồng nghiệp có thể phối hợp đến mức như vậy cũng là thành công. Quyển 15, chương 53. Bí thư Triệu, Bộ trưởng Đan có ấn tượng tốt đối với chúng ta. Số lần Bộ trưởng đến Ninh Lăng cũng không ít, đương nhiên nó cũng có quan hệ đến lễ hội văn hóa lần này. Bộ trưởng cũng đã đi thăm vài huyện, cho rằng mỗi quận, huyện của Ninh Lăng đều có điểm đặc sắc riêng, cảm thấy chúng ta làm việc rất có ý tưởng sáng tạo. Tôi đang nghĩ có phải làm tăng thể diện của Ninh Lăng chúng ta hay không? Lỗ Năng nói làm Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cười ha hả. Lão Lỗ, Lão Trúc, công việc cần dựa theo ý của mình mà làm. Tôi không cần biết các anh thực hiện ra sao, chỉ cần phương hướng chính xác, làm như thế nào triển khai công việc có thể phát huy lớn nhất ưu thế của mình, có thể tạo thành tích tốt hơn nữa là được. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, Ô Giang bây giờ đang vào mùa khô nhưng sau khi được cải tạo lòng sông nên thuyền bè vẫn đi được. Khu Giang Đông sau 2 năm xây dựng đã cơ bản hình thành bộ khung, các đường chủ yếu đã xây dựng xong, mà các cơ sở vật chất dùng chung cũng được làm xong từ thông tin, điện, khí thiên nhiên, nước, xử lý nước thải đều hoàn thiện. Tất cả đều do thị xã thống nhất quy hoạch và xây dựng, mặc dù lúc đầu bị vài ngành kiên quyết phản đối nhưng Trúc Văn Khôi cũng có biện pháp. Khi tiến hành việc đấu thầu chung từng mảng công trình, giảm thiếp áp lực về tài chính cho thị xã. Tại điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã nhắc Trúc Văn Khôi cần phải xử lý một cách linh hoạt. Rất nhiều công việc cần anh nắm bắt tốt, làm như thế nào tránh tạo ra căng thẳng, đẩy mạnh được công việc, vừa thể hiện sự cứng rắn và quyền uy của cán bộ lãnh đạo cũng là một nghệ thuật. Phải nói Lỗ Năng và Trúc Văn Khôi đều làm tốt công việc được phân công quản lý, Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Chuyện giao cho hai người này, hắn về cơ bản không cần lo lắng nhiều. Lễ hội cuối cùng đã tới, bắt đầu từ sáng sớm ngày 30 tháng 4. Cả thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đều trở nên sôi động. Bắt đầu từ Cục Công an thị xã yêu cầu mọi cán bộ không được nghỉ, tất cả các chiến sĩ đều phải tham gia trực ban. Hai phân cục ở Tây Giang, Đông Giang và đồn công an khu khai phát mới thành lập đều toàn lực bảo vệ lễ hội văn hóa và đêm diễn ấn tượng Ninh Lăng. Tất cả các cán bộ trong cơ quan nhà nước đều không được nghỉ phép. Hơn nữa còn huy động mấy trăm sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng sư phạm Ninh Lăng để tham gia việc dọn vệ sinh, hỗ trợ giao thông. Cả nội thành Ninh Lăng được răng đèn kết hoa. Theo yêu cầu của thị xã, khu nội thành cũ quận Tây Giang cấm ô tô hoạt động, mấy khách sạn lớn nhỏ được sửa chữa từ nửa năm trước cũng đều toàn diện mở cửa đón du khách trong và ngoài nước. Do cầu chính bắc qua Ô Giang chưa thông xe nên Ninh Lăng đã kết hợp với sở giao thông yêu cầu tất cả các xe đi ngang qua hai bờ Giang Đông bằng cách chạy vòng sang cao tốc An Tương. Trạm thu phí ở cao tốc này cũng do chính quyền ủy ban thị xã Ninh Lăng thanh toán toàn bộ. Tất cả các bãi đỗ xe trong nội thành Ninh Lăng đều được vận dụng. Vì đề phòng số người tự lái ô tô tới quá nhiều, chính quyền cũng đưa ra thông báo yêu cầu mỗi đơn vị sự nghiệp đều phải cắm biển cho phép đỗ xe, tuyệt đối không được từ chối xe của khách tới. Đồng thời cũng cho phép đỗ xe ở vài con đường không thuộc khu trung tâm nhằm giải quyết chỗ đỗ cho quá nhiều xe từ bên ngoài tới. Đến chiều số xe khách và xe con đến nội thành Ninh Lăng tăng lên rất nhiều, cảnh sát giao thông cũng bắt đầu phân tuyến. Cố gắng hướng dẫn các xe của du khách sang bên Giang Đông do bên đó có nhiều đất chưa dùng có thể dùng để đỗ xe. Nhưng có không ít du khách đã sớm đặt chỗ ở khách sạn nên có nhiều xe vào nội thành cũ.
Nó mang tới áp lực lớn cho giao thông nội thành cũ. Cũng may trước đó việc tuyên truyền cũng đã phát huy tác dụng. Bây giờ mới là chiều ngày 30 tháng 4 mà lượng xe tiến vào đã rất đông, mà các nhà nghỉ bình thường ở nội thành cũ lại không đủ chỗ đỗ xe, thường chỉ chứa được 2-3 xe 24 chỗ, các xe khác không thể không chiếm dụng đường dùng chung. Nguyên Sinh, Dục Thành, tôi thấy có lẽ đến tối nay đỗ xe ở nội thành cũ cũng sẽ là một vấn đề. Chúng ta có lẽ chưa tính toán đúng mức. Triệu Quốc Đống về trụ sở thị ủy liền gọi Mã Nguyên Sinh và Lạc Dục Thành tới. Đúng thế, Bí thư Triệu, tôi và Lão Lạc đã đi xem một chút. Bây giờ mới là 4 giờ chiều mà các đoạn đường cho phép đỗ xe ở nội thành cũ Tây Giang đã không còn mấy chỗ trống, bãi đỗ của các cơ quan hành chính cũng đã dùng tới nhưng không đủ cung ứng. Mã Nguyên Sinh nhíu mày nói. Bí thư Triệu, vấn đề này cũng cần phải chú trọng. Sáng mai mới là kỳ đỉnh cao. Nhiều du khách ở các tỉnh lân cận và trong tỉnh mai mới lái xe tới Ninh Lăng. Nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn thì chỉ sợ giao thông nội thành cũ sẽ hoàn toàn tê liệt. Mặc dù cảnh sát giao thông đang cố gắng phân làn sang bên Đông Giang nhưng cũng khó chống đỡ được với mật độ xe đến đông như vậy. Sao bây giờ nhiều người dân có xe riêng vậy chứ? Lạc Dục Thành cũng thấy áp lực, y mới lên làm cục trưởng cục công an 2 tháng đã gặp thử thách lớn đến như vậy. Nó không chỉ là vấn đề giao thông mà còn là vấn đề an ninh trật tự đều đè lên vai y. Lão Mã, anh hỏi xem ở nội thành cũ Tây Giang có bao trường học. Tôi thấy chỉ có thể để học sinh các trường tạm nghỉ, sân trường làm bãi đỗ xe. Tối nay nếu có trường nào còn học bù thì bảo bọn họ hỉ đi, như vậy có lẽ giảm được chút áp lực. Ngoài ra hai anh cũng nghĩ xem có đơn vị nào còn đất trống như nhà thi đấu, cả đất chưa công khai cũng phải cống hiến ra. Chúng ta phải để du khách bên ngoài cảm nhận rõ sự nhiệt tình, hiếu khách của Ninh Lăng chúng ta, phải để bọn họ đến vui vẻ, đi thoải mái. Bố trí xong việc này, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Mã Nguyên Sinh rất quen tình hình nội thành cũ, mà Lạc Dục Thành cũng là người tận tâm trong công việc. Mặc dù bây giờ có áp lực lớn nhưng Triệu Quốc Đống đoán có lẽ sẽ có biện pháp đối phó. Bây giờ hắn muốn cân nhắc là rất nhanh lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tới. Phó trưởng Ban Thường trực. Ban tuyên giáo Trung ương, Thường Dung, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương, Dương Thiên Minh, Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Liêu Tân đã tới An Đô, có lẽ sáng mai sẽ tới Ninh Lăng. Nghi thức khai mạc diễn ra vào 10 giờ sáng mai, chiều lãnh đạo sẽ đi thăm các công trình kiến trúc, tối sẽ xem chương trình ấn tượng Ninh Lăng. Ngày 2 tháng 5 linh hoạt hơn đôi chút, một bộ phận lãnh đạo đi, cũng có một bộ phận lãnh đạo đến Hoa Lâm và Vĩnh Lương, có một bộ phận tham gia triển lãm ảnh quốc tế ở Ninh Lăng. Về cơ bản đến chiều 2 tháng 5 lãnh đạo sẽ đi hết, công việc của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng coi như kết thúc. Thời gian từ 30 tháng 4 đến chiều 2 tháng 5 có thể là thời gian rất quan trọng. Theo yêu cầu của thị ủy ban Ninh Lăng đó là không được có sơ sót, ai, ngành nào xảy ra vấn đề thì sẽ lấy mũ người lãnh đạo. Quyển 15, chương 5-14. 8 giờ tối, thị ủy Ninh Lăng tổ chức hội nghị liên tịch, tất cả thường vụ thị ủy, phó thị trưởng đều tham gia. Công tác tiếp đón từ trước đến giờ không bao giờ là việc nhỏ. Nhất là có lãnh đạo từ Trung ương và tỉnh tới. Chỉ thoáng sơ sẩy một chút sẽ lưu lại ấn tượng rất không tốt, sẽ mang tới nhiều phiền toái trong công việc sau này. Vì thế Triệu Quốc Đống yêu cầu phải làm toàn diện, không có sơ sót, ai tiếp đón ai, ai đi cùng ai, bố trí hoạt động gì đều phải rõ ràng, tất cả công việc đưa đến từng người. Sau khi Trung Dược Quân đọc xong bản phân công, Triệu Quốc Đống nhấn mạnh lại vài điều. Yêu cầu lễ hội văn hóa lần này thành công tốt đẹp. Dược Quân, tôi nghĩ mọi người chắc cũng có chút mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Qua được cửa này thì Ninh Lăng sẽ thắng lợi. Nhiều lãnh đạo tập trung tới Ninh Lăng chúng ta như vậy, không biết mấy năm nữa có cơ hội đó không? Triệu Quốc Đống thở dài nói. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Đây là lần để tạo ấn tượng hoàn toàn mới cho lãnh đạo về Ninh Lăng chúng ta. Bí thư Triệu, lúc anh lên Bắc Kinh học, tôi ở nhà mà rất lo. Hai tháng nay có quá nhiều áp lực, tôi sợ mình suy sụp. Cũng may chỉ còn tháng nữa là anh về. Bí thư Triệu, anh về, tôi định nghỉ một chút. Hai tháng nay tôi chỉ về An Đô có một lần, vợ lầm bầm mãi mà không biết giải thích như thế nào. Trung Dược Quân nói rất thật lòng. Chỉ khi phụ trách công việc trung toàn Ninh Lăng, y mới có thể cảm nhận sức nóng của vị trí đó. Chuyện gì cũng báo cáo lên chỗ anh, chuyện quan trọng cần anh quyết định, hơn nữa hai tháng nay việc lớn không ngừng xuất hiện. Mọi việc đều quan trọng, không dám chậm trễ một chút nào. Trung Dược Quân rất mệt mỏi. Dược Quân, ai cũng sẽ đi tới bước này, chẳng lẽ anh định làm thị trưởng cả đời sao?
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ở đây chỉ có hai người nên gì cũng có thể nói. Hơn nữa hai năm qua hắn và Trung Dược Quân phối hợp khá ăn ý. Ở đây chỉ có hai chúng ta nên cứ nói thoải mái. Không chừng ngày nào đó tôi đi, anh sẽ lên gánh vác trọng trách này thì sao? Bí thư Triệu, anh sẽ đi. Trung Dược Quân có chút giật mình nói. Anh nghe được gì phải không? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng không phải đơn vị bí mật gì. Tin bí thư thị ủy thị xã có kinh tế phát đạt vào thường vụ tỉnh ủy đã được truyền ra. Khi Triệu Quốc Đống về An Đô, Tương Uẩn Hoa đã gọi hỏi hắn về vấn đề này, cũng nói Triệu Quốc Đống nếu tranh thủ được thì nên tranh thủ. Trung Dược Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ Trung ương đưa ra đề nghị là tăng địa vị của bí thư của thị xã có kinh tế phát triển, qua đó tăng cường xúc tiến và chỉ đạo của nơi đó, tạo hiệu ứng làm mẫu. Vì thế tôi cũng được xếp vào diện ứng cử sao? Hắc hắc, bí thư Triệu, anh đừng nói mình không biết tin gì đó. Trung Dược Quân nở nụ cười. Tin này thì tôi biết nhưng chuyện tốt đó có rơi vào Ninh Lăng chúng ta hay không thì tôi không chắc. Tổng GDP của Ninh Lăng còn cách xa so với các thành phố, thị xã bên trên, thêm nữa do lý lịch của tôi cũng ảnh hưởng nhiều. Tuy không đến mức không có khả năng nhưng khá nhỏ. Bí thư Triệu, lời này của anh không sai nhưng phải xem cái nhìn của lãnh đạo là gì. Trung Dược Quân nói. Tổng GDP năm ngoái của chúng ta kém hơn nhưng vài năm tới thì chỉ sợ bọn họ còn xếp sau chúng ta. Tôi tin vào điều này. Về vấn đề lý lịch thì tôi thấy không có vấn đề gì mà. Thị trưởng Hoài Khánh, cục trưởng ở Bộ Năng lượng, bây giờ cũng đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy được 2 năm, vậy còn thiếu lý lịch sao? Hơn nữa thời này đâu phải dựa vào lý lịch mà dùng người. Tôi nghĩ tỉnh ủy chắc không đến mức hẹp hòi với chi tiết này chứ. Ha ha, Dược Quân. Anh đây không phải nói đúng suy nghĩ trong lòng tôi sao? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Chẳng qua tôi cũng rất vui. Nói thật anh là người hợp tác ăn ý nhất với tôi. Hai chúng ta có quan điểm giống nhau trong công việc, đó là cơ sở cộng tác tốt nhất. Tôi ở Hoa Lâm đã cộng tác với La Đại Hải và Đường Diệu Văn. Bí thư La rất ủng hộ công việc của tôi, nhưng đó là một lão đồng chí nên nhiều quan niệm không kịp thời đại. Đường Diệu Văn thì trong phát triển kinh tế quá công lợi. Tôi đã phê bình y. Lúc ở Tây Giang tôi đã cộng tác với Lão Tằng khá ăn ý, nhưng tính cách Lão Tằng hơi mềm yếu, tôi cũng phê bình. Lúc ở Hoài Khánh, tôi đã phối hợp với Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Lộc. Phó Chủ tịch Trần lại quá chú trọng đoàn kết, chấp nhận nhịn và lui, tôi cũng không quá đồng ý với quan điểm này của y. Trung Dược Quân lắng nghe Triệu Quốc Đống nói. Nói thật y cũng hiểu hai năm làm việc chung với Triệu Quốc Đống là khoảng thời gian thoải mái nhất của y. Dù lúc làm ở Ủy ban xây dựng tỉnh hay làm việc với Hoàng Lăng đều không thoải mái như hai năm này. Mặc dù y lo có những lúc mình có tranh chấp với Triệu Quốc Đống nhưng hai người vẫn tìm được điểm chung. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nói Ninh Lăng đạt thành tích như vậy là do quan điểm của tôi và anh nhất trí, là do bộ máy Ninh Lăng chúng ta đoàn kết hợp lực. Hơn nữa tôi tin nếu hai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, bộ máy được ổn định thì Ninh Lăng trong 3 năm tới sẽ lên một tầm cao mới, chúng ta thậm chí có thể đuổi kịp An Đô. Trung Dược Quân gật đầu nói. Bí thư Triệu, tôi cũng không giấu anh, tôi vốn nghĩ làm một khóa ở Ninh Lăng, có cơ hội sẽ về tỉnh làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Anh cũng biết tôi chuyên về mảng này, mấy việc như tổ chức bộ máy không phải sở trường của tôi. Tôi không biết có thể làm giỏi như anh không, có anh làm người đi trước, tôi nghĩ ai đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy cũng thấy áp lực. Ha ha, Dược Quân, anh đúng là khen tôi giỏi, không nên nghĩ phức tạp như vậy. Tôi tin anh tuyệt đối có thể làm tốt. Bốn chiếc xe Toyota Kesida cùng hai chiếc Buick tiến vào trạm thu phí phía đông cao tốc An Tương. Lão ứng, con đường này cuối cùng coi như làm xong, từ nay về sau từ Hàng Châu đến Thành Đô chính là đường cao tốc hết. Có thể nói tỉnh An Nguyên đã thông hết các nơi. Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Thường Dung có quê ở Lam Sơn, vốn là bí thư đảng ủy Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Sau đó điều sang làm phó trưởng ban rồi phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương. Lúc ấy Ứng Đông Lưu lại là phó chủ nhiệm thường trực ủy ban giáo dục quốc gia, hai người vẫn có liên lạc, quan hệ khá tốt. Trước đây ở khu vực An Đông chỉ có một quốc lộ 15 nên hạn chế nghiêm trọng tới phát triển kinh tế. Bây giờ cao tốc An Tương đã thông nên tạo tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển, nhất là thị xã Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu cười cười đáp lại. Ừ. Lần này Ninh Lăng tranh thủ đăng cai tổ chức lễ hội văn hóa cũng là do giao thông được cải thiện. Nghe nói hạng mục sân bay của Ninh Lăng đã được Quốc vụ viện thông qua.
Bí thư thị ủy Ninh Lăng đúng là có chút quyết đoán nên mới có thể làm hạng mục được thông qua. Thường Dung rất chú ý sự phát triển của quê hương mình. Lúc ở Bắc Kinh, y thường xuyên có các quan chức địa phương ở quê đến nhà nhờ giúp mấy hạng mục liên quan tới các bộ, y đều không từ chối. Ứng Đông Lưu cười cười không nói nhưng Hắc Mộng Hiệp ở bên đã tiếp lời. Trưởng Ban Dung, Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh tôi, to gan, giỏi làm kinh tế, đầu óc có tầm nhìn xa, đưa ra ý tưởng hình tình không khí nhân văn, văn hóa ở Ninh Lăng, thị xã vì thế cũng đầu tư rất lớn. Lễ hội văn hóa lần này chỉ là một cơ hội, khi đến Ninh Lăng thì ngài sẽ thấy sự khác biệt của Ninh Lăng so với các nơi khác. Quyển 15, chương 55. Vậy sao, tôi thật ra muốn xem cách làm của Ninh Lăng ở việc này. Thường Dung gật đầu nói. Muốn làm được như vậy thì vừa phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, còn phải có chế độ lâu dài. Tôi hy vọng Ninh Lăng có thể làm ra thành tích ở điểm này. Ứng Đông Lưu cũng biết Hắc Mộng Hiệp vẫn hy vọng tạo điểm mẫu ở tỉnh về đô thị nhân văn, học tập. Nghe nói lúc đầu y muốn chọn Hoài Khánh và Miên Châu. Nhưng hai năm qua tốc độ tăng trưởng của Miên Châu không tốt, thành phố lại không chú ý nhiều ở việc này, nhất là nếu muốn đầu tư tài chính xây dựng cơ sở vật chất là rất khó khăn. Mà bí thư thị ủy Hoài Khánh, Đàm Lập Phong tuy có hứng thú với việc này nhưng thị trưởng Phó Thiên lại lạnh nhạt, vì thế khiến Hắc Mộng Hiệp quay sang Ninh Lăng. Mà thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cũng rất hứng thú với ý này của ban tuyên giáo, vì thế hơi điều chỉnh một chút quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, tăng đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xây dựng nhiều công trình văn hóa ở khu Giang Đông, đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn thị xã. Hắc Mộng Hiệp vì thế cũng báo cáo với Ứng Đông Lưu nhiều lần về việc Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra việc triển khai hoạt động xây dựng một thành phố, thị xã học tập ở một tỉnh. Hắc Mộng Hiệp đã nói không hài lòng với Miên Châu và Hoài Khánh, nhưng lại đánh giá cao Ninh Lăng. Lúc này ở bên cạnh Tần Hạo Nghiên và Dương Thiên Minh đang nói chuyện với nhau. Hai người mặc dù đã từng công tác với nhau vài năm nhưng quan hệ bình thường. Chẳng qua Dương Thiên Minh đã rời khỏi tỉnh An Nguyên vài năm nên lần này lại tỏ vẻ thân thiết. Nghe thay đổi của An Nguyên, Dương Thiên Minh rất tò mò và hứng thú, Tần Hạo Nghiên cũng cố gắng giới thiệu. Dương Thiên Minh lần này về An Nguyên có thể nói vừa công vừa tư. Thứ nhất là do Triệu Quốc Đống nhiều lần mời, thứ hai lớp 2 của Triệu Quốc Đống ở trên trường đảng có hơn 20 người đến tỉnh An Nguyên khảo sát. Bọn họ ngoài khảo sát Ninh Lăng còn đến Tân Châu, Kiềm Nam tỉnh Kiềm Dương, Liễu Châu, tỉnh Quế, cuối cùng là tới Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Việt. Phó Bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung ngồi nói chuyện với Phó Bí thư Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Liêu Tân. Hai người đều làm công tác tổ chức, Miêu Trấn Trung lại từng làm việc trên Cục Lâm nghiệp Quốc gia nên cũng có qua lại. Thường Dung đã có vài năm không về An Nguyên, đầu những năm 90 y làm việc ở Đại học An Nguyên, sau đó lên Trung ương đoàn công tác vài năm rồi sang bên Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Về phần Ninh Lăng thì ít nhất hơn 10 năm y chưa tới. Theo y nhớ khi ấy Ninh Lăng chỉ là nơi nghèo khó. Ninh Lăng là thị xã không có tài nguyên gì mấy, lại là khu vực miền núi, có lẽ điểm sáng duy nhất là cảnh quang, có dòng Ô Giang chạy qua khiến giao thông đường thủy phát triển, các thứ khác còn quá thiếu hụt. Nhưng một nơi như vậy năm trước có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước đúng là quá hiếm có. Một loạt ngành nghề mới tập trung vào đây, như ngành năng lượng mới, vật liệu mới, ngành bảo vệ môi trường. Chỉ riêng một mảng trong ngành năng lượng mới là sản xuất chất đa tinh thể silicon thì đã có 4 trên 7 công ty lớn nhất Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng. Mà lần lễ hội văn hóa này đầu tiên cũng là do Ninh Lăng muốn tổ chức chương trình ấn tượng Ninh Lăng, sau đó trình lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên để vận động đăng cai tổ chức lễ hội văn hóa khu vực Trung Tây. Có thể nói Ninh Lăng hiện nay đang khiến nhiều người chú ý, Thường Dung cũng muốn đến xem Ninh Lăng thay đổi tới mức như thế nào. Đoàn xe trực tiếp tiến vào Tây Giang, lễ khai mạc diễn ra ở quảng trường thuộc khu nội thành cũ Tây Giang, đây là khu trung tâm của nội thành Ninh Lăng, cách không xa mấy khu lý trang thời dân quốc và khu dân cư các dân tộc thiểu số. Quảng trường này có sức chứa trên 10.000 người, cũng là nơi dân chúng Ninh Lăng hay tới. Ninh Lăng đã bỏ không ít tâm trí vào lễ hội văn hóa này. Mấy chục đoàn đội với quần áo sặc sỡ đại diện cho các dân tộc đi diễu hành quanh khu quảng trường. Các diễn viên nam nữ vừa múa vừa hát giống như chúc mừng ngày của dân tộc mình. Ứng Đông Lưu cũng phải thừa nhận công việc của Ninh Lăng, chỉ riêng bố trí ở quảng trường nếu không có mấy tháng thì không thể làm được. Hơn nữa từ nội dung diễn ra lễ hội cũng rất phong phú. Theo Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Lộc tuyên bố chính thức khai mạc lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực Trung Tây Trung Quốc, trong tiếng pháo mừng vang lên, bóng bay được thả ra. Sau đó đến lượt Thường Dung,
Ứng Đông Lưu phát biểu rồi tới các phần biểu diễn văn nghệ. Trên đài Chủ tịch Thường Dung cùng Ứng Đông Lưu ngồi giữa. Bên tay phải Ứng Đông Lưu là Dương Thiên Minh, bên trái Thường Dung là Tần Hạo Nghiên. Mấy người Miêu Trấn Trung, Liêu Tân, Hắc Mộng Hiệp, Dương Kính Quang, Uông Diệu Dương, Trần Anh Lộc chia hai bên ngoài. Các tỉnh thuộc khu vực Trung Tây cũng tới và ngồi trên đây. Còn lãnh đạo các sở văn hóa, ban tuyên giáo các tỉnh cùng với Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân ngồi hàng thứ hai. Các lãnh đạo không quá thích các tiết mục biểu diễn dân tộc, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân biết rõ việc này nên lễ khai mạc chỉ diễn ra một tiếng là kết thúc. Bữa ăn trưa diễn ra với không khí thoải mái, Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên lấy thân phận chủ nhà rất nhiệt tình mời các vị đến từ Trung ương và tỉnh bạn. Buổi chiều các vị lãnh đạo đi thăm khu dân cư Tây Giang, thành cổ Thổ Thành, khu du lịch Hoa Lâm. Mặc dù sớm có chuẩn bị phương án nhưng xe vẫn nhiều lúc đi rất chậm do lượng du khách quá đông. Cũng may các lãnh đạo cũng hiểu nguyên nhân. Triệu Quốc Đống đi theo phía sau các lãnh đạo, hắn vừa phải nắm giữ tình hình, vừa lúc trả lời các câu hỏi của lãnh đạo. Lượng du khách ngày 1 tháng 5 năm nay hơn xa năm trước. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đã sớm đưa ra phương án chuẩn bị nhưng do du khách tới quá nhiều cũng là sự khiêu chiến cho hệ thống phục vụ của Ninh Lăng. Dù là vận chuyển, nghỉ ngơi hay ăn uống đều rất đông khách, kín chỗ. Nhiều khách phải đợi 2-3 lượt mới được ăn. Vì thế có nhiều du khách lái xe ra ngoại ô ăn. Quốc Đống, thật không ngờ ngành du lịch của Ninh Lăng lại phát triển như vậy, tuần lễ vàng này có lẽ bằng tổng thu cả năm của các nơi khác. Dương Kính Quang đi gần ngay Triệu Quốc Đống nhìn dòng người đi qua không khỏi than thở. Khi thấy Triệu Quốc Đống không ngừng nghe điện ở các nơi. Cả Ninh Lăng đang vận chuyển với gánh nặng lớn về người, chỉ riêng việc thỏa mãn chỗ ăn, ở cho du khách đã là áp lực cực lớn. Nhất là đêm nay khách ở lại xem hương trình ấn tượng Ninh Lăng xong, mai mới đến các quận, huyện khác tham quan như Thổ Thành, Hoa Lâm cùng với Vân Lĩnh, Thương Hóa. Quyển 15, chương 5-16. Trưởng ban thư ký, ngài cũng biết vì đẩy mạnh ngành du lịch mà Ninh Lăng tốn bao tâm huyết mà. Triệu Quốc Đống chỉ xung quanh rồi nói. Ngài thấy các công trình kiến trúc ở nội thành cũ đó, đây đều là tài sản của người dân, vốn có nhiều nhà xuống cấp. Chúng tôi vì giữ lại kiến trúc thời dân quốc mà đã vắt hết óc nghĩ biện pháp. Dương Kính Quang biết Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, y cũng muốn biết Triệu Quốc Đống tại sao cố hết sức đẩy mạnh xây dựng khu Giang Đông, thậm chí không tiếc tốn tiền đầu tư xây dựng 3 cây cầu lớn bắc qua sông, vậy mà lại rất cẩn thận cải tạo bên Tây Giang, mọi hành động đều suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Y ở trên tỉnh ủy nghe vài lời đồn thổi nói là Triệu Quốc Đống thả đồng ý tốn tiền xây dựng khu mới chứ không muốn thay đổi bộ mặt nội thành cũ. Đó chính là muốn tạo thành tích cá nhân mà thôi. Chúng tôi vừa cố gắng duy tu để giữ diện mạo cũ, đồng thời cũng đưa ra chính sách cổ vũ người dân bản địa phát triển ngành nghề thứ ba. Ví dụ như nhà nghỉ gia đình, quán ăn truyền thống, các cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, quán bar, quán trà, nhiếp ảnh, hội họa, cho thuê trang phục, cho thuê đạo cụ đóng phim. Như vậy có thể giữ lại được tính lịch sử, cũng giúp người dân địa phương giàu lên. Triệu Quốc Đống rất có kỹ xảo giải thích vài suy nghĩ của mình với Kiu Kiu. Một con cầu đá uốn lượn nhìn như có lịch sử hơn trăm năm với sàn bóng lên vì đi lại nhiều, làm cho người ta cảm nhận rõ tính lịch sử của nó. Lỗ Năng và Hắc Mộng Hiệp đang đi ở đó, thấy Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đi tới, Lỗ Năng và Hắc Mộng Hiệp cũng đi sang bắt chuyện. Trưởng ban Hắc, ngành văn hóa du lịch của Ninh Lăng đúng là khá phát triển, tôi đang nghe Quốc Đống giới thiệu kinh nghiệm phát triển ngành văn hóa của bọn họ. Dương Kính Quang cười nói, Hắc Mộng Hiệp là người có quan điểm khá độc lập ở tỉnh. Dù là Ứng Đông Lưu hay Tần Hạo Nghiên thì y đều kính trọng, nhưng không vì thế mà y thay đổi quan điểm của mình. Đối với người có tính cách đặc biệt như Hắc Mộng Hiệp, Dương Kính Quang khá kính nể, thời này có thể làm được như vậy là không dễ dàng gì. Trưởng ban thư ký, trưởng ban Hắc, chỉ riêng nửa đầu năm nay trung bình cứ nửa tháng tới một tháng sẽ có một bộ phim tới đây quay, bọn họ cần rất nhiều diễn viên quần chúng. Bây giờ Tây Giang chúng tôi thường xuyên có nhiều nhân viên công tác và diễn viên tạm thời ở lại, nhiều khi lên đến 300 người. Cho dù không tính tới ảnh hưởng của ngành điện ảnh thì chỉ riêng ngành sản nghiệp thứ ba đã mang lại số lãi không ít. Thấy Hắc Mộng Hiệp có vẻ hứng thú với quan điểm của mình, Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Dương Kính Quang có lẽ đây là muốn hắn thể hiện quan điểm với Hắc Mộng Hiệp, để làm vị trưởng ban tuyên giáo này có cái nhìn đúng hơn về hắn. Hơn nữa tôi có thể khẳng định sau lễ hội văn hóa này, danh tiếng của Ninh Lăng sẽ tăng lên khá cao, số đoàn làm phim tới Ninh Lăng quay càng lúc càng nhiều lên. Chúng tôi đang suy nghĩ làm như thế nào để mở rộng hấp dẫn ngành điện ảnh đến Ninh Lăng, làm cho các công ty đặt chi nhánh ở Ninh Lăng. Quốc Đống,
Tôi nghe lão Lỗ nói Ninh Lăng đưa ra chính sách cổ vũ các công ty điện ảnh truyền hình tới Ninh Lăng phát triển, hơn nữa còn cổ vũ các nhà đầu tư bên ngoài tới Ninh Lăng đầu tư vào ngành điện ảnh, thậm chí còn trợ cấp về tài chính, không biết có chính sách gì không? Căn cứ pháp luật của nó là gì? Hắc Mộng Hiệp có chút kinh ngạc với điều Lỗ Năng giới thiệu, một thị xã mà dám làm như vậy, không dễ. Trưởng ban Hắc, trưởng ban thư ký, về trợ cấp tài chính thì thị xã chúng tôi ban đầu cũng có ý kiến không đồng ý, nhưng cuối cùng thấy ngành điện ảnh phát triển có thể thúc đẩy Ninh Lăng phát triển, nhất là ngành thứ ba, từ góc độ nào đó nó còn quan trọng hơn một hạng mục lớn, tác dụng là rất lâu dài. Vì thế chúng tôi cảm thấy cần phải đưa ra chính sách ưu đãi. Đây là quyết định được Hội nghị Thường trực Ủy ban và Hội nghị Thường vụ Thị ủy thông qua. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Còn căn cứ pháp luật thì theo tôi biết một số nước có ngành văn hóa phát triển thì bọn họ rõ ràng có chính sách giúp đỡ về tài chính cho các công ty, tôi cảm thấy Trung Quốc cần học tập điều này. Hắc Mộng Hiệp cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi đường đột. Bây giờ các nơi vì thu hút đầu tư có gì mà không đưa ra được, từ thuế, tiền đất, trợ cấp tài chính cũng là bình thường. Chẳng qua Ninh Lăng trợ cấp cho ngành văn hóa đúng là một tiền lệ. Quốc Đống, Ninh Lăng coi trọng ngành văn hóa như vậy làm tôi có chút bất ngờ. Tôi đã nói chuyện với lão Lỗ và nghe nói cậu rất có hứng thú với phát triển sự nghiệp văn hóa, cho rằng sự nghiệp văn hóa có tương lai, có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng cậu cảm thấy Ninh Lăng có đủ điều kiện thích hợp để phát triển sự nghiệp văn hóa không? Hắc Mộng Hiệp hỏi khá sắc bén, câu này chính là không quá coi trọng tiềm lực phát triển sự nghiệp văn hóa của một thị xã như Ninh Lăng. Trưởng ban Hắc, lời của ngài rất sắc bén. Đúng thế, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng không bằng An Đô. Nhưng theo thời đại công nghệ thông tin càng lúc càng phát triển, tôi cho rằng sự nghiệp văn hóa truyền thống sẽ chuyển mình, điện ảnh và truyền hình sẽ dựa nhiều vào chỉnh sửa trên máy tính, yêu cầu đối với các nhân tố khác sẽ giảm đi. Vì thế tôi hy vọng Ninh Lăng có thể đi trước ở điểm này. Triệu Quốc Đống nói thẳng khiến Hắc Mộng Hiệp khá hài lòng. Triệu Quốc Đống và Lỗ Năng thay phiên nhau giải thích và giới thiệu về tình hình văn hóa của Ninh Lăng. Hắc Mộng Hiệp cũng khá hứng thú với việc khu nội thành cũ quy mô ra một khu phố chuyên trưng bày đồ cổ, vì thế Lỗ Năng liền đi cùng y sang đó. Còn lại Triệu Quốc Đống, Dương Kính Quang đi cùng nhau. Quốc Đống, cậu biết ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương rồi chứ? Dương Kính Quang hỏi khá đột ngột làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Dương Kính Quang không chờ Triệu Quốc Đống hỏi mà đã nói tiếp. Bây giờ đã có người nhìn tới điểm này, bắt đầu không ngồi yên rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban thư ký, ngài nói đi đến bước này thì ai có thể bỏ qua được chứ, tôi cũng có suy nghĩ mà. Nhưng việc này là do tỉnh ủy xác định mới đúng, bên dưới tạo ảnh hưởng cũng có được tác dụng gì. Dương Kính Quang nhìn Triệu Quốc Đống xem hắn nói thật không, nhưng thấy Triệu Quốc Đống vẫn rất bình tĩnh làm y có chút buồn cười. Quốc Đống, nhìn cậu như thế này có vẻ như không để ý gì hết. Tỉnh ủy đề cử, tỉnh ủy do ai tạo thành? Không lẽ cậu cho rằng ở chuyện liên quan đến tiền đồ của một cán bộ cấp phó tỉnh này mà bí thư Đông Lưu lại có thể tự quyết định hết được sao? Không ai chủ động rời khỏi cuộc chiến này. Triệu Quốc Đống có chút giật mình vì câu nói của Dương Kính Quang. Ý của Dương Kính Quang là rất rõ ràng, Dương Giấy chính là hy vọng hắn đi hoạt động cười một tiếng, nhưng hoạt động như thế nào cũng phải chú ý, nếu không nó sẽ phản tác dụng. Dương Kính Quang mặc dù chỉ nói vài câu nhưng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ không ít. Văn bản của ban tổ chức cán bộ trung ương đã gửi đi các tỉnh, nói cách khác tỉnh ủy rất nhanh sẽ bàn bạc, nghiên cứu, đưa ứng viên thích hợp lên trên, ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ xuống khảo sát xong tức là một cán bộ cấp phó tỉnh ra đời. Đến chiều tối khi cùng lãnh đạo đến xem chương trình ấn tượng Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống vẫn có chút hoảng hốt. Dương Kính Quang đã lộ ra một ý đó là đã có người hành động. Triệu Quốc Đống biết Long Ứng Hoa đã hành động từ lần trước gặp đối phương ở trên Bắc Kinh. Hơn nữa y đã đi bước rất lớn. Vậy mình bây giờ nên là gì? Mình có phải cũng nên ra tay không không? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời chưa thể có quyết định. Nhưng lời nói của Dương Kính Quang đã cho hắn biết thời gian không đợi người. Quyển 15, chương 5-17. Thường Dung và Ứng Đông Lưu vừa xem vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đạo diễn cấp quốc tế làm chương trình có đẳng cấp khác hẳn, các trang thiết bị đều là hàng cao cấp nhất. Hơn nữa sân khấu nhấp nhô trên mặt nước càng làm cho nó thêm ấn tượng. Mười mấy diễn viên ăn mặc xa hoa phối hợp tiếng dân ca du dương, các loại nhạc khí dân tộc càng làm người ta có cái nhìn mới. Mấy trăm diễn viên lần lượt trình diễn tạo ra quy mô khổng lồ. Các lãnh đạo vốn đang nói chuyện cũng dần bị cao trào của đêm diễn hấp dẫn, dừng nói chuyện mà chăm chú theo dõi.
hơn 2 tiếng biểu diễn khiến cả du khách trong và ngoài nước đều rất hài lòng. Triệu Quốc Đống cũng rất rung động vì đêm diễn, trước đó hắn chỉ xem một đoạn tập dượt, nhưng hắn không ngờ cả một đêm diễn lại hoành tráng đến như vậy, tạo ra sự chấn động đối với tất cả mọi người. Mãi cho đến khi đêm diễn kết thúc, hắn mới dần bình tĩnh lại. Đêm diễn này đủ để đẩy ngành du lịch Ninh Lăng lên đỉnh cao, thu hoạch từ tuần lễ vàng 1/5 này đã không thể dùng các con số mà hình dung nữa. Khi diễn viên lên sân khấu cảm ơn, toàn trường vang vọng tiếng vỗ tay. Dù là du khách mua vé VIP hay vé bình thường đều cảm thấy đáng giá với số tiền mình bỏ ra. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cũng rất hưng phấn. Mặc dù trước đó thị xã cũng tập trung chút tài chính nhưng theo quy mô đêm diễn càng lúc càng cao khiến tài chính lúc đầu không đủ sử dụng. Vì thế Lỗ Năng liền tìm kiếm đầu tư mạo hiểm ở trên Bắc Kinh. Do đêm diễn có đạo diễn Trương Nghệ mưu nên dễ thu hút được đầu tư mạo hiểm. Nhưng bên đối phương cũng hy vọng Ninh Lăng cũng có thể đầu tư thêm một phần tài chính, thành lập công ty liên hợp, hình thành cách cả hai bên đều cùng chung mạo hiểm, có lợi cùng nhận. Ninh Lăng vốn không muốn nhận phương án này nhưng khi lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây được xác định tổ chức ở Ninh Lăng cũng chỉ có thể đồng ý phương án của quỹ đầu tư mạo hiểm. Vì thế tài chính thị xã bỏ một phần thành lập công ty biểu diễn. Bên Ninh Lăng vẫn có thái độ nghi ngờ việc công ty kia không chính thức gánh vác toàn bộ việc kinh doanh, dù sao đầu tư vào công ty biểu diễn lớn như vậy cũng là hiếm có trong cả nước, nếu lỗ thì ai chịu. Vì thế trước khi quyết định đầu tư, thị ủy, ủy ban cũng có tranh luận. Nhưng do nhiệm vụ chính trị áp đảo tất cả, nếu tỉnh đã xác định tổ chức lễ hội văn hóa đó ở Ninh Lăng nhất định phải có một chiêu bài gì đó, mà tính đi tính lại chỉ có đêm diễn ấn tượng Ninh Lăng là ổn nhất. Bây giờ tất cả nghi ngờ đã tan thành mây khói, hai người Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân tin rằng Ninh Lăng có quyết định đó là rất sang suốt, khoản đầu tư đó sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân bận đến hơn 10 giờ 30 mới đưa được hết lãnh đạo về nghỉ. Hắn vốn muốn đi gặp đám bạn học một chút nhưng do muộn nên Triệu Quốc Đống cũng đành thôi. Chẳng qua đám bạn học khen ngợi vẫn làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Ngay cả Triệu Nhã Lan cũng dành lời khen, cũng không biết là do đối phương xem đêm diễn thấy hay, hay là thấy hắn có quan hệ tốt với Dương Thiên Minh. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì nguyên nhân đằng sau là cao hơn. Điện thoại vang lên, hắn thấy là số quen, muộn như thế nào rồi chẳng lẽ là lãnh đạo có bố trí gì? Trưởng ban thư ký, đã muộn như thế này ngài còn chưa nghỉ sao? Hay là muốn tôi dẫn ngài đi xem cảnh đêm của Ninh Lăng? Triệu Quốc Đống có quan hệ càng lúc càng thân với Dương Kính Quang, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Ha ha, cậu còn trẻ nên còn nhiều sức lực, bận một ngày không mệt sao? Dương Kính Quang cười nói. Ở đâu? Tôi vẫn ở Ninh Uyển, đang định về nhà tập thể thị ủy, ngài có bố trí gì không? Triệu Quốc Đống nghe ra đối phương có lời muốn nói. Ồ, vậy cậu lên đây, bí thư muốn nói chuyện với cậu. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, cơn buồn ngủ hết ngay lập tức. Bây giờ, bí thư còn chưa ngủ sao? Ha ha, bí thư không đến một giờ sẽ không ngủ nên thành quen rồi. Cậu lại đây, tâm trạng bí thư hôm nay khá tốt, cũng có hứng thú nói chuyện nên nói chuyện với trưởng ban thường gần tiến. Bây giờ về phòng gọi tôi tới bảo tôi gọi điện cho cậu. Có lẽ là muốn nói chuyện với cậu. Dương Kính Quang cười ha hả nói. Bây giờ xem cậu có nắm bắt được cơ hội hay không. Ha ha, trưởng ban thư ký, tôi là người như thế nào thì ngài biết rõ, sẽ không phải sau lưng một đằng, làm một kiểu. Tim Triệu Quốc Đống đập mạnh nhưng hắn phải cố khống chế tâm trạng của mình, làm giọng mình trở nên bình tĩnh. Ngài có thể tiết lộ cho tôi một chút xem bí thư muốn nói chuyện gì không? Cậu đó, cậu còn không đoán ra được sao? Dương Kính Quang nói, chiều tôi không phải nói với cậu rồi sao? Hôm nay tâm trạng sếp rất tốt, nhất là trưởng ban thường, hiệu trưởng Dương và bộ trưởng Lưu đều đánh giá rất cao công việc của Ninh Lăng, cho rằng kinh nghiệm trong phát triển sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng đáng để quảng bá, đáng để học tập tham khảo. Nhất là Ninh Lăng chỉ là một thị xã mà làm được như vậy là không dễ. Có lẽ trưởng ban thường sau khi về sẽ báo cáo lên với lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương. Ban tuyên giáo Trung ương có thể sẽ cử một tổ công tác tới khảo sát hiện tượng Ninh Lăng. Ha ha, cậu nói vinh quang này rơi vào đầu tỉnh An Nguyên chúng ta, sếp có thể không vui sao? Triệu Quốc Đống vừa hưng phấn vừa cảnh giác, hắn vội vàng nói. Trưởng ban thư ký, tôi lập tức tới. Ừ, mau tới đây đi, nhân lúc sếp vui thì tôi sẽ thuận tiện đề cập tới ý kiến của ban tổ chức cán bộ Trung ương. Ý của ban tổ chức cán bộ Trung ương đã gửi tới tỉnh được tuần. Có lẽ trưởng ban Hàn đã báo cáo với sếp.
Sếp trong thời gian này mặc dù không nói gì nhưng tôi nghĩ vẫn đang suy nghĩ. Lão Hàn thì ủng hộ cậu nhưng bí thư Miêu nhất định không được rồi. Dương Kính Quang biểu hiện văn nhã nhưng khi quan hệ cá nhân đạt được đến một trình độ nhất định thì lại dễ gần, điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy thân thiết. Cảm ơn trưởng ban thư ký, còn phải dựa vào các lãnh đạo như ngài và trưởng ban Hàn giúp đỡ thì tôi mới có thể có được như ngày hôm nay. Triệu Quốc Đống nói rất thật tâm, không có những người như Dương Kính Quang ở trong tỉnh ủy, công việc của Ninh Lăng không thể đi được như hôm nay. Đúng là có Dương Kính Quang, Hàn Độ và Nhâm Vi Phong luôn ủng hộ thì công việc của Ninh Lăng mới làm tốt được. Được rồi, mau tới đây, sếp cũng muốn nói chuyện với cậu, cơ hội hôm nay phải xem cậu nắm bắt như thế nào. Dương Kính Quang dập máy xuống, Triệu Quốc Đống cố bình tĩnh hít sâu một hơi. Hôm nay Ứng Đông Lưu rất vui vẻ, làm như thế nào để đối phương tăng độ hài lòng với mình đó là điều mà Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Đương nhiên cuộc gặp lần này Ứng Đông Lưu không thể có câu nói rõ ràng với hắn, nhưng nói chuyện đêm khuya thế này là cơ hội ngàn năm có một. Nhất là trong hoàn cảnh này, lại có thêm Dương Kính Quang nói giúp đúng là hiếm có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 15, chương 58. Ứng Đông Lưu đang khá vui vẻ, y mặc dù có quan hệ tốt với Thường Dung, nhưng Thường Dung không phải là người thích nịnh ai. Y rất hài lòng với Ninh Lăng nên mới khen. Thường Dung cũng tỏ vẻ sẽ phái tổ công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến khảo sát về sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng. Đối với đêm diễn ấn tượng Ninh Lăng đạt thành công lớn đến như vậy, Ứng Đông Lưu cũng đã cẩn thận phân tích. Triệu Quốc Đống này chưa chắc có thể làm được như vậy, nhưng hắn có thể lúc ở trường đảng bàn giao hết công việc mà đã tính được việc này từ trước, còn có thể đối phó xong hạng mục sân bay Ninh Lăng nữa, điều này nói rõ vấn đề gì? Nó nói rõ Triệu Quốc Đống chẳng những nắm hoàn toàn Ninh Lăng trong tay, còn đủ tự tin vào thành viên bộ máy, dám ủy quyền. Có thể nói Triệu Quốc Đống này đã trưởng thành, Ứng Đông Lưu cũng khá vui mừng. Vì thế Ứng Đông Lưu tối nay muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống tiến vào, Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang đang nói chuyện khá vui vẻ. Hai vị có quan hệ mật thiết vượt qua bí thư tỉnh ủy và trưởng ban thư ký, có thể nói là hòa hợp về chí hướng. Ứng Đông Lưu tin tưởng và kính trọng Dương Kính Quang không là gì bí mật trong tỉnh ủy. Chỉ là Dương Kính Quang là người biết chừng mực nên cũng ít ai phản cảm. Ngồi đi Quốc Đống. Ứng Đông Lưu cười ha hả nói. Y lúc này cởi bớt khuy áo trên, mặt hồng hào, mái tóc đen bóng, nhìn qua không ra người trên 50. Nhưng nếu cẩn thận quan sát cũng thấy có nếp nhăn trên mí mắt. Bí thư Ứng, trưởng ban thư ký, hai ngài vẫn chưa nghỉ sao? Triệu Quốc Đống gật đầu chào rồi ngồi xuống đối diện với hai người. Ừ, thức đêm nhiều thành quen rồi. Không đến giờ là không ngủ được. Ứng Đông Lưu nhấp ngụm nước rồi nói. Hôm nay Ninh Lăng làm tôi có ấn tượng rất sâu. Ừ, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng về Ninh Lăng của tôi. Một đô thị công nghiệp hóa thay đổi thành một đô thị đầy không khí nhân văn, đầy tính lịch sử làm tôi có cái nhìn mới. Quốc Đống, xem ra mỗi lần tôi tới Ninh Lăng, cậu đều có thể mang tới vui mừng cho tôi. Bí thư Ứng, ngài quá khen rồi. Trên thực tế biến Ninh Lăng thành đô thị nhân văn đã có từ trước nhưng do tài chính có hạn nên nhiều suy nghĩ chưa thực hiện được. Bây giờ kinh tế Ninh Lăng được cải thiện nhiều, có thể dành ra một phần tài chính để làm phong phú cuộc sống văn hóa của mọi người, bồi dưỡng tố chất nhân văn cho quần chúng, vì thế chúng tôi mới đặt mục tiêu xây dựng Ninh Lăng thành đô thị nhân văn. Triệu Quốc Đống thật lòng nói. Ừ, tôi biết đây chính là điều tôi đánh giá cao về công việc của thị ủy ban Ninh Lăng. Kinh tế phát triển. Tài chính chuyển biến tốt nên tận dụng tốt điều kiện này. Tôi thấy có một số nơi lãnh đạo thường hay làm mấy công trình mặt mũi chứ không quan tâm nhiều tới cuộc sống văn hóa của quần chúng. Ứng Đông Lưu nói, người như vậy có lẽ có năng lực nhưng trong lòng lại thiếu trái tim muốn phục vụ nhân dân. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi có chút xấu hổ. Nếu như nói cán bộ bây giờ có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, Triệu Quốc Đống không biết trong trăm người có nổi một người hay không. Ít nhất nếu muốn hắn làm mọi việc đều vì lợi ích nhân dân, hắn không làm được. Bí thư Ứng, ngài nói như vậy làm tôi có chút xấu hổ. Nói thật đẩy mạnh xây dựng Ninh Lăng thành đô thị nhân văn mà nghĩ hết vì lợi ích nhân dân, tôi không dám nhận. Có nhiều lúc tôi làm bí thư thị ủy lại nghĩ làm sao để Ninh Lăng trở nên đẹp hơn, phồn vinh hơn, cũng suy nghĩ xem làm như thế nào để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của dân chúng nhưng mà tôi. Ứng Đông Lưu xua tay ra hiệu Triệu Quốc Đống không cần nói tiếp. Quốc Đống, tôi biết khó xử ở bên dưới. Lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân có nhiều nghĩa, cũng không phải nói cậu thỏa mãn một bộ phận lợi ích quần chúng,
được một bộ phận quần chúng thừa nhận là cậu không thẹn với lòng. Nếu như vì thảo mãi lợi ích hiện tại của quần chúng mà hy sinh lợi ích lâu dài, như vậy có thể nói là mua danh tiếng. Vì thế việc này chúng ta cần cẩn thận phân tích cụ thể, có đôi khi vì lợi ích càng nhiều người mà cậu không thể không hy sinh lợi ích cục bộ. Chỉ cần trong phạm vi pháp luật cho phép, làm như thế nào nắm chắc đúng chừng mực chính là thử thách trí tuệ chính trị của cán bộ lãnh đạo. Ứng Đông Lưu nói làm Triệu Quốc Đống kẽ gật đầu, chuyện này trong công việc thực tế có rất nhiều. Nhiều lúc lợi ích nhân dân bị bỏ qua, làm như thế nào để giải quyết được việc này phải xem năng lực và trí tuệ của cán bộ lãnh đạo. Ứng Đông Lưu nói một tràng dài, đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống nghe Ứng Đông Lưu nói nhiều như vậy. Ứng Đông Lưu nói từ công việc Ninh Lăng kéo sang đến chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương, nói đến thương mại mậu dịch, nói tới bồi dưỡng nhân tài, nói tới phát triển các sản nghiệp mới. Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đều biết ý thi thoảng nói vào vài câu, nhưng muốn làm người bổ sung cũng không dễ. Làm như thế nào vừa hiểu tâm ý của lãnh đạo, vừa xảo diệu kích thích lãnh đạo nói chuyện, Triệu Quốc Đống phát hiện mình còn kém Dương Kính Quang không ít. Ba người nói chuyện khá lâu mới hài lòng đi nghỉ. Trong lúc nói chuyện Ứng Đông Lưu không hề nói một câu nào về vấn đề mà Dương Kính Quang đề cập, nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết cuộc nói chuyện tối nay đã cho hắn thấy thái độ của Ứng Đông Lưu. Hắn thậm chí có thể chắc chắn trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau đây Ứng Đông Lưu sẽ đề cử mình. Nếu như không có lực lượng bên ngoài can thiệp thì có Ứng Đông Lưu ủng hộ, hắn sẽ thắng. Nhưng Long Ứng Hoa lại tạo được quan hệ với Lăng Chính Dược, còn cả Đàm Lập Phong nữa. Triệu Quốc Đống cười cười, tất cả nếu nằm hết trong lòng bàn tay thì cuộc sống quá nhàm chán. Một đêm vội vàng trôi qua, khi Triệu Quốc Đống mơ màng mở mắt ra thì mặt trời đã lên. Lịch hôm nay tự do hơn hôm trước nhiều, mấy lãnh đạo muốn đi đâu chơi thì thị ủy ban Ninh Lăng sẽ có người đi cùng. Bố trí như vậy làm các lãnh đạo khá hài lòng. Không cần nhiều trình tự, chủ yếu là chuyến đi tham quan nửa công nửa tư. Công việc đã xong, bây giờ đến lúc tự do hưởng thụ chuyến đi tới Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung buổi trưa sẽ rời khỏi Ninh Lăng, nhưng Hắc Mộng Hiệp, Dương Kính Quang và Trần Anh Lộc ở lại cùng đi với mấy người Dương Thiên Minh. Khi các lãnh đạo rời hết khỏi Ninh Lăng về An Đô, Triệu Quốc Đống coi như yên tâm thoải mái. Hắn lúc này cũng mới có tâm trí nghĩ tới việc khác. Quyển 15, chương 519. Đám học viên lớp 2 còn ở lại Ninh Lăng thêm ngày nữa, ngày 4 tháng 5 sẽ lên đường sang Tân Châu, Liễu Châu, Nam Ninh, cuối cùng tiến vào Nam Việt. Theo lịch của trường thì lần này đến Ninh Lăng khảo sát về sản xuất công nghiệp. Bởi vì năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước nên trường đảng có ý muốn lớp 2 đến khảo sát đặc điểm kinh tế của Ninh Lăng, qua đó tổng kết được kinh nghiệm. Mặc dù là tuần lễ vàng nhưng do giá của chất đa tinh thể silicon trên thị trường thế giới tăng cao liên tục, vẫn vận hành liên tục, không nghỉ. Các nước Âu Mỹ liên tục đưa ra các chính sách cổ vũ phát triển ngành năng lượng mới, khiến cho nhu cầu tiêu hao pin năng lượng mặt trời của các nước tăng lên, nó cũng đẩy nhu cầu chất đa tinh thể silicon tăng cao. Theo thị trường quốc tế tăng giá, mà Trung Quốc lại là nước cung cấp nửa thị phần chất đa tinh thể silicon trên toàn thế giới. Nhu cầu quốc tế tăng liên tục khiến cho chính sách giúp đỡ ngành năng lượng mới phát triển của Trung Quốc dần hoàn thiện. Hai yếu tố kết hợp khiến trong và ngoài nước đều đánh giá cao nhu cầu về chất đa tinh thể silicon, cũng vì nguyên nhân này khiến các công ty sản xuất chất đa tinh thể silicon ở Ninh Lăng không dám nghỉ trong kỳ nghỉ lễ, nó cũng tạo cho các học viên lớp 2 có cơ hội đi thăm. Thị ủy ban Ninh Lăng bố trí cho lớp 2 đến thăm hai công ty lớn sản xuất chất đa tinh thể silicon gồm Liên Hoa và Phong Hoa. Ngoài ra còn có công ty Neo, công ty sản xuất vật liệu bảo vệ môi trường Phong Đình, công ty Fukuda, để cho bọn họ cảm nhận rõ sự phát triển của Ninh Lăng. Công ty Liên Hoa là công ty nhà nước lớn nhất hiện nay sản xuất chất đa tinh thể silicon, công ty Phong Hoa lại là sự kết hợp giữa tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm, có thể đến tham quan sẽ khiến các học viên biết tại sao công ty nhà nước, tư nhân, đầu tư mạo hiểm lại chọn Ninh Lăng để làm điểm phát triển. Ninh Lăng dựa vào cái gì mà tụ tập hơn 80% sản lượng chất đa tinh thể silicon của cả nước? Quy mô khổng lồ của công ty Liên Hoa, ký túc xá và văn phòng sang trọng làm các học viên có ấn tượng rất sâu. Mà công ty Phong Hoa lại có hiệu suất làm việc rất cao, nó khiến không ít người ý thức được khi tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm cùng hợp sức vào một hạng mục công nghệ cao thì bọn họ sẽ thường theo kịp tình hình thị trường, luôn làm ra phản ứng nhanh nhất để thích ứng. Quốc Đống, hai con chim này cậu chọn rất chuẩn. Có thể làm cho chúng tôi hiểu đôi chút về kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng. Công ty Liên Hoa do nhà nước đầu tư, còn công ty Phong Hoa lại là dân doanh và công ty đầu tư mạo hiểm kết hợp.
công ty neo kia chắc là công ty 100% vốn nước ngoài hả? Đều là các công ty trong lĩnh vực năng lượng mới và bảo vệ môi trường, làm mọi người về cơ bản hiểu được tình hình phát triển của Ninh Lăng. 2 năm có thể đi được tới bước này đúng là không đơn giản. Phó thị trưởng Lý Đại Phú dẫn một nhóm học viên vừa đi vừa giới thiệu, cũng mời nhân viên quản lý của công ty đến giảng giải sâu thêm. Triệu Quốc Đống lại đi cùng 2 học viên ở đằng sau. Người vừa lên tiếng là Cục trưởng Cục Phối hợp Phát triển Ngành nghề, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh này nghe nói là người có thái độ kiên quyết phản đối vốn đầu tư nước ngoài tiến vào các ngành trụ cột của Trung Quốc, nhất là yêu cầu phải buộc chặt lỗ hổng đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, hủy bỏ các chính sách ưu đãi. Nhưng y cũng phản đối các công ty tư nhân tiến vào ngành trụ cột trọng điểm của quốc gia, chủ trương các ngành quan trọng phải do quốc gia khống chế. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh cũng đã thảo luận nhiều lần với nhau về chính sách ngành nghề quốc gia. Triệu Quốc Đống cũng hiểu người này có tầm nhìn, nhưng ở vài chính sách cụ thể lại quá tham vọng bảo vệ lợi ích nhà nước, nó có lẽ có quan hệ với xuất thân của mình. Bạch Nhất Minh vẫn cho rằng sự tồn tại của các công ty nhà nước không nằm ở vấn đề tài sản, mà nó có tác dụng đảm bảo sự khống chế nền kinh tế của quốc gia. Quan điểm này Triệu Quốc Đống không quá nhất trí, Triệu Quốc Đống chủ trương quốc gia nên giảm việc can thiệp vào các công ty nhà nước, không nên tích cực can thiệp vào hoạt động của các công ty, mà nên tích cực phổ biến chế độ giám đốc điều hành. Lão Bạch, Ninh Lăng chúng tôi là khu vực nông nghiệp truyền thống, công nghiệp gần như không có. Trước đây chủ yếu lấy công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ làm chủ, đó là hiện trạng ở nhiều nơi. Làm như thế nào đột phá và tìm được đường ra đã làm thị ủy, ủy ban suy nghĩ rất nhiều. Sau đó căn cứ Ninh Lăng có tài nguyên thủy điện phong phú, nguồn nước sung túc nên quyết định chuyên tâm phát triển một vài hạng mục chính, cuối cùng chọn vào ngành năng lượng mới. Công việc của toàn thị xã năm ngoái đến nay đều là làm như thế nào để giúp các công ty trong lĩnh vực này phát triển, cũng may do thị trường chất đa tinh thể silicon ở trong và ngoài nước khởi sắc mới khiến cho ngành này ở Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy. Triệu Quốc Đống có vẻ rất khiêm tốn, trước mặt người như Bạch Nhất Minh thì hắn cũng không cần phải khoe khoang. Bạch Nhất Minh nghe xong cười cười không nói. Đi cùng một loạt lãnh đạo cấp bộ như Dương Thiên Minh đến tham gia lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây lần này đã làm cho các học viên cảm nhận rõ tình hình phát triển ngành nghề thứ ba của Ninh Lăng. Nó cũng làm cho Bạch Nhất Minh có ấn tượng rất sâu. Một đô thị mới phát triển mạnh về công nghiệp trong 1-2 năm qua lại đầu tư mạnh vào sự nghiệp văn hóa và ngành nghề thứ ba không thua gì các thành phố phát triển, tầm nhìn đó không phải là đơn giản. Tên Triệu Quốc Đống này mặc dù luôn tỏ vẻ khiêm tốn nhưng Bạch Nhất Minh vẫn rõ ràng cảm nhận tầm ảnh hưởng của hắn đối với Ninh Lăng. Quốc Đống, ngành năng lượng mới xem ra Ninh Lăng lựa chọn rất chính xác. Nhưng tốc độ mấy ngành phụ trợ xem ra cũng rất nhanh, tôi vừa nghe thị trưởng Lý giới thiệu, nói là Ninh Lăng còn có một khu công nghiệp phụ trợ, chuyên môn cung cấp các sản phẩm, thiết bị cho ngành năng lượng mới và sản xuất ô tô. Như vậy sẽ tăng thêm khả năng hấp dẫn các công ty tới đây. Lên tiếng là Nguyễn Đại Thanh, một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cô ta chỉ hơn Triệu Quốc Đống có 3-4 tuổi đã lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa là phụ nữ mà có thể làm được như vậy là không dễ. Nguyễn Đại Thanh đang công tác ở Tân Môn, đây từng là thành phố công nghiệp lớn nhất phương Bắc. Nhưng sau khi cải cách diễn ra, tốc độ phát triển của Tân Môn không được như ý người. Thanh Đảo là thành phố mới tiến lên nhưng đã tạo được danh tiếng lớn hơn nhiều. Nhưng Tân Môn dù sao cũng là thành phố công nghiệp lớn nhất phía Bắc Trung Quốc, thêm nữa có vị trí địa lý tốt đẹp, trụ cột sản xuất công nghiệp không phải thành phố bình thường có thể so sánh. Nguyễn Tỷ, nói thật chúng tôi lúc ấy cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung thu hút đầu tư. Ninh Lăng rất cần các công ty tiến vào, bọn họ cũng có vài nhu cầu cần Ninh Lăng giải quyết. Mà việc thành lập một hệ thống hoàn chỉnh chính là khâu quan trọng nhất trong đó. Vì thế thị xã vẫn luôn suy nghĩ làm như thế nào giải quyết được vấn đề này. Mà lúc ấy quận Đông Giang chủ động đưa ra yêu cầu muốn xây dựng khu công nghiệp cung cấp thiết bị, thị xã cũng quyết định thử xem sao. Không ngờ thí điểm khu công nghiệp lại được các công ty, tập đoàn lớn đầu tư vào Ninh Lăng hoan nghênh. Bọn họ còn giới thiệu tới các bạn hàng của mình, dần dần các công ty sản xuất thiết bị tích tụ lại và gần như đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công ty lớn. Có lẽ giá trị sản lượng của khu công nghiệp năm nay sẽ trên 2 tỷ, nó vượt xa GDP của quận Đông Giang. Kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Quyển 15, chương 60. Nguyễn Đại Thanh vốn không hài lòng việc năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Theo cô thấy Nguyễn Đại Thanh là nơi hẻo lánh mà đạt được danh tiếng này cũng là do trụ cột thấp. Hơn nữa đầu tư mạnh vào ngành năng lượng mới nên mới khiến cho Ninh Lăng được miếng bánh to như vậy.
chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ mà làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đúng là làm cô rất kinh ngạc. Nhưng theo tiếp xúc, Nguyễn Đại Thanh dần hiểu rõ về Triệu Quốc Đống, cảm thấy hắn cũng có năng lực. Nguyễn Đại Thanh tự nhận mình đánh giá người không kém, nhưng Triệu Quốc Đống làm cô không ít bất ngờ. Mấy bài viết hắn đọc trong khi học thì cô cũng xem, có nhiều ý tưởng mới, chẳng qua có vài quan điểm hơi cực đoan chút. Điều này có lẽ do hắn ở cơ sở quá dài, có nhiều cái nhìn về chính sách chung. Hơn nữa quan điểm của hắn khá hỗn tạp, bài viết liên quan nhiều phương diện như công nghiệp, nông nghiệp, tài chính cùng với dịch vụ. Cô là người từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện được cử xuống Tân Môn rèn luyện thì mới có thể hiểu qua về các quan điểm của hắn. Ba người đi hơi chậm so với mấy người đằng trước, Triệu Quốc Đống cũng không giấu mấy, hắn nói qua về các công việc Ninh Lăng đã làm được trong 2 năm qua cùng với vài ý tưởng phát triển mới cho bọn họ nghe. Quốc Đống, tôi nghe nói tỉnh An Nguyên cũng được ban tổ chức cán bộ trung ương chọn để xác định một bí thư thị ủy tiến vào thường vụ tỉnh ủy, cậu không phải không có suy nghĩ gì đó chứ? Bạch Nhất Minh nhìn Triệu Quốc Đống và hỏi, y nghe nói Triệu Quốc Đống là người có sức cạnh tranh lớn cho vị trí này ở tỉnh An Nguyên. Đồng thời y lại nghĩ tới lễ hội văn hóa lần này tổ chức rất long trọng, lãnh đạo tham gia đều đánh giá tốt, y không khỏi thầm than tên Triệu Quốc Đống này quá may mắn. Suy nghĩ thì ai chẳng óc, vấn đề là có hy vọng hay không? Lão Bạch, anh cảm thấy cơ hội của tôi lớn hay nhỏ? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Nguyễn tỷ, chị thấy sao? Lão Bạch là người lập tức sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh vậy mà lại trêu chúng ta là sao? Bạch Nhất Minh có chút giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Quốc Đống, cậu lại nghe tin đồn từ đâu vậy hả? Được rồi Lão Bạch, trước mặt hai chúng tôi mà anh còn giấu sao? Ban tổ chức cán bộ trung ương khảo sát anh và Lão Chu cùng nhau. Bây giờ Lão Chu sang Điền Nam làm trợ lý chủ tịch tỉnh, anh còn có thể chậm hơn sao? Tôi thật ra hy vọng tất cả học viên lớp 2 đều có thể tiến lên một bậc. Nguyễn tỷ lúc nào về văn phòng nghiên cứu chính sách vậy? Đến lúc đó chị không nên chơi tỏ vòng vo với bạn học đó. Bạch Nhất Minh đương nhiên không bị mấy lời nói của Triệu Quốc Đống dụ tự mình nói ra. Y chỉ tay ra và nói. Đừng có chuyển đề tài trước mặt chúng tôi. Bí thư Ứng các cậu có ấn tượng rất tốt về cậu, tôi đâu mù nên có thể nhìn ra được. Chẳng qua chỉ riêng bí thư Ứng là không đủ. Bạch ca đây là có ý tốt nhắc cậu. Người muốn tranh chức thường vụ tỉnh ủy này không ít, theo tôi biết có người có quan hệ rất cứng. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Bạch Nhất Minh là người có quan hệ rộng, cũng là bí thư chi bộ lớp 2, là phần tử tích cực ở trường, có quan hệ mật thiết với giáo viên chủ nhiệm và thành viên liên lạc bên ban tổ chức cán bộ trung ương phái tới, y có thể biết chút tin tức là bình thường. Ha ha, Bạch ca, chuyện này không phải tôi không quan tâm. Vấn đề nằm ở chỗ tôi có quan tâm cũng vô ích. Dù sao cũng là quyết định của bên trên, tôi cũng muốn nhưng anh nghĩ muốn là có thể được sao? Quá nóng lòng không khéo lãnh đạo lại đánh giá, phản tác dụng thì sao? Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Chẳng qua tôi cũng cảm ơn hai vị, không cần biết về sau tôi như thế nào cũng cảm ơn ý tốt của hai người. Bạch Nhất Minh đang định nói đã bị Nguyễn Đại Thanh giành trước. Được rồi Lão Bạch, anh đừng tưởng mình thông minh. Quốc Đống đầu óc chứ không ít hơn chúng ta đâu. Nhìn cậu ta như tính trước rồi, còn cần anh nhắc sao? Chúng ta cứ chờ tới lúc cậu ta mời khách là được. Đương nhiên anh cũng phải mời khách. Các học viên sau đó sang Tân Châu một ngày, đi thăm tập đoàn rượu Tam Nguyên Hồng và cơ sở sản xuất nước suối của tập đoàn Thương Lãng, thuận tiện cũng đi tàu ngắm hồ Thương Lãng. Có thể nói hiện nay Tân Châu cũng chú ý đẩy mạnh phát triển ngành du lịch. Nhất là sau khi Trang Quyền tới làm bí thư thị ủy thì càng chú ý đến ngành du lịch hơn nữa. Y rất hâm mộ biểu hiện của Ninh Lăng trong lĩnh vực này. Y cũng đã gọi cho Triệu Quốc Đống vài lần, hy vọng Ninh Lăng cùng Tân Châu kết hợp thành tuyến đường du lịch, cùng khai thác tài nguyên du lịch. Triệu Quốc Đống cũng sớm gọi cho Trang Quyền nên khi các học viên tới Tân Châu cũng được bố trí khá chu đáo. Hết Tân Châu, lớp đi theo cao tốc An Quế đến Liễu Châu, Nam Ninh. Mọi người lại khảo sát kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghiệp của Liễu Châu, sau đó bay sang Nam Việt khảo sát tình hình xây dựng đô thị và phát triển kinh tế các thành phố duyên hải ở Nam Việt, Quảng Châu, Thâm Quyến. Đến Nam Việt, đoàn được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với phó chủ tịch tỉnh Diêu Văn Chí tổ chức tiệc mời. Nhìn Diêu Văn Chí, Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến thời điểm khó khăn của đối phương khi ở Ando, bây giờ đối phương tới Nam Việt đúng là như cá gặp nước. Mặc dù Diêu Văn Chí mới tới Nam Việt có vài tháng nhưng cũng dần thể hiện năng lực của mình. Nhất là y làm phó chủ tịch phụ trách quản lý mảng giao thông, xây dựng đô thị và đất đai, y liên tục đưa ra các chính sách như xây dựng nhà cho thuê,
tránh tình trạng đầu cơ đất, xử lý mạnh tay các dự án lấy đất nhưng không chịu tiến hành. Một loạt động tác làm các nhà kinh doanh bất động sản nghiến răng nghiến lợi nhưng lại được dân chúng bình thường hoan hô. Đương nhiên ở tỉnh Diêu Văn Chí cũng gặp áp lực lớn, nhưng y mới tới nên cần có thứ để làm điểm sáng. Hơn nữa Diêu Văn Chí còn được Ninh Pháp mạnh mẽ ủng hộ trong mọi quyết định. Bây giờ y chính là cây súng của Ninh Pháp, dù đối mặt với áp lực, nguy hiểm như thế nào y cũng tiến về phía trước. Ninh Pháp đã đưa ra yêu cầu khống chế giá nhà đất cùng đảm bảo nhu cầu mua, thuê phòng của dân chúng, Diêu Văn Chí đương nhiên vận dụng quyền lực trong tay tới cực hạn. Chỉ khi anh làm được việc, anh mới được tôn trọng, đây là quan điểm của Diêu Văn Chí. Nếu anh không làm thì không ai coi anh vào đâu, cũng không ai tôn trọng anh. Quốc Đống, có phải cảm thấy tôi thay đổi nhiều không? Diêu Văn Chí mặt hơi hồng lên vì rượu. Triệu Quốc Đống cảm thấy Diêu Văn Chí đúng là thay đổi nhiều. Chỉ sau mấy tháng mà tính cách của Diêu Văn Chí đã đổi khác. Bây giờ y thêm sự tàn nhẫn, quyết đoán, đó là kết luận sau khi Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát. Ừ, đúng là có nhiều thay đổi, chẳng qua tôi cảm thấy đây là anh đang tìm điểm đột phá cho mình. Triệu Quốc Đống cười nói, Diêu Văn Chí hẹn hắn ra đương nhiên không phải là muốn khoe khoang, hoặc là muốn tìm đối tượng nói chuyện. Bởi vì quan hệ giữa hắn và đối phương còn chưa đến mức như vậy. Quyển 15, chương 61. Tự mình đột phá, ồ, coi như vậy đi, chẳng qua đây không phải chuyện dễ mà làm được. Diêu Văn Chí nói, anh ở bên này có thuận lợi không? Triệu Quốc Đống quan tâm hỏi. Nam Việt là tỉnh lớn ở Trung Quốc, người ở đây không có ai là kém cả. Dù Ninh Pháp với thân phận ủy viên Bộ Chính trị ngồi đây thì cũng phải phí nhiều công sức. Vừa cần đảm bảo địa vị đi đầu trong cải cách của Nam Việt không thể bị dao động, vừa phải ứng phó với đủ khó khăn do cải cách mang tới. Làm như thế nào xử lý tốt hai vấn đề này, đảm bảo cho tỉnh Nam Việt vẫn phát triển hài hòa, nhanh chóng, đó là thử thách không hề nhỏ đối với Ninh Pháp. Ừ, thuận lợi hay không thì cũng khó hình dung. Phải nói ở một góc độ nào đó công việc do tôi được phân công quản lý đã được thừa nhận, nhưng tiếng mắng cũng không hề ít. Ngay cả tôi cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, tôi chẳng qua chỉ làm theo lương tâm của mình mà thôi, còn sau này do người sau đánh giá. Diêu Văn Chí suy nghĩ một chút và cảm thấy mình đúng là không tiện đánh giá công việc của mình nên mới nói như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi cảm thấy anh đi đến bước này thì có lẽ sẽ miễn dịch với lời nhận xét của quần chúng. Ha ha, Quốc Đống, dù cho chúng ta có không miễn dịch cũng không được, nghe nhiều thành quen mà. Quan điểm của mình là làm theo quyết định của mình, chỉ cần tỉnh để tôi còn ngồi vị trí này một ngày, làm tôi phụ trách công việc này thì tôi vẫn sẽ làm theo quan điểm của mình. Diêu Văn Chí dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu muốn làm việc nghiêm chỉnh thì đôi khi chúng ta cũng cần sự miễn dịch. Nam Việt phát triển rất nhanh, tất cả mọi người đều nhìn vào Nam Việt nên Nam Việt gánh áp lực rất lớn, đó là điều người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Vì thế rất nhiều công việc ở Nam Việt cũng cần phải có đột phá và đổi mới, dẫn đầu trào lưu trong cả nước. Đây là kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương với Nam Việt. Tôi tin Bí Thư Ninh cũng có quan điểm này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Diêu Văn Chí cười ha hả nói. Ồ, Quốc Đống, xem ra cậu cũng học cách nói văn chương rồi. Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết vùi đầu kéo xe, không ngẩng lên nhìn đường. Đây là hiện tượng tốt, tỉnh ủy An Nguyên muốn thêm một thường vụ là bí thư thị ủy nơi có kinh tế phát triển, cậu có nghĩ tới không? Còn Long Ứng Hoa và Đàm Lập Phong thì sao? Xem ra chuyện này cả thế giới đều biết, Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù là Diêu Văn Chí ở tận Nam Việt cũng có thể nghe thấy tin tức này. Đúng là có chuyện này chẳng qua bây giờ nói ai có hy vọng sợ là hơi sớm. Anh nói cũng đúng, nếu tỉnh ủy làm đúng tinh thần Trung ương là chọn từ nơi có kinh tế phát triển thì người đó chỉ sinh ra từ ba người chúng tôi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Nguyên Châu cùng Kiến Dương mặc dù có GDP đứng thứ ba, bốn của tỉnh nhưng hai năm qua phát triển chậm khiến địa vị của bí thư thị ủy hai nơi này đã giảm đi trong mắt lãnh đạo chủ yếu, còn lại chỉ có ba người với ưu thế khác nhau. Bạch Nhất Minh cũng đã nhắc hắn nói là Đàm Lập Phong đang tích cực vận động. Yến Nhiên Thiên chính là cầu nối cho y. Một vị ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ trung ương có quan hệ mật thiết với Yến Nhiên Thiên, xem ra sẽ giúp đỡ. Ngoài ra Yến Nhiên Thiên cũng đang giúp Đàm Lập Phong tìm quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, Chư Hiền. Hơn nữa Long Ứng Hoa cũng đã lên Bắc Kinh để liên lạc với Lăng Chính Dược. Ừ, xem ra cậu cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng có nắm chắc không vậy? Diêu Văn Chí khá hài lòng với sự thẳng thắn của Triệu Quốc Đống.
Tại sao cậu không nói với Bí thư Ninh một câu? Bí thư Ninh và trưởng ban Trư, ban tổ chức cán bộ trung ương là bạn học hồi đại học đó. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Diêu Văn Chí nhắc như vậy làm hắn không khỏi cảm kích. Quan hệ giữa hắn và Ninh Pháp không quá gần, chưa đến mức nhờ giúp, trừ khi nhờ Thái Chánh Dương ra mặt. Nhưng nếu Thái Chánh Dương ra mặt thì đạt được gì? Triệu Quốc Đống không xác định nổi. Diêu Văn Chí có chút buồn cười, xem ra Triệu Quốc Đống cũng đang phiền não vì việc này, có lẽ hắn không nắm chắc cho vị trí thường vụ tỉnh ủy. Ninh Pháp và Trư Hiền đúng là bạn học hồi đại học, cũng có quan hệ tốt. Chẳng qua Ninh Pháp cũng không thích ở vấn đề này nợ nhân tình người khác, bản thân mình là một trường hợp đặc biệt. Mặc dù là như vậy, Trư Hiền sau khi phái người đi khảo sát mình nhiều lần mới đồng ý, bây giờ nếu muốn Ninh Pháp ra tay tay đúng là không dễ, nó còn phải xem địa vị của Triệu Quốc Đống trong mắt Ninh Pháp. Quốc Đống, cần nắm bắt tốt cơ hội của mình, có đôi khi bỏ qua một cơ hội cũng chính là bỏ lỡ cơ hội của cả đời. Diêu Văn Chí rất bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống lại đang suy nghĩ xem tại sao Diêu Văn Chí lại lộ tin kia ra với mình. Là muốn mình thông qua Thái Chánh Dương để nói với Ninh Pháp sao? Diêu Văn Chí trở nên tốt bụng như vậy từ bao giờ? Nhưng tin này đối với hắn mà nói là rất quan trọng. Tác dụng của Trư Hiền là không ai có thể so sánh, mặc dù đề nghị của Ninh Pháp chưa chắc đã được Trư Hiền chấp nhận, nó còn phải xem tỉnh ủy đề cử ai. Nếu đặt hết tâm tư lên bên trên mà tỉnh ủy xác định người khác thì cũng vô ích. Vấn đề này đúng là làm người ta đau đầu. Triệu Quốc Đống biết đây là cơ hội hiếm có nhưng không biết nên ra tay từ đâu. Thái Chánh Dương bây giờ đã không là Thái Chánh Dương trước đây, nếu muốn đối phương đi nhờ ai đó cũng làm khó y. Nhưng cứ như vậy buông tha thì Triệu Quốc Đống lại không cam tâm. Cuối cùng Triệu Quốc Đống quyết định nói lại những gì Diêu Văn Chí đã nói với mình ra với Thái Chánh Dương, còn đâu Thái Chánh Dương tự biết nên làm như thế nào. Chuyến đi lần này tới Nam Việt kéo dài 5 ngày. Nam Việt luôn là tỉnh đi đầu trong cải cách của Trung Quốc, nó có nhiều thứ đáng để học tập, đặc biệt là đổi mới cơ chế và chế độ, không khí bồi dưỡng gây dựng sự nghiệp, hệ thống phục vụ kiện toàn là điều ở khu vực đất liền không phải ngay lập tức bắt kịp được. Triệu Quốc Đống trở lại Bắc Kinh đã là trung tuần tháng 5, chỉ còn 2 tuần học nữa. Trước đó chỉ có Ngô Nguyên Tể cùng Tôn Hiểu Xuyên hay tụ tập với hắn, bây giờ Bạch Nhất Minh và Nguyễn Đại Thanh cũng thường xuyên đến gọi Triệu Quốc Đống ra ngoài đi uống cà phê, uống trà, đi ăn. Đã không còn mấy ngày là kết thúc, Triệu Quốc Đống cũng có chút lưu luyến cuộc sống học sinh này. Mặc dù có lúc thấy buồn tẻ một chút nhưng càng về cuối càng phong phú. Triệu Quốc Đống đã chính thức nhận được tin tỉnh ủy dựa theo ý kiến của Trung ương mà tiến hành lựa chọn giữa các bí thư các thị xã có kinh tế phát triển. Nó tạo thành cơn sóng lớn ở tỉnh, Triệu Quốc Đống dù ở Bắc Kinh cũng có thể cảm nhận được cơn sóng này. Đủ loại tin tức bay đầy trời. Gì mà một nhân vật quan trọng của An tổ chức cán bộ trung ương đề nghị phải cân nhắc đến cán bộ giàu kinh nghiệm. Gì mà Bí thư Ứng đánh giá cao về ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh, gì mà lên trường đảng trung ương học có nghĩa gì. Nói tóm lại đủ loại tin tức bay, anh không thể thấy rõ được thứ gì từ những tin này. Nhưng có một điều nghi ngờ đó là nếu ai được tỉnh ủy đề cử, lọt vào danh sách của An tổ chức cán bộ trung ương thì người đó sẽ thành cán bộ cấp phó tỉnh. Quyển 15, chương 62. Cậu giấu kín thật đó. Tôn Hiểu Xuyên dựa lưng vào đầu giường, một bên gặm táo, một bên từ tốn nói. Còn nói lão Chu không ý kiến gì đã lên cấp phó tỉnh, hắc hắc, không ngờ còn có con cá lớn giấu dưới sông là cậu. Cá lớn cá nhỏ gì chứ? Đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng gì, nước ở An Nguyên cũng không nông hơn bên Tổng cục Hàng không đâu. Đương nhiên nước ở Tổng cục Hàng không bên anh càng đục hơn là điều tôi phải công nhận. Triệu Quốc Đống đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường xem người đi lại. Trường đảng khác với đại học, người qua lại luôn nhìn vào luôn thèm muốn. Hơn nữa ở trường đại học toàn thấy các cô nữ xinh trẻ đẹp, còn ở đây toàn là người trung tuổi, mặc dù thi thoảng có một hai người phụ nữ nhưng cũng đều trên 35. Đừng có mà nói này nói kia hệ thống hàng không bên tôi. Ninh Lăng một lòng một dạ muốn xây dựng sân bay, bây giờ đã bắt đầu châm chọc sao? Tôn Hiểu Xuyên hừ một tiếng nói. Trong một đàn cũng có con ngựa xấu, nhưng có hệ thống nào không có. Tiền nhiệm của cậu không phải cũng vì tiền mà ngã sao. Đó là điều rất bình thường, người có muôn hình muôn vẻ mà. Lão Tôn, nhưng tôi muốn nói một câu đó là bên hàng không là ngành lũng đoạn vì thế bản thân sẽ có nhiều hiện tượng không tốt, điểm này anh không cần phủ nhận, tôi không muốn tranh luận vấn đề này với anh. Thấy Tôn Hiểu Xuyên còn định tranh cãi, Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay nói. Được rồi. Nói chuyện của cậu đi, có nắm chắc không?
Tôn Hiểu Xuyên ngồi dậy rồi có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống. Nắm chắc, từ này khó hình dung được, trong đó tồn tại không ít vấn đề. Tôi đoán có lẽ bây giờ không ai chắc chắn cả. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chuyện này biến hóa quá nhiều, không có văn bản thì chỉ sợ không ai dám vỗ ngực. Nói cách khác tức là cậu còn có hy vọng. Tôn Hiểu Xuyên cười nói. Lão Tôn, anh cảm thấy tôi là người không có sức cạnh tranh gì sao? Dù như thế nào tôi cũng coi là một ứng viên mà. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Quan hệ mật thiết nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn, Triệu Quốc Đống cũng không nhất định cần quá cẩn thận trước mặt người ngoài. Ừ, xem ra lớp chúng ta có không ít người sẽ đi lên. Bạch Nhất Minh nghe nói tới Tỉnh Tương làm phó chủ tịch tỉnh, vận động tốt còn có thể vào thường vụ, bảo sao dạo này y đang rất vui vẻ. Tôn Hiểu Xuyên ngồi thẳng dậy nói. Người này làm tầm 2 năm về không chừng sẽ thành phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Cảnh ngộ con người gặp phải sao có thể nói rõ ràng. Không chừng y làm chủ tịch, bí thư tỉnh ủy ở bên dưới luôn thì sao? Tổ chức phân công công việc một người cũng là từ đủ góc độ, làm cho anh có thể phát huy hết khả năng trên vị trí cần thiết. Lão Bách công tác ở bên dưới một thời gian, cũng công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhiều năm, cũng là cán bộ được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, sau này phát triển thêm là rất bình thường. Triệu Quốc Đống nói với như châm chọc làm cho Tôn Hiểu Xuyên cười ha hả nói. Cậu đó, khen lão Bạch cao như vậy, còn cậu thì sao? Cậu mới 34, ha ha, chưa từng có, y có thể phát triển, cậu chẳng lẽ không sao? Được rồi, lão Tôn, bây giờ là thời nào chứ? Triệu Quốc Đống cười mắng. Đợt tập huấn đã vào giai đoạn kết thúc, mọi người bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp cho mình, trong đó phải kết hợp với 10 ngày đi khảo sát thực tế. Mỗi vị sẽ kết hợp với tình hình thực tế ở địa phương mình đưa ra xem cần cải tiến như thế nào. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc sao có thể viết ra một bài thật tốt. Nội dung hắn viết chính là suy nghĩ phát triển sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng kết hợp với lễ hội văn hóa đợt 1/5 mà đẩy mạnh ngành du lịch của Ninh Lăng lên tầm cao mới. Tuần lễ vàng vừa qua lượng du khách tới Ninh Lăng đã tăng lên vài lần, nhất là ba nơi chính gồm Tây Giang, Thổ Thành, Hoa Lâm đã đạt con số mà trước đây chưa từng có. Cơn sóng du khách đông như vậy thiếu chút nữa làm hệ thống tiếp đón của Ninh Lăng hoàn toàn tê liệt. Cũng may Ninh Lăng vì chuẩn bị cho lễ hội văn hóa này nên đã có kế hoạch thống nhất mà miễn cưỡng vượt qua cơn sóng này. Nó cũng là cảnh báo cho Ninh Lăng, xu thế cho ngành du lịch đã được tạo ra nhưng năng lực phục vụ, tiếp đón thì Ninh Lăng vẫn còn kém. Ví dụ như quy hoạch giao thông, điểm ăn ở, chỗ đỗ xe, khả năng chứa của các thắng cảnh đều cần phải nâng cao lên nhiều. Ninh Lăng cũng đã tổng kết kinh nghiệm quản lý lễ hội văn hóa lần này, phân tích vấn đề còn tồn tại của Ninh Lăng, chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này mà đưa ra quy hoạch thống nhất cho toàn ngành du lịch của thị xã, cố gắng biến ngành du lịch thành một điểm sáng tăng trưởng của Ninh Lăng, coi đây là tấm danh thiếp khác của đô thị Ninh Lăng, thậm chí còn nổi tiếng hơn là thành phố nguồn năng lượng mới. Hàn Độ ít khi gọi thẳng cho Triệu Quốc Đống về vấn đề riêng, nhiều lúc Hàn Đông là cầu nối của hai người. Việc này làm Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết sao Hàn Độ lại không ngại để Hàn Đông làm như vậy. Trong tuần tỉnh ủy đã chứng thực ý kiến bên trên, tiến hành nghiên cứu, thảo luận bí thư thị ủy của 12 thành phố, thị xã ngoài An Đô tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Bây giờ phạm vi về cơ bản đã xác định đó là Triệu Quốc Đống, Long Ứng Hoa và Đàm Lập Phong. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá toàn bộ quá trình công tác, sức ảnh hưởng của ba người đối với địa phương, cũng gửi tài liệu tới tay các thường vụ tỉnh ủy, mời bọn họ xem trước. Đợi sang thứ hai tuần tới hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ tiến hành nghiên cứu. Đối với việc thêm một thường vụ tỉnh ủy thì dù là vị thường vụ nào cũng chưa vội vàng đưa ý kiến, ai cũng đợi đến hội nghị thường ủy rồi mới lên tiếng. Quốc Đống, nhị thúc em nói cơ hội này là ngàn năm có một, đối với anh mà nói sẽ tuyệt đối không thể mất. Nó vừa có thể để anh tiếp tục ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, đồng thời cũng là điều kiện để anh đi lên vị trí quan trọng hơn. Mất cơ hội này thì cũng phải 2-3 năm nữa anh mới có thể lên cấp phó tỉnh, cùng lắm chỉ là phó chủ tịch tỉnh không phải thường vụ. Ví dụ như ở ngoài thành phố An Đô ra thì bí thư thị ủy các nơi khác có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy đúng là cơ hội hiếm có. Lần này ban tổ chức cán bộ trung ương đưa ra ý kiến, ai biết sang năm họ điều chỉnh chính sách nữa thì sao? Tình huống này không hiếm gặp ở Trung Quốc, ví dụ như phó chủ tịch tỉnh thị trưởng, chủ tịch huyện có thể kiêm chức phó bí thư. Lãnh đạo chủ yếu của quân khu được yêu cầu tiến vào thường vụ, chủ tịch mặt trận tổ quốc có thể được yêu cầu vào thường vụ, chủ tịch liên đoàn lao động cũng có thể được yêu cầu vào thường vụ theo chính sách. Chính sách sẽ có lúc thay đổi,
như vậy cách tốt nhất là anh nắm bắt cơ hội trước mắt. Cảm ơn em Hàn Đông, anh biết rồi. Nhưng em cũng biết chuyện này anh đâu có thể làm chủ được. Triệu Quốc Đống lúc này thật ra rất bình tĩnh. Hội nghị thường vụ tuần tới nhất định sẽ là cuộc tranh chấp nảy lửa, chỉ là lúc này hắn đi vận động cũng chưa chắc có kết quả gì. Lãnh đạo nhất định đã có lựa chọn của mình, bây giờ chỉ còn đợi ngả bài mà thôi. Quyển 15, chương 63. Có do anh làm chủ hay không thì trong lòng anh hiểu rõ, nhưng đây vốn là cuộc đấu tranh, làm như thế nào tranh thủ trợ giúp lớn nhất, làm suy yếu lực lượng đối phương thì anh cũng phải nghĩ. Có 12 thường vụ tỉnh ủy, anh có thể có được thêm một phiếu tức đối phương giảm một phần hy vọng. Anh còn cảm thấy có nên vận động gì không? Hàn Đông nói rất dễ nghe, rất có sức thuyết phục. Hàn Đông nói rất đúng, nhưng cô lại coi thường ý chí và sức phán đoán của các vị thường vụ thị ủy, cùng với biến số là các nhân tố bên ngoài. Anh biết, nhưng bây giờ đi nghĩ cái này có phải muộn rồi không? Triệu Quốc Đống cười ha hả hỏi lại. Hừ, anh bây giờ vẫn còn muốn tranh luận với em à, xem ra em xem thường khả năng chịu đựng của anh rồi. Hàn Đông khẽ thở dài nói. Em thấy nhị thúc em còn để tâm tới chuyện này hơn cả anh. Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Hàn Độ hết lòng ủng hộ hắn, đó là ưu thế lớn đối với hắn. Ví dụ như ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trước đó có chuẩn bị thì hắn cũng có chút lợi thế, nhưng đó chỉ là lợi thế mà muốn biến thành phần thắng thì cần thay đổi về chất. Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ vô số lần về 12 thường vụ tỉnh ủy. Hắn cũng nghĩ đến cảm nhận của bọn họ đối với mình, nhưng có nhiều người hắn không nhìn thấu ngoài Liễu Ứng Đông Lưu, Nhâm Vi Phong. Hàn Độ cùng Dương Kính Quang Triệu Quốc Đống là có thể ủng hộ hắn, số còn lại không ai là chắc chắn. Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung sẽ không ủng hộ hắn, Triệu Quốc Đống tin như vậy. Trong mắt bọn họ cũng có đối tượng thích hợp, nếu hai người không cùng mục tiêu thì uy hiếp đối với hắn giảm, nếu hai người cùng mục tiêu thì có chút nguy hiểm. Tôn Liên Bình mặc dù không qua lại gì với Triệu Quốc Đống, cũng không có mâu thuẫn gì nhưng nếu phân tích từ góc độ tình cảm thì Ninh Lăng phát triển nhanh trái ngược hẳn với tình trạng của Ando. Triệu Quốc Đống tin Tôn Liên Bình sẽ không có ấn tượng tốt đối với hắn, đây cũng là điều đương nhiên. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào thì Triệu Quốc Đống cũng không xác định. Mặc dù Hùng Chính Lâm cũng đã gọi cho đối phương, nhưng ngay cả Hùng Chính Lâm cũng thừa nhận mình không chắc chắn mấy, hai người chỉ là quan hệ công việc. Nếu chuyện bình thường có lẽ có chút tác dụng, nhưng ở chuyện này hắn không thể hy vọng quá lớn. Tề Hoa cũng không có quan hệ gì với Triệu Quốc Đống. Mặc dù y phụ trách mảng công nghiệp nhưng số lần đối phương tới Ninh Lăng là quá ít. Triệu Quốc Đống không ôm hy vọng, Ninh Sâm mặc dù đã có vài lần qua lại nhưng ở cấp độ vừa phải, nếu muốn xâm nhập thì cả hai như có tầng vô hình ngăn cách. Ở tình huống đó Triệu Quốc Đống thà tin đối phương ủng Đàm Lập Phong hoặc Long Ứng Hoa hơn. Ngoài ra còn có trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp và tư lệnh quân khu 3 Kiên Cường. Hắc Mộng Hiệp có ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng đó là do lễ hội văn hóa khu vực Trung Tây mà thôi. Hắc Mộng Hiệp cũng rất hứng thú với việc Ninh Lăng đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa. Hắc Mộng Hiệp không phải người cố chấp, ở khía cạnh nào đó có quan điểm và cá tính khá giống Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không hy vọng Ninh Lăng chỉ là thành phố công nghiệp toàn khói bụi, một đô thị không có chút lịch sử văn hóa. Hắn hy vọng có thể xây dựng Ninh Lăng thành một đô thị vừa phát triển mạnh về kinh tế vừa giữ được truyền thống dân tộc. Điểm này khá phù hợp với mục tiêu của Hắc Mộng Hiệp. Mà quan điểm và tính cách cố chấp của Hắc Mộng Hiệp lại là điều có lợi cho Triệu Quốc Đống. Hắc Mộng Hiệp có thể không để ý đến thái độ của người khác mà nói thẳng quan điểm của mình. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Triệu Quốc Đống tin Hắc Mộng Hiệp sẽ ủng hộ mình. Ngoài còn có tân thường vụ tỉnh ủy, tư lệnh quân khu 3 Kiên Cường. Người này mới tới không lâu nhưng làm Triệu Quốc Đống vui mừng đó là hắn nghe Quảng Thiên Cửu nói y học cùng 3 Kiên Cường. Vì thế khi Triệu Quốc Đống mặt dày hỏi Quảng Thiên Cửu, Quảng Thiên Cửu chỉ nói một câu không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống tính qua thì thấy có 4 phiếu chắc chắn ủng hộ mình. Nếu Quảng Thiên Cửu có thể thuyết phục được 3 Kiên Cường, vậy hắn có 5 phiếu, thêm phiếu của Hắc Mộng Hiệp là đúng như hắn phân tích thì hắn nhất định sẽ không thất bại. Nhưng trong đó có nhiều ẩn số. Chỉ cần Hắc Mộng Hiệp không như hắn đoán, 3 Kiên Cường không nghe theo lời Quảng Thiên Cửu thì sao? Hắn bây giờ cũng chỉ có thể cố hết sức còn đâu theo ý trời. Hắn không tìm ra cách làm nào khác nữa. Nghĩ đến chuyện qua tính bây giờ ở trên ban tuyên giáo trung ương có lẽ có sức ảnh hưởng với Hắc Mộng Hiệp, nhưng hắn hỏi mãi lại thấy không ổn. Với tính cách của Hắc Mộng Hiệp mà bị gây sức ép có lẽ sẽ phản tác dụng. Cuộc điện này không ngắn, máy cũng đã hơi nóng lên. Ứng Đông Lưu sớm biết chuyện lần này không hề đơn giản, nhưng nói thẳng như vậy lại làm y tức giận.
nếu là người khác thì Ứng Đông Lưu đã sớm dập máy rồi. Theo người ngoài thì làm bí thư tỉnh ủy là đứng đầu một nơi, ở trên mảnh đất này thì chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc chung là mọi việc đều do bí thư tỉnh ủy khống chế trong tay. Nhưng chỉ ngồi trên vị trí này mới cảm thấy áp lực của nó lớn đến như thế nào. Nhịn một lúc, miễn lo trăm ngày, nhịn cơn sóng dữ, trời yên biển lặng. Ứng Đông Lưu vẫn luôn nghĩ tới câu này để làm mình bình tĩnh lại. Ứng Đông Lưu rất kiên nhẫn nghe đối phương hoặc sáng tối đề cập, y vẫn không tỏ thái độ chỉ ra vẻ mình nghe ý kiến và đề nghị của đối phương. Nhưng sâu trong lòng Ứng Đông Lưu đã rất tức giận. Anh dựa vào gì mà chỉ trỏ khi tỉnh ủy chưa đưa ra ý kiến, thậm chí còn chưa tiến hành nghiên cứu. Anh cho rằng tỉnh ủy tỉnh An Nguyên không hiểu rõ cán bộ bằng anh sao? Ứng Đông Lưu có chút tức giận thầm mắng một câu. Ứng Đông Lưu hôm nay rất buồn bực, một phần vì cuộc điện này. Một phần là vì hai hôm trước cũng có cuộc điện không đầu không đuôi làm y khó chịu, kết hợp hôm nay làm y thiếu chút nữa không khống chế được mình. Ứng Đông Lưu thấy tên Lăng Chính Dược kia hôm nay quá nông cuồng, mình đã tỏ ý tôn trọng nhưng tuyệt đối không phải là tuân theo ý kiến của y. Nhưng đối phương thì sao? Ứng Đông Lưu lấy một tờ giấy xé mạnh rồi vò lại, ném vào sọt rác, đây là biện pháp y thường dùng để khống chế tâm trạng của mình. Quyển 15, chương 64. Mấy ngày này Ứng Đông Lưu nhận được không ít cuộc điện thoại, đó là điều rất bình thường. Có người cùng học, có người là đồng nghiệp ở Ủy ban Giáo dục Quốc gia, có người thậm chí là cùng quê. Ứng Đông Lưu cũng phải thừa nhận năng lực của những người kia không thể xem nhẹ. Mặc kệ là bắt chuyện, giới thiệu cũng tốt, có thể tạo tác dụng quyết định hay không cũng tốt thì liên lạc một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Ứng Đông Lưu tự nhận mình là người cố chấp nhưng nhiều người gọi như vậy, y cũng phải nói vài câu cho qua chuyện. Dù mình không theo ý đối phương mà làm cũng không thể nói thẳng. Bọn họ cũng là do người nhờ nên mới làm thế. Hơn nữa đều là người làm chính trị nhiều năm, ai chẳng biết chuyện quan trọng như vậy đâu phải một hai cuộc điện là có thể thay đổi. Mấy cuộc điện gọi có cũng như không chiếm đa số nhưng cũng có một hai cuộc điện thoại làm Ứng Đông Lưu không thể không chú trọng. Nếu người khác gọi tới không nói vòng vo mà nói thẳng ý đồ ra thì sao? Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút. Dương Kính Quang nói y không nhận được điện thoại nào nhưng không có nghĩa người khác không nhận được. Năng lực và sức ảnh hưởng của đối phương lớn đến như thế nào thì Ứng Đông Lưu đương nhiên biết rõ. Nhưng y bây giờ không có cách nào trao đổi với người khác. Hàn Độ là người mà Ứng Đông Lưu tin được, dù là thực hiện ý đồ của mình hay cảm tưởng của đối phương với Triệu Quốc Đống, Hàn Độ đều kiên định chấp hành. Ở điểm này có vài người mặc dù là anh có năng lực cực mạnh cũng không ảnh hưởng được tới Hàn Độ. Muốn thực hiện ý đồ của mình thì Ứng Đông Lưu làm bí thư tỉnh ủy cần trao đổi với mấy vị lãnh đạo chủ yếu khác của tỉnh ủy. Ở vấn đề chọn ứng viên thì mấy người có sai khác khá lớn. Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung cùng Tôn Liên Bình đều khá rõ ràng tỏ thái độ Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, lý lịch không đủ, danh tiếng không đủ. Hơn nữa nếu tự ý kiến của cấp trên thì Ninh Lăng bây giờ còn chưa đủ sức thuyết phục. Ứng Đông Lưu không khỏi hừ một tiếng, ba người này tính gì thì y cũng biết. Tần Hạo Nghiên ủng hộ Đàm Lập Phong, Miêu Trấn Trung ủng hộ Long Ứng Hoa. Thái độ của Tôn Liên Bình tuy mập mờ nhưng rõ ràng không hài lòng với Triệu Quốc Đống. Nếu chỉ là như vậy Ứng Đông Lưu vẫn tự tin mình nắm giữ tiết tấu trong hội nghị thường ủy, làm ý đồ của mình thực hiện được trong hội nghị. Dù đám người kia có thể hiện thái độ hay bảo lưu ý kiến thì nguyên tắc tập trung dân chủ vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Nhưng bây giờ Lăng Chính Dược gọi tới làm Ứng Đông Lưu ý thức được vấn đề khá nghiêm trọng. Từ góc độ nào đó thì y phải cảm ơn đối phương đã gọi tới, nếu không y còn nghĩ mọi việc vẫn do mình khống chế. Nếu như mất tiết tấu trong hội nghị thường ủy sẽ là đả kích cực lớn đối với uy tín của y. Nhất là nếu ba người Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung, Tôn Liên Bình không đồng ý với mình, sau đó do người nào đó đứng làm trung gian kéo bọn họ vào với nhau thì không chừng sẽ làm lên chuyện ở hội nghị thường ủy. Nhưng điều kiện là mình không đề phòng. Bây giờ Ứng Đông Lưu tự tin nếu đã nắm giữ đầu mối thì đối phương không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Đây không đơn giản là việc chọn Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy, nó còn liên quan tới uy tín của mình, thậm chí là việc mình có thể lãnh đạo bộ máy tỉnh ủy hay không. Bây giờ Ứng Đông Lưu biết mình không có con đường nào khác để đi. Hơn nữa Ứng Đông Lưu cũng không muốn đi ngược lại với quan điểm của mình để hòa theo đám người Tần Hạo Nghiên. Hơn nữa theo Ứng Đông Lưu thấy nếu mình làm như vậy sẽ phản tác dụng. Nếu như kiên trì đến cùng thì cần phải dùng thái độ mãnh liệt nhất thể hiện quan điểm của mình, đây mới là điều Ứng Đông Lưu muốn. Hành vi của đối phương mặc dù vẫn rất mờ mịt nhưng đã chạm vào giới hạn của Ứng Đông Lưu.
theo y thấy nếu như là ý đồ của tổ chức thì y dù không hài lòng cũng sẽ chấp hành. Nhưng nếu là ý đồ cá nhân thì xin lỗi, anh làm vậy là đi quá giới hạn, hơn nữa đối phương cũng biết mình không có thể theo ý đồ của đối phương mà làm. Theo quan điểm của Ứng Đông Lưu đó là sự khiêu khích. Dù đối phương có năng lực mạnh nhưng gây hấn trực tiếp như vậy, Ứng Đông Lưu nhất định sẽ phải phản kích lại. Dù về công về tư thì y tuyệt đối cũng không lùi bước. Là bí thư tỉnh ủy, y có đủ tự tin khống chế cục diện này. Ứng Hoa, không nên lo lắng như vậy, sao bây giờ đánh cờ với tôi cũng không tập trung được sao? Miêu Trấn Trung cầm quân pháo đặt vào giữa. Quân pháo này của tôi có thể vừa công vừa thủ. Lòng Ứng Hoa lấy lại bình tĩnh cố gắng vứt bóng ma trong đầu mình ra, cầm con mã đưa lên chặn pháo. Bí thư, mã này của tôi vừa vặn khắc chế quân pháo của ngài. Ha ha, đây là tôi muốn xem quân mã của anh lợi hại hay pháo của tôi mạnh hơn. Miêu Trấn Trung nhìn Long Ứng Hoa và thấy đối phương có vẻ đã bình tĩnh lại. Y biết Long Ứng Hoa đang lo lắng việc gì, chẳng qua y cũng phải thừa nhận đó là nước cờ hiểm. Nhưng nếu không đi nước cờ đó thì Long Ứng Hoa sẽ không có hy vọng gì. Ứng Đông Lưu đã tỏ rõ thái độ ủng hộ Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa cũng không giấu Miêu Trấn Trung, nói mình đã lên Bắc Kinh vận động một chút, đã làm thông chút công việc. Điều này làm cho Miêu Trấn Trung vừa sợ vừa mừng, dù sao chỉ cần đạt được mục đích thì mấy tiểu tiết nhỏ đó cũng đâu quan trọng gì. Miêu Trấn Trung vốn nghĩ Long Ứng Hoa sẽ là người cười cuối cùng trong cuộc đấu này, nhưng bây giờ xem ra không dễ dàng. Lăng Chính Dược là người rất cứng rắn, dù Tần Hạo Nghiên cũng phải đổi giọng đôi chút. Về phần những người khác thì Miêu Trấn Trung thấy ngoài vị tư lệnh quân khu không chắc chắn ra, có lẽ ngay cả Hắc Mộng Hiệp cũng phải suy nghĩ về lời nhắc của Lăng Chính Dược. Miêu Trấn Trung không quan tâm Long Ứng Hoa làm như thế nào tạo được quan hệ với Lăng Chính Dược. Long Ứng Hoa ở vị trí cấp giám đốc sở nhiều năm, có quan hệ rộng cũng là bình thường. Lần này dù thành công hay không thì Long Ứng Hoa cũng sẽ bị Ứng Đông Lưu phản cảm. Chẳng qua nếu Long Ứng Hoa thành công thì lại không vấn đề gì. Ứng Đông Lưu không thể ở tỉnh An Nguyên cả đời, khóa này cũng chỉ còn 2-3 năm nữa, chỉ cần qua thời gian đó thì sẽ tới một không gian hoàn toàn mới. Nhưng nếu thất bại thì Long Ứng Hoa sẽ rất khó có ngày ngóc đầu dậy. Hai người không ngừng giao chiến trên bàn cờ, đến khi tàn cuộc thì mới trở lại yên tĩnh. Sao, có phải thấy không tự tin không? Anh lo gì nói ra nghe một chút cái. Miêu Trấn Trung cười ha hả nói. Có phải sợ bí thư Ứng đột nhiên nổi giận với anh không? Bí thư Miêu, đúng là tôi có chút không tự tin. Nhưng ngài cũng biết tôi là người làm việc cả đời, tôi tự nhận mình làm và ngồi là chính xác. Cũng không dở trò gì. Long Ứng Hoa thoáng cái điều chỉnh giọng điệu và nói. Nhưng tỉnh không thể thiên vị như vậy chứ, cũng phải cân nhắc chung chứ. Không thể thấy kẻ chỉ biết nhảy nhót, tạo thế là nhân tài, người khác không ra gì chứ. Nếu đổi sân khấu thì tôi cũng không tin đầu óc ai tốt hơn ai. Quyển 15, chương 65. Miêu Trấn Trung cười cười cầm con cờ trong tay như không biết nên đi vào đâu. Long Ứng Hoa có vẻ không khống chế được tâm trạng mình. Có lẽ là do trong thời gian này tâm trạng khá nôn nóng và khẩn trương nên cần một lỗ hổng để phát tiết. Không ai dễ dàng cả, đi đến bước này thì ai không muốn có một ngày bước lên tầm cao hơn. Có ai không hy sinh cuộc sống êm đềm của gia đình để cố gắng trong sự nghiệp chứ? Có ai không vì công việc mà nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ? Long Ứng Hoa nói tiếp. Tôi không phủ nhận vấn đề bảo vệ môi trường của Vĩnh Lương có chuyện, nhưng đây đâu phải do đảng ủy, chính quyền khóa này tạo ra. Ra sao, trách nhiệm do chúng tôi gánh vác ư, có nhiều vấn đề phải phân tích tình hình cụ thể, đó mới là thái độ chịu trách nhiệm. Tôi cũng muốn đóng cửa hết các công ty gây ô nhiễm môi trường nhưng đâu có dễ. Nếu như làm vậy công nhân, nông dân làm ầm lên vì bọn họ không có công ăn việc làm, sẽ gây mất ổn định xã hội. Miêu Trấn Trung đặt quân cờ lên bàn nhưng lại lập tức thu về như đang trầm ngâm trong thế cờ. Chẳng qua Long Ứng Hoa biết đối phương đang suy nghĩ lời mình nói. Bây giờ khảo sát chủ yếu là ở chỉ tiêu kinh tế, nếu phát triển chậm lại thì sẽ bị mắng, chúng tôi dám đóng cửa các công ty kia sao? Nông dân đi đâu làm thuê, thu tài chính và thu thuế từ đâu mà có? Tiền lương, thưởng của cán bộ từ đâu mà ra? Lấy gì để phát triển kinh tế? Đây đều là những vấn đề thiết thực mà đảng ủy, chính quyền địa phương cần đối mặt. Long Ứng Hoa đang nói rất vào, Miêu Trấn Trung đột nhiên thu tay, chuyển sang pháo rồi trầm giọng nói. Chiếu tướng! Long Ứng Hoa ngẩn ra nhìn vào bàn cờ, lúc này y mới lấy lại bình tĩnh chuyển tướng sang bên tránh bị chiếu. Có đôi khi phải biết cách điều chỉnh công việc trung tâm, như vậy mới có thể nắm quyền chủ động.
Miêu Trấn Trung rất tự nhiên rút pháo về ăn một quân tốt sang sông của đối phương. Ứng Hoa, ở điểm này tôi nghĩ anh cần học tập Triệu Quốc Đống. Lòng Ứng Hoa có chút không cam tâm nhưng rất nhanh ngậm miệng lại. Anh đừng không phục, tôi thừa nhận anh có công lao lớn đối với sự phát triển kinh tế của Vĩnh Lương, nhưng anh có thừa nhận công lao của anh cũng do hai khóa trước tạo trụ cột không? Không có bọn họ tạo trụ cột, Vĩnh Lương có thể phát triển nhanh như vậy không? Đương nhiên bọn họ cũng để lại hậu họa nhưng vẫn hơn kẻ hai bàn tay trắng mà. Miêu Trấn Trung nghiêm túc nói. Anh lại xem biến hóa của Ninh Lăng đi. Anh có cho rằng sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, biến hóa của Ninh Lăng nhỏ hơn Vĩnh Lương không? So sánh về kết cấu sản nghiệp giữa Ninh Lăng và Vĩnh Lương xem bên nào thích hợp và có tiềm lực phát triển hơn. Là một cán bộ lãnh đạo thì phải biết cách học hỏi chứ không phải tự cao, không coi ai vào đâu. Miêu Trấn Trung không hề khách khí phê bình Long Ứng Hoa. Vĩnh Lương có điểm mạnh của Vĩnh Lương, Ninh Lăng cũng có ưu thế của mình. Anh là bí thư thị ủy Vĩnh Lương thì cần phải rộng lượng hơn, phải biết cách phân tích sở trường của người khác. Trước đây Vĩnh Lương không bao giờ coi Ninh Lăng, vùng nhà quê, vào mắt. Nhưng khi kẻ nhà quê này nổi lên khiến cho Vĩnh Lương trở nên bất an. Nó có thể chấp nhận việc An Đô luôn đứng đầu tỉnh, thậm chí chấp nhận Miên Châu, Kiến Dương đứng trên mình, nhưng không thể chấp nhận Ninh Lăng vượt qua mình. Tâm trạng này không chỉ có mình Long Ứng Hoa mới có, hầu hết cán bộ Vĩnh Lương đều có tâm lý này. Bởi vì vậy nên mới làm Long Ứng Hoa trở nên nôn nóng bất an. Đối mặt với Ninh Lăng quật khởi, đối mặt với Triệu Quốc Đống đang dần từng bước thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, Long Ứng Hoa trở nên mất cân bằng là bình thường. Cũng may Long Ứng Hoa đã nhận ra điểm này. Làm một lãnh đạo nếu anh không thừa nhận được khuyết điểm của mình, tiếp nhận sở trường của đối phương, vậy bản lĩnh của anh chỉ có hạn. Dù tỉnh ủy chọn có ra sao, tôi cũng không hy vọng anh vì mất cái này mà mất đi những thứ vốn có của mình. Miêu Trấn Trung nói làm Long Ứng Hoa trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ Miêu Trấn Trung đây là ám chỉ mình sẽ thất bại sao? Không, không thể, Long Ứng Hoa vô thức lắc đầu, y tuyệt đối không muốn thừa nhận điểm này. Vì chuyện này y đã tích xúc lực lượng nhiều năm, dù là ai cũng không thể ngăn y lên chức. Triệu Quốc Đống không biết mình đang được nhiều người thảo luận. Hắn biết bây giờ tỉnh ủy sắp nghiên cứu nên không còn suy nghĩ quá nhiều mà an nhàn hưởng thụ thời gian còn lại ở trường đảng. Trình Nhược Lâm cởi đôi giày thể thao co chân lên ghế. Nơi đây là ngoại ô nên không còn quá ồn ào như nội thành Bắc Kinh. Không ai biết Triệu Quốc Đống đã sớm có một căn biệt thự sang trọng ở đây. Về sau Trình Nhược Lâm mới biết nơi này đã bị các nhà giàu có mua sạch, xây dựng thành biệt thự, có người dùng làm câu lạc bộ tư nhân, có người dùng làm nhà ăn riêng cung cấp cho mình và bạn bè hưởng thụ. Chỉ một câu là khi anh có nhiều tiền anh muốn làm gì cũng được. Triệu Quốc Đống rất thích phong cách cổ điển ở nơi đây. Trước mặt là hồ nước trồng nhiều cây liễu, bên trên hồ còn có cầu đá cùng với nhiều bàn ghế đá dùng làm nơi khách dừng chân ở ven hồ. Nước Sơn bây giờ xem ra cũng biết một điều đó là không nên ra vẻ hiểu biết mà chỉ trò tay chân, rất nhiều việc y đều thuê chuyên gia đi làm, ít nhất tránh mất mặt với bạn bè. Nơi này là một căn biệt thự do Đức Sơn mua, nó nằm cạnh hồ nước với diện tích không nhỏ. Theo Đức Sơn nói thì y chú trọng ở đây có dòng nước sống, yên tĩnh, bí ẩn, cũng là do bạn bè giới thiệu. Ngay sau đó bạn y cũng giới thiệu một kiến trúc sư nổi tiếng để thiết kế lại nơi này, Đức Sơn cũng đồng ý và bị mất thêm không ít tiền.